Vũ kỹ Lục Lâm Thiên đang thi triển hình như cũng rất mạnh, khí tức vô cùng kinh khủng, không nghĩ tới thực lực của hắn lại có thể chống lại được Triệu Kình Thiên. Sắc mặt năm người bên ngoài lúc này khẽ biến đổi, khẽ nghị luận vài câu. Phá cương kiếm quyết. Triệu Kình Thiên quát lên một tiếng trầm thấp, một mảnh kiếm quang ngập trời lúc này đã đánh về phía trên đầu Lục Lâm Thiên. Nhưng ngay lúc này, trong mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên bắn ra một đạo quang mang. Quang mang bảy màu trước người đã ngưng tụ xong, trong đan điền, vũ đan nhanh chóng vận chuyển, chân khí không ngừng chạy trong kinh mạch rót vào trong đoàn quang mang bảy màu trước người hắn, không ngừng dung hợp với linh lực. Chu Tước Quyết, đi! Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng, cuối cùng đánh ra một đạo thủ ấn, đoàn quang mang kia trong nháy mắt hóa thành một đầu phượng hoàng bằng năng lượng. Đầu phượng hoàng bằng năng lượng ngưng tụ ra này trong nháy mắt biến đổi hóa thành một đầu phượng hoàng chừng mấy chục thước, khí tức cuồng bạo xuất hiện, hỏa diễm trong nháy mắt bao phủ không gian gần nghìn thước chung quanh, không khí phát ra tiếng ma sát, khí tức kinh khủng tràn ngập. Lúc này bằng vào tu vi vũ phách tứ trọng của Lục Lâm Thiên toàn lực thi triển Chu Tước Quyết uy lực vô cùng mạnh mẽ. Sau khi thi triển ra Chu Tước Quyết sắc mặt Lục Lâm Thiên càng thêm trắng bệch, Chu Tước Quyết này tiêu hao chân khí quá kinh khủng. Trong khoảnh khắc, hai cỗ lực lượng cực lớn va chạm với nhau, giống như hai quả bom chạm mặt nhau vậy, sau khi va chạm, tia lửa bắn ra bốn phía. Khí tức cuồng bạo khuếch tán, hỏa diễm giống như pháo hoa bắn lên không trung. Trên mặt đất, có vô số vết nứt không ngừng xuất hiện. Đất đá chung quanh bị hút lên không trung, tiếng nổ ầm vang liên tiếp vang vọng. Phanh phanh, kinh phong kinh khủng mà cường hãn giống như một cơn bão quét ngang hạp gốc, khiến cho cây cối chung quanh trong nháy mắt biến mất. Bầu trời lúc này hóa thành màu đỏ. Kinh phong tán đi, Lục Lâm Thiên đột nhiên rên lên một tiếng, thân thể bị đánh bay về phía sau hai, ba thước. Có thanh linh khải giáp phòng ngự thế nhưng không thể áp chế được khí huyết trong cơ thể, miệng hắn phun ra một ngụm máu. Một kích này của Triệu Kình Thiên vô cùng cường hãn, ngay cả khi hắn thi triển Chu Tước Quyết cũng không thể ngăn chặn được. Trong lòng Lục Lâm Thiên lúc này không khỏi có chút ngưng trọng. Khục khục. Triệu Kình Thiên lúc này cũng lảo đảo lui về phía sau 10 bước. Trên khuôn mặt hắn lúc này có kinh ngạc và tái nhợt. Khí huyết trong cơ thể cuồn cuộn, trong mắt có chút kinh hãi, dường như hắn cũng không ngờ tới, ngay cả khi hắn thi triển phá cương kiếm quyết cũng không thể chống lại một kích của đối phương. Thực lực của Lục Lâm Thiên này so với trong tưởng tượng của hắn còn mạnh hơn nhiều. Triệu Kình Hải, ngươi lập tức cút cho ta, bằng không sẽ có một ngày ta sẽ khiến cho Triệu gia các ngươi hồi yên phi diệt. Trong bầu trời, Thúy Ngọc đánh văng một đạo công kích của Triệu Kình Hải, ánh mắt bắn ra hàn ý, mái tóc dài phía sau tung bay, khí thế của nàng lúc này đâu phải là thứ mà một nha hoàn có được. Hừ, một nha hoàn nho nhỏ cũng dám xuất khẩu cuồng ngôn, ngươi thì tính là thứ gì? Triệu Kình Hải âm trầm hừ một tiếng. Lão đại, huynh không sao chứ? Một thân thể cao lớn xuất hiện bên người Lục Lâm Thiên. Cảm thấy Lục Lâm Thiên có chút suy yếu. Tiểu Long đánh văng Tằng Sở Hùng ra rồi nhanh chóng chạy tới. Ta không sao. Lục Lâm Thiên trả lời, ánh mắt nhìn về phía Triệu Kình Thiên phía xa. Trong lòng thầm quyết định, lúc này chỉ có thể thi triển ra con bài chưa lật của hắn mà thôi. Trong hạp gốc, chỉ giao thủ trong chốc lát, hàn ý trong mắt Thúy Ngọc ngày càng đậm đặc, nhìn Triệu Kình Hải lạnh nhạt nói. Triệu Kình Hải, có một ngày ta sẽ làm cho Triệu gia các ngươi hối hận. Coi như là hậu trường lớn nhất của các ngươi tại Vân Dương Tông cũng không bảo hộ được Triệu gia các ngươi. Khẩu khí thật lớn, để ta nhìn xem một nha hoàn nho nhỏ như ngươi có bản lĩnh gì mà lớn lối như vậy. Sắc mặt Triệu Kình Hải trầm xuống, tuy rằng hắn có cảm giác Thúy Ngọc này bất phàm, thế nhưng lời nói của nàng cũng khiến cho hắn nổi giận. Thủ ấn trong tay hắn biến đổi, trong nháy mắt tạo ra một đạo phong nhận. Siêu! Trong nháy mắt, trước người Triệu Kình Hải xuất hiện vô số đạo phong nhận. Giống như những giọt nước vậy. Vô số đạo phong nhận bao phủ Thúy Ngọc, mỗi một đạo dường như đều có lực lượng xuyên qua không gian rồi hội tụ cùng một chỗ, uy thế vô cùng kinh khủng. Linh hồn ngưng vật. Sắc mặt Lục Lâm Thiên tức thì biến hóa. Công kích này của Triệu Kình Hải thuần túy là dùng linh hồn công kích, hơn nữa đã đạt tới trình độ linh hồn ngưng vật. Linh giả dưới linh phách, linh hồn muốn ngưng thực rất khó. Mà linh hồn ngưng vật này tuyệt đối vô cùng kinh khủng. Không có linh hồn lực cường hãn căn bản không thể làm được. Lục Lâm Thiên biết chí ít hiện tại mình không làm được điều này. Linh hồn lực của hắn tuy rằng so với linh giả đồng cấp mạnh hơn không ít, thế nhưng còn chưa đạt tới tình trạng này. Có thể đơn thuần dùng linh hồn ngưng vật để công kích.
Sắc mặt Thúy Ngọc ngày càng âm lãnh, đột nhiên thủ ấn trong tay nàng biến hóa. Theo sự biến hóa của thủ ấn, lúc này trong không gian, khí thức quanh người Thúy Ngọc đại thịnh, không gian chung quanh gợn sóng. Trong không gian lúc này xuất hiện lực lượng cuồng bạo, mọi người phía xa lúc này cũng không nhịn được mà cảm giác linh hồn đau đớn. Trong không gian lúc này tỏa ra công kích ảnh hưởng tới linh hồn của bọn họ. Cũng là linh hồn ngưng vật. Lục Lâm Thiên sợ hãi than. Lúc này hắn cũng cảm giác linh hồn bên trong đầu hắn hiện tại bị áp chế tuyệt đối, thi thoảng còn có cảm giác đau đớn. Không ngờ tu vi nàng cũng đạt tới trình độ vô cùng kinh khủng như vậy. Lục Lâm Thiên giật mình lẩm bẩm. Linh hồn lực của Thúy Ngọc không ngờ lại không dưới Triệu Kình Hải một chút nào. Triệu Kình Hải này trong đám đệ tử trẻ tuổi của Vân Dương Tông chính là một quái vật, là linh giả có thiên phú mạnh nhất trong ngàn năm trở lại đây. Thế nhưng Thúy Ngọc lúc này cũng không yếu thế hơn hắn. Dựa theo tuổi của nàng mà nói hẳn còn chưa tới 24, 25. Thiên phú như vậy so với Triệu Kình Hải còn mạnh hơn một chút. Ngay khi Lục Lâm Thiên đang cảm thán, mũi tên bằng linh hồn trong không gian và sóng gợn bằng linh hồn va chạm với nhau, năng lượng cuồng bạo bắn ra bốn phía. Năng lượng cuồng bạo bắn ra chung quanh kèm theo quang mang chói mắt. Nhìn vào đám quang mang này cũng có cảm giác linh hồn đang run rẩy. Giao thủ bằng linh hồn kinh khủng như vậy khiến cho hai người Triệu Kình Thiên, Tăng Sở Hùng cũng phải tạm thời dừng công kích với Lục Lâm Thiên mà kinh ngạc nhìn lên trên bầu trời. Siêu! Cỗ lực lượng khổng lồ này va chạm cũng không tạo thành tiếng nổ vang, chỉ có quang mang và tiếng va chạm rất nhỏ khiến cho linh hồn run rẩy xuất hiện mà thôi. Cỗ lực lượng sắc bén không ngừng khuếch tán ra chung quanh, không gian bên trong hạp cốc lúc này dường như gấp khúc vậy. Phanh phanh! Năng lượng kinh khủng sau khi tiêu tán, hai đạo năng lượng bàng bạc phân biệt đánh vào hai người, Thúy Ngọc và Triệu Kình Hải lập tức bị đánh bay. Thúy Ngọc! Lục Lâm Thiên cả kinh, vòng xoáy dưới chân chợt lóe, thân ảnh nhanh chóng biến mất rồi xuất hiện bên cạnh Thúy Ngọc. Hai tay đỡ lấy thắt lưng nàng, trong nháy mắt ôm thân thể mềm mại của nàng vào lòng. Khục khục! Lúc này, Triệu Kình Hải lảo đảo lùi về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Kình Thiên, Sở Hùng, nhanh chóng động thủ, không cho bọn chúng cơ hội thở dốc. Triệu Kình Hải đáp xuống đất, nhanh chóng phân phó Triệu Kình Thiên và Tằng Sở Hùng công kích. Lâm Thiên, ta không còn lực nữa, nhanh chạy đi. Thúy Ngọc mở miệng nói, sắc mặt nàng lúc này trắng bệch, toàn thân suy yếu. Tiểu Long, chúng ta đi. Lúc này Lục Lâm Thiên nhanh chóng quyết định, vòng xoáy dưới chân xuất hiện, sau lưng xuất hiện hai cánh, thân thể trong nháy mắt biến mất. Thân thể cao lớn của Tiểu Long nhanh chóng thu nhỏ lại, tốc độ không kém Lục Lâm Thiên một chút nào, nhanh chóng chạy ra khỏi hạp gốc. Đuổi theo. Triệu Kình Thiên hét lớn một tiếng, chân khí bùng lên, trực tiếp đánh về phía đám người Lục Lâm Thiên. Năm đệ tử Vân Dương Tông bên ngoài hạp gốc lúc này cũng không dám ngăn trở Lục Lâm Thiên. Đám người tức thì tránh ra tạo một con đường, Triệu Kình Thiên trong nháy mắt cũng đuổi theo. Siêu siêu! Hai người Triệu Kình Hải và Tằng Sở Hùng cũng nhanh chóng đuổi theo. Chỉ là tốc độ của Triệu Kình Hải lúc này đã suy giảm lớn, có lẽ do một đạo công kích cuối cùng của Thúy Ngọc cũng khiến cho hắn bị trọng thương. Thi triển phong chi dực phối hợp với phù quang lược ảnh, tốc độ Lục Lâm Thiên vốn vô cùng nhanh chóng, thế nhưng lúc này lại ôm Thúy Ngọc trong lòng cho nên tốc độ suy giảm. Trên mặt đất, Triệu Kình Thiên dẫn đầu đuổi theo, tốc độ vô cùng nhanh chóng, có điều hắn là vũ giả hỏa hệ cho nên không thể bay lên không đuổi theo Lục Lâm Thiên. Tiểu Long lúc này cũng đã trở về vai của Lục Lâm Thiên, nó quay đầu lại nhìn về phía sau nói. Lão đại, huynh nhanh một chút, chúng đang đuổi theo. Chân khí trên người Lục Lâm Thiên bạo phát, sắc mặt tái nhợt. Phong chi rực sau lưng không ngừng vỗ, tốc độ lại được đẩy cao, để lại một đạo tàn ảnh trên không trung. Nhìn khuôn mặt tái nhợt của nam tử trước mặt, Thúy Ngọc nhìn vô cùng mê say, hai tay không biết từ lúc nào đã ôm lấy thắt lưng Lục Lâm Thiên. Cũng không biết đã qua bao lâu, thanh âm của Tiểu Long lại vang lên. Lão đại, bọn chúng không đuổi kịp được nữa rồi. Lục Lâm Thiên liều mạng chạy nửa canh giờ nữa, rốt cuộc mới dừng lại trên một đỉnh núi. Phù! Thu hồi phong chi dực phía sau lưng, Lục Lâm Thiên lúc này có chút hối hận tại sao lại không mang theo Thiên Sĩ Tuyết Sư. Nếu có Thiên Sĩ Tuyết Sư ở đây, hắn muốn chạy cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Thở dốc vài cái, Lục Lâm Thiên nhìn về phía sau. Lúc này cũng không thấy hình bóng đám người Triệu Kình Hải đuổi theo nữa. Thúy Ngọc từ trong lòng Lục Lâm Thiên đứng lên, khuôn mặt không biết vì sao lại đỏ ửng,
nàng buộc mái tóc có chút rối loạn lại, khuôn mặt lúc này vẫn tái nhợt. Thúy Ngọc, nàng thế nào rồi? Lục Lâm Thiên lo lắng hỏi. Không sao, chỉ tiêu hao quá nhiều mà thôi. Không nghĩ tới linh hồn lực của Triệu Kình Hải này cũng cường hãn như vậy. Thế nhưng tin rằng so với ta hắn cũng không tốt hơn bao nhiêu. Thúy Ngọc nói xong rồi nhét một viên đan dược vào miệng. Không sao là tốt rồi, bây giờ cả nàng lẫn ta đều bị trọng thương, cần phải điều tức. Lục Lâm Thiên nói, hắn lau vết máu trên khóe miệng rồi móc từ trong lòng ra một viên đan dược chữa thương nhét vào trong miệng. Lão đại, có yêu thú tới, là yêu thú ngũ giai sơ kỳ. Lúc này, Tiểu Long nhìn chăm chú vào rừng cây, quang mang trong mắt lóe lên. Giống, giống. Một tiếng hô vang vọn sơn cốc, rừng cây phía trước rung động. Tiếng giống vừa dứt thì có đột đầu yêu thú cực lớn chừng 400 thước xuất hiện bên ngoài cánh rừng. Yêu thú này là một đầu cự mãng, trên thân có vô số lân phiến bao trùm, cao chừng 400 thước, rộng chừng mấy chục thước. Điều quá dị nhất chính là, trên người nó có hai cái đầu vô cùng lớn, bốn mắt bắn ra hung quang, nhìn về phía hai người Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc. Là thủy hỏa yêu giao hai đầu. Vẻ mặt Thúy Ngọc lúc này có chút kinh ngạc. Cảm nhận khí tức trên người của đầu cự mãng này đã tới trình tự ngũ giai sơ kỳ. Không nghĩ tới lại là loại yêu thú này. Loại yêu thú này rất khó gặp. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nói. Đầu thủy hỏa yêu giao này không giống như những yêu thú bình thường. Nhân loại có vũ giả song hệ, đầu thủy hỏa yêu giao này trong yêu thú cũng chính là yêu thú song hệ. Thực lực vô cùng cường hãn. Yêu thú ngũ giai sơ kỳ thế nhưng thực lực có thể tương đương với vũ tướng tứ trọng, mà có khi còn hơn. Đây chính là một khối lục địa thượng cổ, có thể nhìn thấy một ít yêu thú khó gặp cũng là chuyện bình thường. Thúy Ngọc, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngưng trọng. Không xong. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Triệu Kình Thiên kia chỉ có thực lực vũ tướng nhị trọng mà hắn còn khó có thể chống lại. Đầu thủy hỏa yêu giao này càng khó chống lại hơn. 3 năm lại qua, lại có nhân loại tới đây à. Nhìn vào hai người Lục Lâm Thiên, đầu thủy hỏa yêu giao mở miệng nói. Vẻ mặt cũng có chút hưng phấn, ánh mắt chăm chú nhìn vào hai người Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc. Làm sao bây giờ? Thúy Ngọc nói với Lục Lâm Thiên. Chạy! Lục Lâm Thiên nói, lúc này bằng vào tình trạng của hai người căn bản không còn lực tái chiến. Huống chi còn phải chiến đấu với một đầu yêu thú song hệ ngũ giai. Hai người bọn họ tuyệt đối không có thực lực này. Siêu! Tiểu Long không ngừng phun ra nuốt vào. Ánh mắt nhìn chăm chú vào đầu thủy hỏa yêu giao trước mặt, nó nói. Lão đại, đầu thủy hỏa yêu giao này rất lợi hại, hai người chạy đi, để ngăn cản nó một chút. Không, để cũng không phải là đối thủ của nó, chúng ta cùng nhau chạy. Lục Lâm Thiên nói, Tiểu Long như thân huynh đệ của hắn, đương nhiên Lục Lâm Thiên sẽ không để cho Tiểu Long mạo hiểm ở lại cản đường. Lão đại, huynh cứ yên tâm đi, đầu thủy hỏa yêu giao này tuy rằng rất mạnh. Thế nhưng đệ có thể chống lại nó một lát. Nó cũng không thể gây tổn thương tới đệ. Hai người bọn huynh đi đi, đến lúc đó ta tự nhiên có thể tìm được huynh. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, vậy đệ cẩn thận một chút, ngàn vạn lần không được mạo hiểm. Lục Lâm Thiên do dự một chút rồi căn dặn Tiểu Long, lại nói với Thúy Ngọc bên cạnh. Chúng ta đi mau. Nói xong, hai người nhanh chóng chạy về phía trước. Còn muốn chạy sao? Đầu thủy hỏa yêu giao hét lên một tiếng, thân thể to lớn nhanh chóng di chuyển. Phì phì. Lúc này, thân thể nhỏ bé của Tiểu Long đột nhiên phình to ra. Thân thể vốn có của nó tuy rằng không thể nào so sánh với thủy hỏa yêu giao, thế nhưng lúc này có một cỗ khí tức hung hãn khuếch tán, mơ hồ cũng không dưới đầu thủy hỏa yêu giao này. Yêu hoàng khí, không phải. Linh hoàng khí, cũng không phải. Mà lúc này, cảm giác được khí tức của Tiểu Long. Đầu thủy hỏa yêu giao trong nháy mắt kinh hãi, dừng lại tại chỗ không đuổi theo hai người Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc nữa. Phì phì, thủy hỏa yêu giao rít gào vài tiếng, dường như đang nói gì với Tiểu Long vậy. Chạy mau, hai người Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc một đường chạy đi, không dám dừng lại một chút nào. Tuy rằng lo lắng cho Tiểu Long, thế nhưng Lục Lâm Thiên cũng biết Tiểu Long bất phàm, chí ít là lực phòng ngự của nó vô cùng kinh khủng. Phía trước có một cánh rừng rậm. Hai chúng ta chạy vào trong đó. Một cánh rừng rậm xuất hiện trước mặt hai người. Rừng rậm là một nơi ẩn thân vô cùng tốt. Hai người nhanh chóng chạy vào trong cánh rừng. Lúc này phía sau có yêu thú ngũ giai cho nên bọn họ không dám dừng lại.
Lúc này hai người bọn họ đều cố gắng chạy trối chết, căn bản không nhìn thấy bên ngoài rừng rậm, trên một cây đại thụ che trời có hai chữ cấm địa. Hai người trực tiếp đi vào trong rừng rậm, lúc này mới phát hiện ra điều khác thường. Hình như có chút không thích hợp, vì sao bầu trời lại chuyển thành màu đen rồi. Một lát sau, sắc mặt Lục Lâm Thiên đột nhiên biến đổi, hắn dừng lại, nhìn vào chung quanh. Trong mật địa vốn không có ban đêm, mà hiện tại sắc trời có chút u ám khiến cho Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhận ra điều bất thường. Thúy Ngọc ngồi nghỉ trên mặt đất, đôi mắt xinh đẹp quan sát bốn phía rồi kinh hãi nói. Không xong, có khả năng chúng ta xông vào một cái đại trận thượng cổ nào đó. Đại trận thượng cổ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên biến đổi, từ trong miệng sư phụ Vũ Ngọc Tiền hắn đã biết trong mật địa này còn có trận pháp từ thời thượng cổ, ngay cả cường giả trong Vân Dương Tông cũng không dám tùy tiện xông loạn, cho nên tình cảnh của bọn họ hiện giờ rất không xong. Mật địa này vốn là một mảnh của lục địa thượng cổ, có trận pháp cũng không kỳ quái chút nào. Chỉ là trận pháp thượng cổ này dường như không phải hoàn chỉnh, chúng ta thử xem có thể đi ra ngoài hay không. Thúy Ngọc đánh giá bốn phía rồi nói. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên ngưng trọng đánh giá chung qua, lúc này trong rừng rậm xung quanh đều là đại thụ che trời, bốn phía có mấy tảng đá, sắc trời tối đen, dường như toàn bộ bầu trời bị một mảnh hắc vụ bao phủ. Thúy Ngọc, nàng đối với trận pháp hiểu được bao nhiêu? Lục Lâm Thiên xem xét chung quanh rồi hỏi. Ta chỉ hiểu một chút mà thôi, có thể còn chưa được tính là hiểu. Thúy Ngọc cười khổ nói. Lục Lâm Thiên lập tức đem những tri thức ghi chép về trận pháp của sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn nhớ lại một lần. Nhớ lại xong, cảm nhận khí tức chung quanh một lần rồi Lục Lâm Thiên nói. Chúng ta đi về phía bên trái xem một chút. Hai người lập tức đi về một tấm bia đá bên trái. Chung quanh lúc này vô cùng tĩnh lặng, ngay cả một cơn gió thổi cũng không có, toàn bộ không gian vô cùng tĩnh lặng, bất động giống như vật trong tranh vậy. Dưới loại tình huống này cũng khiến cho trong lòng hai người không khỏi nhảy lên vài cái. Quá yên tĩnh, đây rốt cuộc là trận pháp gì? Hai canh giờ sau Lục Lâm Thiên thầm nói một câu. Đi hai canh giờ rồi mà hai người vẫn chỉ quanh quẩn cạnh đường đá, trong không gian này dường như là vô hạn vậy. Ta nghe nói có một ít đại trận thượng cổ ngay cả Vũ Vương, thậm chí là cường giả Vũ Tôn đi vào cũng lành ít dữ nhiều, chỉ mong trận pháp này không phải là sát trận. Thúy Ngọc nói. Cẩn thận! Thúy Ngọc vừa mới nói xong, dưới chân hai người trong nháy mắt xuất hiện một vòng xoáy. Dưới chân hai người đột nhiên xuất hiện một mảnh chân không, giống như là một hắc động thật lớn trong không gian, hút hai người xuống đó. Không xong! Phong chi dực phía sau lưng Lục Lâm Thiên nhanh chóng hiện ra, trong lúc nguy cấp hắn vươn tay kéo lấy Thúy Ngọc lên trên. Siêu! Trong không gian đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn khiến cho Lục Lâm Thiên đang muốn huy động phong chi dực nhảy lên khỏi hắc động thì bị một cỗ lực hút khiến cho hắn không thể nào nhảy ra khỏi hắc động. Chết tiệt! Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, chân khí bạo phát. Phong chi dực được thi triển tới cực hạn, thân thể chậm rãi bay lên phía trên, thế nhưng vòng xoáy càng ngày càng mạnh, tiếp tục hút hắn vào trong hắc động. Lâm Thiên, mặc kệ ta, người vẫn còn cơ hội đi ra mà. Lúc này... Thúy Ngọc ở trong lòng Lục Lâm Thiên đột nhiên nói. Không được, nàng đã đi theo ta cho nên ta không thể bỏ lại nàng. Huống chi ở trong hạp cốc nàng cũng không bỏ rơi ta. Lục Lâm Thiên nói, chân khí trong kinh mạch bạo phát, không ngừng rót vào phong chi dực, thế nhưng không thể thoát khỏi vòng xoáy trong chân không này, hấp lực càng lúc càng lớn. Thế nhưng nếu ngươi mang theo ta không chừng cả hai chúng ta sẽ phải chết. Thúy Ngọc nói. Dù vậy cũng không thể bỏ nàng lại được, nếu như vận khí của ta tới đây đã tận, cả hai ta cùng chết thì cũng không sao cả. Lục Lâm Thiên cắn răng nói, tuy rằng hắn không phải là người tốt gì, thế nhưng loại chuyện bỏ đồng bạn hắn lại không làm được. Siêu siêu, vòng xoáy trong chân không càng lúc càng mạnh phát ra tiếng đinh tai nhức óc. Hấp lực vô cùng lớn khiến cho Lục Lâm Thiên càng ngày càng khó khăn. Dưới cỗ hấp lực kinh khủng này, thân thể của hắn đang dần dần bị kéo xuống dưới hắc động. Tên ngu ngốc này, hiện tại cho dù ngươi ném ta cũng không thể chạy thoát nữa rồi. Đương nhiên Thúy Ngọc có thể cảm nhận được bên trong cỗ hấp lực này có lực lượng cuồng bạo, ngoài miệng tuy rằng trách cứ Lục Lâm Thiên nhưng trong lòng không khỏi rung động. Cẩn thận, trong vòng xoáy này hình như có linh hồn công kích. Lục Lâm Thiên ngưng trọng nói, trong vòng xoáy cuồng bạo này còn có một lực lượng vô hình có lực khắc chế tuyệt đối với linh hồn. Không tốt, nhanh bảo vệ linh hồn.
Thúy Ngọc cả kinh nói. Lúc này Thúy Ngọc có cảm giác một cỗ năng lượng vô hình đang tiến vào trong linh hồn của nàng. Lục Lâm Thiên đã sớm điều động linh lực bàng bạc tới bảo vệ hồn đan của bản thân. Chỉ là lực lượng cuồng bạo này càng lúc càng lớn, năng lượng tiến vào trong đầu hắn cũng vậy, khiến cho trong đầu hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn. Siêu! Thân thể hai người lúc này đã hoàn toàn bị hút vào trong vòng xoáy, lực lượng cuồng bạo chung quanh càng lúc càng lớn. Thanh linh khải giáp! Dưới lực lượng cuồng bạo như muốn xé nát bản thân này, Lục Lâm Thiên có cảm giác dường như lục phủ ngũ tạng của hắn cũng bị xé nát. Nhanh nghĩ biện pháp nào đó đi. Chúng ta đã rơi vào trong trận pháp thượng cổ rồi, có lẽ chúng ta khó tránh khỏi cái chết. Thúy Ngọc nói với Lục Lâm Thiên, nhanh chóng bố trí một quang quyển quanh người. Ta cũng không nghĩ ra được biện pháp nào. Lục Lâm Thiên nói, bốn phía hiện tại tối đen, chỉ có quang mang yếu ớt thi thoảng lóe lên. Giống như là đang ở trong một cái động tối đen vậy. Siêu. Trong dòng xoáy, lúc này có một cỗ lực lượng bàng bạo bạo phát, trong nháy mắt bao phủ lấy hai người. Lực lượng thật mạnh mẽ, trực tiếp công kích linh hồn, ta không chống đỡ được nữa. Lục Lâm Thiên hét lớn một tiếng. Trong đầu hắn hiện tại vô cùng hỗn loạn, hồn đan đang nhanh chóng xoay tròn, đầu càng ngày càng cảm thấy nặng nề, giống như là sắp mất đi chi giác, đầu Lục Lâm Thiên càng ngày càng đau đớn. Lâm Thiên, ngươi thế nào rồi? Thúy Ngọc yêu kiều quát lên một tiếng, nhìn Lục Lâm Thiên đang hôn mê. Vừa mới dứt lời thì nàng cũng lập tức ngất đi, hai người mất sức chống cự, thân thể nhanh chóng rơi xuống khoảnh không phía dưới. Trong này giống như một cái động không đáy vậy, Lục Lâm Thiên tuy rằng ngất đi, thế nhưng vẫn ôm Thúy Ngọc không buông. Dòng xoáy không thấy đáy này ngày càng phát ra khí tức kinh khủng, mang theo thân thể hai người xoay tròn xuống phía dưới. Mà lúc này hai người đã hoàn toàn mất đi chi giác. Nhưng lúc này, trên nhẫn chữ vật của Lục Lâm Thiên có một đạo lưu quang quanh quẩn. Nếu như Lục Lâm Thiên còn tỉnh thì nhất định có thể phát hiện ra, Linh Ngọc Sàng trong nhẫn chữ vật lúc này phát ra một cỗ năng lượng khổng lồ. Sau đó từ trong nhẫn chữ vật thoát ra một đạo lưu quang rồi chui vào mi tâm Lục Lâm Thiên. Lúc này, Lục Lâm Thiên nhanh chóng mở hai mắt ra, một cỗ uy áp trong nháy mắt khuếch tán, hai mắt bắn ra quang mang. Giống như ngôi sao sáng vậy, khí thế đạt tới trình độ trước nay chưa từng có. Quanh thân cũng có một cỗ lực lượng vô hình tự động đánh bay lực hút của vòng xoáy chung quanh, hắn đứng lơ lửng trong vòng xoáy. Nữ oa nhi này dường như không đơn giản. Lục Lâm Thiên sau khi mở hai mắt lập tức nhìn vào nữ tử trong lòng mình thầm nói một tiếng, sau đó ánh mắt nhìn về phía chung quanh. Tàn trận thượng cổ, không nguyên vẹn cho nên có chút phiền phức nha. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm nói. Một lát sau, khóe miệng hắn nhếch lên, khẽ nói. May mà chỉ là một tàn trận. Nói xong, Lục Lâm Thiên đánh ra một đạo thủ ấn, trong nháy mắt từng đạo lưu quang xuất hiện, xé rách không gian, sau đó từng đạo lưu quang này biến mất như chưa từng xuất hiện. Nếu nhìn kỹ những đạo lưu quang này không khó có thể phát hiện ra, những đạo lưu quang này đều dọc theo một quỹ tích vô cùng quỷ dị xẹt qua không gian. Những đạo lưu quang này xuyên qua không gian khiến cho không gian gấp khúc. Nếu như lúc này có người nhìn thấy Lục Lâm Thiên xuất thủ nhất định sẽ bị dọa cho nhảy dựng lên, thực lực quá mức kinh khủng, cường hãn tới mức không thể tưởng tượng nổi. Những lưu quang này đánh ra, dòng xoáy trong không trung lúc này chuyển động chậm lại, lực lượng cuồng bạo bắt đầu bình tĩnh. Thế nhưng lúc này trên trán Lục Lâm Thiên cũng xuất hiện không ít mồ hôi, sắc mặt ngày càng tái nhợt. Phá! Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, một đạo lưu quang cuối cùng đánh vào không gian. Siêu siêu! Trong khoảnh khắc này, không gian bắt đầu chấn động kịch liệt, vang lên tiếng nổ vang vọng chung quanh. Cạnh, trong nháy mắt, vòng xoáy giống như chiếc gương bị nghiền nát, lập tức hóa thành năng lượng biến mất trong không gian. Sau khi vòng xoáy biến mất, dưới chân Lục Lâm Thiên xuất hiện không ít thạch trụ che trời, đồng thời cũng có không ít đá vụn chồng chất. Quá mệt mỏi, tiểu tử này quả thực không khiến cho ta bớt lo chút nào, ta nghỉ ngơi một lát vậy. Lục Lâm Thiên nói một tiếng rồi lập tức nhắm mắt lại. Một đạo lưu quang từ trong mi tâm Lục Lâm Thiên bay ra rồi tiến vào trong nhẫn chữ vật của hắn. Phanh! Thân thể Lục Lâm Thiên lập tức mềm nhũn ngã xuống mặt đất, đè lên người Thúy Ngọc. Thời gian chậm rãi trôi qua, chung quanh vô cùng yên tĩnh. Chấm! Cũng không biết qua bao lâu Thúy Ngọc ư nhẹ một tiếng rồi mở hai mắt, cảm giác có một thân thể nặng nề đang nằm đè lên người mình. Lục Lâm Thiên khẽ ho một tiếng, lập tức mở hai mắt. Ta không chết sao?
Chuyện thứ nhất khi Lục Lâm Thiên tỉnh lại đó là cảm giác được mình không chết, đầu vô cùng đau đớn, mệt mỏi rã rời. Lục Lâm Thiên cũng nhanh chóng cảm nhận được dưới thân thể mình có một vật vô cùng mềm mại, hắn cúi đầu nhìn xuống lập tức nhìn thấy Thúy Ngọc cũng đang nhìn mình. Giờ phút này hai người đều không nói gì, bầu không khí có chút xấu hổ. Ngươi còn không mau đứng dậy. Một lát sau Thúy Ngọc mở miệng nhìn Lục Lâm Thiên nói, trên khuôn mặt nàng đỏ ửng. Ta không dậy được, phỏng chừng phải một lát nữa mới có sức. Lục Lâm Thiên trả lời, toàn thân hắn hiện tại vô lực, gân cốt cơ thể mềm nhũn, không thể nhúc nhích, ngay cả muốn xịch ra một tí cũng không làm được. Ta cũng không động đậy được. Thúy Ngọc nói, nàng cũng không khác gì Lục Lâm Thiên, toàn thân vô lực. Bầu không khí lại trở nên xấu hổ, Lục Lâm Thiên cũng rất bất đắc dĩ, cảm giác dưới thân có một thân thể vô cùng mềm mại, trước ngực có hai miếng thịt nhô lên, thiếu chút nữa khiến hắn có ý nghĩ không đứng đắn. Gần trong gang tấc thế này khiến cho hai người có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương, lại thêm chung quanh vô cùng vắng vẻ khiến cho cảnh tượng này càng thêm mờ ám. Lục Lâm Thiên cũng không có sức nhìn ra chỗ khác cho nên cũng chỉ có thể nhìn vào khuôn mặt của Thúy Ngọc. Khuôn mặt nàng trắng nõn, dung nhan tao nhã, không cần trang điểm cũng vô cùng xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú mang theo một chút ngây thơ, đồng thời cũng tỏa ra sự quyến rũ nhẹ nhẹ. Mũi nhỏ cao ngất, cái miệng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn quả thực giống như muốn câu hồn đoạt phách người nhìn vào vậy, dung nhan tuyệt mỹ này giống như là tiên nữ lạc xuống phàm trần. Quá đẹp, chỉ là... Lục Lâm Thiên thầm than trong lòng một tiếng, ngũ quan xinh đẹp hầu như có thể nói là hoàn mỹ không tì vết, thế nhưng lại có một nốt ban đỏ trên mặt, mà khi Lục Lâm Thiên nhìn vào khối ban đỏ trên mặt nàng, vẻ mặt cũng biến đổi. Lúc này Lục Lâm Thiên thấy nốt ban đỏ trên mặt nàng đang nhanh chóng biến mất bằng một tốc độ vô cùng chậm rãi. Nốt ban đỏ dần biến mất, lộ ra khuôn mặt tuyệt mỹ tới cực hạn xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Lúc này khuôn mặt nàng không có nốt ban đỏ thì vô cùng xinh đẹp, hoàn mỹ tới cực hạn. Chỉ sợ là bất luận một nam nhân nào nhìn vào cũng không nhìn được mà hít sâu một hơi, dù cho nói là khuynh quốc khuynh thành cũng không để hình dung được khuôn mặt của nàng hiện giờ. Thúy Ngọc, nốt ban đỏ trên mặt nàng. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi, lúc này Lục Lâm Thiên vô cùng khiếp sợ, không ngờ Thúy Ngọc lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy. Sắc mặt Thúy Ngọc biến đổi, trầm ngâm một lúc rồi nháy mắt nói với Lục Lâm Thiên. Nốt ban đỏ biến mất sao? Đúng vậy, nốt ban đỏ đã biến mất. Lục Lâm Thiên nhất thời hưng phấn nói. Thúy Ngọc nói. Ta quên dùng đan dược, loại đan dược này chỉ có thể duy trì nốt ban đỏ trên mặt ta nửa năm, sau nửa năm nốt ban đỏ sẽ biến mất. Nốt ban đỏ này là nàng cố ý tạo ra sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Hắn thực sự không nghĩ ra, một nữ tử tuyệt mỹ như vậy tại sao lại phải cố tạo ra nốt ban đỏ để mình trở nên xấu xí? Thúy Ngọc không nói gì. Trừng mắt nói với Lục Lâm Thiên. Vậy ngươi thích khuôn mặt này của ta hay là khuôn mặt có khối ban đỏ kia? Chuyện này, ta nghĩ bất luận kẻ nào cũng thích khuôn mặt của nàng hiện tại. Nếu như ta nói rằng ta thích khuôn mặt trước kia của nàng, chỉ sợ nàng cũng không tin ta. Lục Lâm Thiên nói. Coi như ngươi thành thật. Đôi mắt Thúy Ngọc sáng lên, lại nói. Hẳn ngươi cũng khôi phục không ít khí lực rồi chứ, còn không mau xuống. Chẳng lẽ cố ý chiếm tiện nghi của ta? Ồ, ta quên. Lục Lâm Thiên lúc này cũng cảm nhận được bản thân đã có chút sức lực, hắn nhanh chóng trở mình rời khỏi thân thể của Thúy Ngọc. Đây là đâu, sao chúng ta lại tới nơi này? Lục Lâm Thiên cố gắng ngồi dậy, nhìn về bốn phía lúc này khắp nơi đều là kiến trúc đổ nát, phía xa còn có không ít thạch trụ che trời, lọt vào mắt hắn đều là một đống đổ nát, tỏa ra khí tức cổ xưa. Nhanh khôi phục thực lực đi. Kẻo lát nữa lại gặp phải nguy hiểm thì không có lực mà chống lại. Thúy Ngọc cũng ngồi dậy rồi khoanh chân ngồi đó, nàng nhét một viên đan dược vào miệng, thủ ấn trong tay biến đổi, bắt đầu điều tức. Lục Lâm Thiên cũng vội vàng nhét một viên đan dược vào miệng, bắt đầu điều tức. Lúc này thân thể hắn suy yếu cực độ, chân khí và linh lực đều tiêu hao tới mức cực hạn. Lập tức thân thể hai người được bao bọc bởi một tầng quang cháo. Phù! Hơn 10 canh giờ sau Lục Lâm Thiên tỉnh lại, lúc này hắn cũng đã khôi phục được một chút. Thương thế trong người khi giao thủ với Triệu Kình Thiên đã tốt hơn một chút, ít nhất hiện tại cũng không có trở ngại gì quá lớn. Lục Lâm Thiên đứng dậy rồi nhìn về bốn phía, lúc này hắn đang đứng trong một mảnh đất bằng phẳng, lúc này bốn phía là một mảnh hỗn độn, đổ nát khắp nơi. Bốn phía có lẽ là một cung điện hình tròn,
thế nhưng hiện tại chỉ còn lại mấy thạch trụ che trời. Những thứ còn lại của cung điện chỉ là đá vụn, có lẽ cung điện này vô cùng khổng lồ, thế nhưng hiện tại chỉ là một tàn tích mà thôi. Phía xa trong không gian mà một màu xanh ngắt, trên bầu trời mông lung, chỗ hắn đang đứng hiện tại giống như một cái sơn cốc, bốn phía chung quanh đều là núi. Ngươi đang nhìn cái gì vậy? Thúy Ngọc đứng dậy, sắc mặt lúc này đã có chút hồng hào. Sao nàng lại? Lục Lâm Thiên quay lại nhìn Thúy Ngọc, lúc này hắn lại kinh ngạc phát hiện ra, nốt ban đỏ biến mất kia lúc này lại xuất hiện trên mặt Thúy Ngọc. Xấu một chút vẫn tốt hơn. Thúy Ngọc mỉm cười nói, ánh mắt nhìn về phía Lục Lâm Thiên mang theo chút giảo hoạt. Nếu như ngươi bằng lòng lấy ta, ta sẽ khôi phục khuôn mặt vốn có của ta cho ngươi xem, thế nào? Chuyện này, Lục Lâm Thiên sửng sốt, nữ tử tuyệt mỹ trước mắt này nói hắn không động tâm là giả, thế nhưng không biết nàng đang nói đùa hay là thật. Được rồi, ta không làm khó ngươi nữa. Thúy Ngọc nói, chúng ta tìm nơi rời khỏi đây đi, xem có thể đi ra ngoài hay không. Hai người lập tức tìm kiếm trong đống đá vụn, đứng ở chỗ cao nhất của đống đá mới cảm nhận được sự rộng lớn của cung điện này. Một mảnh đá vụn liên liên ước chừng vạn thước. Phía trước dường như còn có một đám cung điện cổ xưa đổ nát. Chúng ta qua bên kia nhìn xem. Lục Lâm Thiên nhìn về phía trước, chân khí dưới chân chợt lóe, lao thẳng về phía đám cung điện đổ nát phía trước. Lâm Thiên cẩn thận một chút. Thúy Ngọc nói. Một lát sau, hai người đã đứng ở bên ngoài cung điện cổ xưa này, đứng từ xa thoạt nhìn nó cũng không lớn, thế nhưng đứng ở gần thì Lục Lâm Thiên lại có chút kinh ngạc, bức tường còn sót lại của nó dài chừng 300 thước. Cao mấy chục thước. Trên tường có không ít vết nứt, lộ ra khí tức cổ xưa. Khí tức này dường như có chút quỷ dị. Lục Lâm Thiên nhướng mà nói. Còn chưa đi vào trong thế nhưng hắn đã cảm nhận được khí tức quỷ dị này, trong khí tức này dường như còn có năng lượng ba động. Đây là lực lượng tàn dư công kích của cường giả, bởi vì ở trong đại trận cho nên cũng không tỏa ra thiên địa. Từ khí tức này có thể phán đoán. Khi trước ở tại nơi này chỉ sợ ít nhất cũng có vũ tôn chiến đấu. Thúy Ngọc nhướng mày, lập tức nói. Lục Lâm Thiên nhìn vào một mảnh đổ nát thê lương khổng lồ trước mắt mà cảm khái. Nơi này chỉ sợ đã mấy nghìn năm rồi không có ai tới đây, lực công kích trải qua mấy nghìn năm không tiêu tán. Loại lực lượng này chỉ sợ cũng chỉ có vũ tôn mới có thể làm được mà thôi. Chúng ta vào xem. Lục Lâm Thiên nói, một khi đã tới nơi này, không có lý do gì không đi nhìn xem một chút. Cung điện này đổ nát cũng không được coi là toàn bộ, chỉ ít trước cung điện này có một đại môn cực lớn. Lúc này Thúy Ngọc rõ ràng cũng đang hiếu kỳ trong lòng, hai người chậm rãi đi qua cánh cửa vào trong cung điện. Chân khí lưu chuyển trong cơ thể, Lục Lâm Thiên cảnh giác nhìn híp bốn phía, lọt vào tầm mắt của hắn là một mảnh u ám, trong cung điện khổng lồ có vô số thạch trụ lớn đỡ lấy. Trên đỉnh cung điện có vô số vết nứt. Tia sáng chiếu qua. Tất cả vô cùng vắng vẻ, hẳn là mấy nghìn năm hoặc trên vạn năm cũng không có ai đi qua nơi này. Xem ra cường giả trong Vân Dương Tông cũng chưa từng đi qua đây. Thúy Ngọc nhìn vào bốn phía rồi nói. Cẩn thận! Ngay lúc này, Lục Lâm Thiên đột nhiên hét lớn một tiếng, kéo Thúy Ngọc lui lại. Trong đại điện, không gian chung quanh vốn yên tĩnh lúc này trong nháy mắt rung động kịch liệt, phát ra âm thanh ầm ầm vang vọng chung quanh. Đại điện trong nháy mắt rung chuyển kịch liệt. Theo đạo năng lượng này ba động, đại điện trong nháy mắt xuất hiện một quang đoàn chừng nửa thước, một cỗ khí tức kinh khủng nhanh chóng khuếch tán ra. Dưới khí tức này dường như còn mang theo uy áp vô cùng lớn. Lục Lâm Thiên nhanh chóng thối lui, đồng thời ánh mắt nhìn chằm chằm vào quang đoàn xuất hiện trong không gian kia. Năng lượng kỳ dị kia ba động khiến cho Lục Lâm Thiên cảm nhận được có một cỗ năng lượng cường hãn ba động. Loại ba động năng lượng này vô cùng cường hãn. Có lẽ bởi vì đụng chạm vào một thứ gì đó mà khiến nó xuất hiện. Là công kích cường giả lưu lại, không nghĩ tới chúng tụ tập lại một chỗ. Thúy Ngọc nhanh chóng nói. Công kích do cường giả lưu lại, dường như đã hóa thành năng lượng. Lục Lâm Thiên lùi lại, thân thể hai người lúc này đã đứng ở trước cửa cung điện, ánh mắt nhìn về phía quang đoàn đang lơ lửng trong cung điện. Hắn cảm giác được quang đoàn này tuy rằng cuồng bạo, thế nhưng cũng không phải là công kích. Dường như đã hóa thành một đoàn năng lượng. Lực công kích tàn dư mà cường giả lưu lại trải qua mấy nghìn năm, thậm chí là vạn năm mà không tiêu tán tự nhiên sẽ hóa thành năng lượng. Chỉ là những năng lượng này nếu như tụ tập lại cùng một chỗ cũng có thể có tính công kích cực mạnh. Thúy Ngọc ở bên người Lục Lâm Thiên lúc này thấp giọng nói.
Nhiều lực công kích tàn dư như vậy ngưng tụ lại ở đây, chỉ sợ nơi này không đơn giản chút nào. Không chừng sẽ có bảo vật ở bên trong. Có bảo vật sao? Lục Lâm Thiên tức thì cảm thấy hứng thú. Trong một ít không gian bị phong bế, không tiếp xúc với thiên địa, những lực công kích của cường giả lưu lại ở bên trong, cho dù bảo tồn được mấy nghìn năm cũng không tiêu tán là chuyện bình thường. Thế nhưng chúng cũng sẽ không tụ tập lại cùng một chỗ như vậy. Thời gian nếu như dài quá thì sẽ tự động tiêu tán. Thế nhưng năng lượng trong đại điện này lại không tiêu tán mà lại ngưng tụ cùng một chỗ, điều này chứng minh trong đại điện nhất định cũng có một chút bí mật. Thúy Ngọc nói, không biết là bí mật gì. Lục Lâm Thiên nhíu mày, nơi này hẳn là cường giả Vân Dương Tông còn chưa đặt chân tới, nói không chừng bên trong có lẽ sẽ có bảo vật. Ầm ầm. Trong đại điện, quang cầu do năng lượng tạo thành lúc này rung động khiến cho không gian cũng rung động theo. Dường như cảm nhận được khí tức trên người của Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc, đoàn năng lượng này chậm rãi đi về phía hai người. Không xong, đoàn năng lượng này muốn công kích chúng ta. Sắc mặt Thúy Ngọc biến đổi, nhanh chóng nói. Cảm nhận được khí tức của đoàn năng lượng này, Lục Lâm Thiên nhướng mày, đoàn năng lượng này vô cùng kinh khủng. Đoàn năng lượng này do lực công kích biến thành, lực công kích lại chính là do chân khí hoặc năng lượng thuộc tính trong thiên địa tạo ra. Không biết đám năng lượng này mình có thể thôn phệ hay không? Lục Lâm Thiên nhíu mày, từ trên lý luận mà nói, đoàn năng lượng này dựa vào âm dương linh vũ quyết của hắn dường như là có thể thôn phệ. Siêu! Đúng lúc này, đoàn năng lượng hình cầu này lao thẳng về phía hai người, khiến cho không gian bên trong đại điện gợn sóng. Cẩn thận! Thúy Ngọc khẽ quát một tiếng, đôi mắt chăm chú nhìn về phía đoàn năng lượng, cánh tay chậm rãi giơ lên, năng lượng cuồng bạo tuôn ra, trưởng ấn nhanh chóng đánh về phía đoàn năng lượng. Phanh! Hai cỗ năng lượng khổng lồ trong nháy mắt va chạm với nhau. Cùng lúc đó, trong đại điện vang lên một tiếng trầm muộn, lực lượng cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán. Khục khục! Thân thể Lục Lâm Thiên lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Ánh mắt nhìn về phía đoàn năng lượng kia có chút hoảng sợ. Không được công kích đoàn năng lượng này. Ngay lúc này, tiếng hét kinh hãi của Thúy Ngọc vang lên. Lúc này đoàn năng lượng kia dưới công kích của Thúy Ngọc dường như đang đứng lại thôn phệ công kích mà Thúy Ngọc tạo ra, giống như đang hấp thu vậy. Tại sao có thể như vậy được? Lục Lâm Thiên cũng rất kinh ngạc. Bản thân hắn vừa rồi mới thi triển thiên thủ liệt cương ấn công kích, thế nhưng cũng bị đoàn năng lượng kia thôn phệ. Đoàn năng lượng này không chỉ có thôn phệ chân khí mà còn có thể thôn phệ linh lực. Ầm ầm, mấy đạo năng lượng chung quanh đoàn năng lượng kia trong nháy mắt biến mất. Đạo trưởng ấn mà Lục Lâm Thiên vừa mới đánh ra trong nháy mắt bị đoàn năng lượng này thôn phệ sạch sẽ. Đoàn năng lượng này sau khi thôn phệ công kích của chúng ta càng trở nên cường hãn. Chúng ta lại không thể công kích nó. Sắc mặt Thúy Ngọc đại biến. Lúc này đoàn năng lượng kia, từ khí tức phát ra của nó nàng có thể dễ dàng nhận ra, dường như nó đã mạnh hơn một chút. Đoàn năng lượng này quá mức quỷ dị. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên có chút ngưng trọng, chậm rãi lui về phía sau. Dựa vào một kích vừa rồi hắn cũng biết được thực lực của đoàn năng lượng này. Tương đương với vũ phách thất trọng, quá mức mạnh mẽ, thế nhưng cho dù mạnh mẽ vẫn có thể khắc chế. Thế nhưng vấn đề là đoàn năng lượng này quá quỷ dị. Ầm ầm. Ngay sau khi thôn phệ công kích của Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc, đoàn năng lượng này trong nháy mắt rung động. Bảy đoàn năng lượng ầm ầm hội tụ lại làm một, trực tiếp dung hợp làm một thế. Mà lúc này trong đại điện rung động càng thêm kịch liệt. Trong đại điện lúc này xuất hiện không ít năng lượng thể, từng đoàn giống như một giọt mưa rơi xuống. Dường như nó vốn đã ở trong đại điện này từ lâu rồi vậy. Trong nháy mắt tiến về phía đoàn năng lượng ở giữa mà dung hợp lại. Một đoàn năng lượng to chừng hai thước xuất hiện trước mặt hai người Lục Lâm Thiên. Khí tức của đoàn năng lượng này cũng nhanh chóng tăng lên. Những đoàn năng lượng trong đại điện lúc này đã hoàn tất xung hợp với đoàn năng lượng ban đầu. Khí tức đã cường hãn hơn rất nhiều. Lục Lâm Thiên chau mày, năng lượng thể này sau khi dung hợp đã trở nên vô cùng cường hãn. Từ khí tức có thể phán đoán nó đã tương đương với vũ phách cửu trọng, thậm chí là khí tức của vũ tướng. Làm sao bây giờ, đoàn năng lượng này tuy rằng không phải quá mạnh mẽ, thế nhưng chúng ta hiện tại cũng không có cách nào chống đỡ, cũng không thể công kích nó. Thúy Ngọc có chút khẩn trương nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn đoàn năng lượng kia thầm suy nghĩ. Thương thế hiện tại trong người hắn còn chưa khỏi hẳn, Thúy Ngọc cũng giống hắn, cả hai chưa khôi phục được bao nhiêu thực lực.
lúc này chỉ sợ không thể ứng phó được với đoàn năng lượng này. Điều phiền toái nhất chính là đoàn năng lượng này có thể thôn phệ công kích của hắn. Ngay cả linh lực của Thúy Ngọc cũng có thể thôn phệ, nếu như công kích đoàn năng lượng này chả khác gì đưa thức ăn tới miệng nó. Ta có một biện pháp, thế nhưng không biết có hữu hiệu hay không. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Vậy thì thử một lần đi, đoàn năng lượng này hiện tại có lẽ đã coi chúng ta là thức ăn của nó. Thúy Ngọc nhìn đoàn năng lượng phía trước mặt nói. Siêu! Đoàn năng lượng có khí tức kinh khủng này trong nháy mắt vọt về phía hai người Thúy Ngọc và Lục Lâm Thiên. Nàng lui ra đi. Lục Lâm Thiên nói với Thúy Ngọc, đồng thời thú ấn trong tay biến hóa, chân khí dưới chân chợt lóe, thân thể bắn về phía trước. Để xem ngươi có thể thôn phệ được ta hay không. Lục Lâm Thiên quát lên một tiếng, hai tay nhanh chóng đẩy ra hai cỗ chân khí, một cỗ lực lượng quỷ dị xuất hiện. Siêu siêu. Đoàn năng lượng cuồng bạo và vòng xoáy do Lục Lâm Thiên ngưng tụ ra trong nháy mắt va chạm với nhau, hai cỗ năng lượng va chạm lại không tạo thành một tiếng động nào. Trong lúc đó, Lục Lâm Thiên nhanh chóng cảm giác được có một cỗ hấp lực thôn phệ mạnh mẽ từ trên đoàn năng lượng kia bạo phát, dường như muốn thôn phệ chân khí của hắn vậy. Chân khí trong tay hắn đang nhẹ nhàng hướng về phía đoàn năng lượng kia, đoàn năng lượng này không ngờ lại có hiệu quả giống như âm dương linh vũ quyết mà hắn tu luyện. Thôn phệ. Sắc mặt Lục Lâm Thiên trầm xuống, thầm hét lên một tiếng, thủ ấn trong tay biến đổi vận chuyển lực thôn phệ trong âm dương linh vũ quyết. Siêu siêu. Hai cỗ lực lượng thôn phệ trong nháy mắt va chạm, trong đại điện đột nhiên sáng chói. Hai cỗ lực lượng này đều muốn thôn phệ đối phương, thế nhưng lúc này dường như kẻ nào cũng không thể thôn phệ đối phương được. Nghiêm túc mà nói, Lục Lâm Thiên đang rơi vào thế hạ phong. Lực lượng thật mạnh mẽ. Vẻ mặt Lục Lâm Thiên biến đổi. Cảm giác lực thôn phệ của đoàn năng lượng này, chỉ sợ đã tương đương với lực lượng của cường giả vũ tướng. Đây chỉ là lực lượng tàn dư của công kích của một số cường giả mấy nghìn năm, thậm chí là trên vạn năm, mấy vạn năm không tiêu tán mà thôi. Sau khi hội tụ lại với nhau không ngờ lại kinh khủng như vậy, Lục Lâm Thiên cũng không khỏi sợ hãi than. Thủ ấn tiếp tục biến hóa, Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống. Vòng xoáy do hắn tạo ra gắt gao bám vào đoàn năng lượng kia. Không ngừng chống lại lực thôn phệ của nó, bởi vì lúc này hắn vẫn còn đang ở thế hạ phong. Siêu! Hai đạo lực lượng đan xen với nhau, khí tức cuồng bạo nhanh chóng khuếch tán, từng đạo quang mang đan xen với nhau tạo ra quang mang chói mắt. Thúy Ngọc khẩn trương nhìn Lục Lâm Thiên, nhìn thấy Lục Lâm Thiên rơi vào thế hạ phong, trong lòng nàng không khỏi lo lắng. Chết tiệt! Lục Lâm Thiên thầm mắng một tiếng, đoàn năng lượng kia vô cùng cuồng bạo, lực thôn phệ hơn xa hắn. Chân khí trong tay hắn chậm rãi bị đoàn năng lượng kia phân hóa. Sắc mặt Lục Lâm Thiên ngày càng ngưng trọng, chân khí của hắn càng lúc càng bị đoàn năng lượng kia thôn phệ, đoàn năng lượng này sẽ càng lúc càng trở nên cuồng bạo, đến lúc đó hắn sẽ thảm. Thủ ấn trong tay Lục Lâm Thiên nhanh chóng biến đổi. Trong đan điền, vũ đan ngũ sắc nhanh chóng xoay tròn, phóng xa năng lượng chân khí bằng bạc, vòng xoáy bằng chân khí trước người Lục Lâm Thiên cũng càng trở nên cuồng bạo. Một người một đoàn năng lượng trong đại điện không ngừng giằng co, Lục Lâm Thiên vẫn ở thế hạ phong, cố gắng chống lại. Thời gian chậm rãi trôi qua, vẻ mặt Lục Lâm Thiên dần dần giãn ra, lúc này hắn có thể cảm giác được, đoàn năng lượng kia dường như đã có chút vô lực, năng lượng dường như đã yếu hơn một chút. Đoàn năng lượng này chỉ là lực công kích tàn dư do cường giả lưu lại mà thành, tiêu hao một tia sẽ giảm một tia, đương nhiên càng kéo dài sẽ càng yếu. Lục Lâm Thiên thầm nhủ phải nhẫn nại, chờ sau khi đoàn năng lượng này tiêu hao tới mức không thể uy hiếp tới hắn, đến lúc đó hắn sẽ xông lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, Thúy Ngọc cũng cảm giác được sự biến hóa của đoàn năng lượng kia, hai hàng lông mày đang nhíu lại lúc này cũng giãn ra. Thời gian lại tiếp tục chậm rãi trôi qua, trong đại điện vắng vẻ lúc này cũng chỉ có tiếng do hai cỗ lực lượng đan xen tạo thành. Khí tức trên đoàn năng lượng đang chậm rãi ảm đạm. Đoàn năng lượng này căn bản là một vật không có trí tuệ, đương nhiên không thể chống lại sự tiêu hao giằng co như vậy. Cũng khiến cho Lục Lâm Thiên có cơ hội chống đỡ. Sau khi giằng co một canh giờ, hai tròng mắt vốn nhắm chặt của Lục Lâm Thiên lúc này mở ra, một đạo quang mang bắn ra, lẩm bẩm nói. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, hiện tại tới phiên ta rồi. Thủ ấn trong tay biến hóa, vòng xoáy trước người Lục Lâm Thiên trong nháy mắt tăng vọt. Đồng thời lực thôn phệ trong nháy mắt tăng trưởng, trên đoàn năng lượng kia lúc này đột nhiên có một tia năng lượng bị vòng xoáy của Lục Lâm Thiên thôn phệ.
mà cùng với sự vận chuyển của âm dương linh vũ quyết, tâm thần Lục Lâm Thiên chấn động, đột nhiên hắn cảm giác được có một cỗ năng lượng tinh thuần giống như thủy triều đang tiến vào trong thân thể của mình. Có thể luyện hóa, giống như là năng lượng trong thiên địa mà tam hệ ngũ hợp trận đưa tới, thậm chí là còn mạnh hơn rất nhiều. Trong nháy mắt Lục Lâm Thiên cảm thấy vui mừng, đoàn năng lượng này thực sự có thể luyện hóa, hơn nữa điều khiến cho Lục Lâm Thiên vui mừng nhất chính là đoàn năng lượng này không ngờ không cần hắn luyện hóa nhiều, chỉ cần vận chuyển theo kinh mạch một vòng là có thể hóa thành chân khí tinh thuần tiến vào trong đan điền. Đồng thời trong đoàn năng lượng này còn có không ít linh lực, đủ để cho hắn thôn phệ chuyển hóa thành linh lực tinh thuần tiến vào trong đầu. Từng tia năng lượng giống như xe chỉ luồn kim tiến vào. Lúc này đoàn năng lượng kia chậm rãi bị Lục Lâm Thiên thôn phệ, trong khoảnh khắc tiến vào trong kinh mạch Lục Lâm Thiên, hóa thành chân khí và linh lực. Dưới loại trạng thái này Lục Lâm Thiên có thể cảm nhận được rõ ràng lực lượng trong cơ thể đang chậm rãi được tăng cường. Đặc biệt là linh lực, vốn ban đầu tu vi của hắn đã là linh phách tứ trọng đỉnh phong lúc này nhanh chóng tới sát biên giới đột phá. Hay cho năng lượng thần kỳ, hấp thu vào so với chân khí còn mạnh hơn nhiều. Trong lòng Lục Lâm Thiên hiện tại cũng vô cùng khiếp sợ. Đoàn năng lượng này cũng không ít, tuy rằng tiêu hao một chút, thế nhưng vẫn tương đương với vũ giả vũ phách bát trọng. Thôn phệ vũ giả hoặc linh giả trải qua quá trình luyện hóa hắn chỉ có thể nhận được 1/10 chân khí hoặc linh lực mà thôi. Thế nhưng khi thôn phệ đoàn năng lượng này chỉ cần luyện hóa một chút là có thể hoàn toàn hóa thành chân khí hoặc linh lực. Đây không phải là thứ mà khi thôn phệ một vũ giả hoặc linh giả tương đồng có được. Linh lực muốn đột phá. Một canh giờ sau, Lục Lâm Thiên cảm giác được linh lực của bản thân sắp đột phá. Hồn đan trong đầu nhanh chóng xoay tròn, đang không ngừng thôn phệ từng tia linh lực từ bên ngoài tiến vào. Quanh thân Lục Lâm Thiên lúc này trong nháy mắt được bao phủ bởi một tầng quang mang màu trắng, linh lực bàng bạc nhanh chóng khuếch tán, khí tức hiện ra trong đại điện. Linh lực, đây là linh lực. Ngay gần đó, sắc mặt Thúy Ngọc đại biến, nhìn linh lực phát ra từ người Lục Lâm Thiên, dựa vào hiểu biết của nàng lúc này cũng không khỏi nghĩ tới một chuyện kinh khủng. Linh vũ song tu, là linh vũ song tu trong truyền thuyết. Sao lại có khả năng? Linh vũ song tu, thật sự có linh vũ song tu. Thúy Ngọc dường như không tin cảnh tượng trước mắt mình lúc này. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt nàng lúc này là thật, vô cùng chân thật. Khí tức nhanh chóng kéo lên khiến cho không gian chung quanh đại điện gợn sóng. Một tiếng nổ trầm muộn vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên, khí tức của hắn tiếp tục được kéo lên. Cùng lúc, đoàn năng lượng trước người Lục Lâm Thiên đã nhỏ đi không ít. Từng cỗ năng lượng tiến vào trong người Lục Lâm Thiên lập tức có thể chuyển hóa thành chân khí và linh lực của hắn khiến cho linh lực của Lục Lâm Thiên đột phá tới linh phách ngũ trọng. Tốc độ luyện hóa đoàn năng lượng kia lại càng thêm nhanh chóng. Đoàn năng lượng khổng lồ kia lúc này trong nháy mắt thu nhỏ lại. Mấy canh giờ sau, chân khí trong đan điền lúc này đã đạt tới tình trạng no đủ, trên vũ đan ngũ sắc lúc này dưới sự tẩm bổ của chân khí đã bành trướng tới cực hạn. Quang mang màu trắng quanh người Lục Lâm Thiên lúc này đột nhiên biến thành màu vàng, một cỗ khí thức bàng bạc nhanh chóng xuất hiện. Phanh! Trong đan điều, một tiếng trầm muộn vang lên, trong lúc khí thức kéo lên, khí thức quanh người Lục Lâm Thiên lúc này đã tới vũ phách ngũ trọng, đồng thời khí thức của hắn lúc này còn đang không ngừng được kéo lên. Mà lúc này đoàn năng lượng bên trong đại địa mới chỉ nhỏ đi non nửa so với ban đầu mà thôi. Lúc này, đoàn năng lượng kia trước mặt Lục Lâm Thiên đã không còn lực phản kháng. Chỉ có thể mặc cho Lục Lâm Thiên tùy ý thôn phệ. Hắn có thể thôn phệ năng lượng để đột phá, chẳng lẽ đây là bí pháp? Nhìn vào Lục Lâm Thiên, lúc này Thúy Ngọc lại càng thêm chấn động. Đoàn năng lượng này bị Lục Lâm Thiên thôn phệ với tốc độ vô cùng nhanh chóng, thời gian nhanh chóng trôi qua. Đoàn năng lượng vốn to lớn trước người Lục Lâm Thiên lúc này chỉ còn bằng ngón tay cái. Thu! Đôi mắt Lục Lâm Thiên đột nhiên mở ra, quanh mang quanh người thu lại. Vòng xoáy trước người biến thành chân khí tiến vào lòng bàn tay hắn, đoàn năng lượng nhỏ bằng ngón tay cái cũng theo đó tiến vào trong lòng bàn tay. Lúc này Lục Lâm Thiên không nhịn được mà thầm than một tiếng. Năng lượng kinh khủng này quá mức thần kỳ, nếu như có đoàn năng lượng này cuồn cuộn không dứt cung cấp năng lượng cho hắn thì hắn có thể tiếp tục đột phá. Loại năng lượng này giống như năng lượng tinh thuần trong thiên địa, sau khi tiến vào trong cơ thể chỉ cần luyện hóa qua loa là có thể dung hợp với chân khí trong cơ thể hắn. Không có một tí tác dụng phụ nào. Cảm giác thực lực của bản thân lúc này, khóe miệng Lục Lâm Thiên không khỏi có chút đắc ý nhếch lên. Trong một thời gian ngắn chỉ sợ không tới 3 ngày nữa,
hắn đã đạt tới linh phách ngũ trọng đỉnh phong, đồng thời tu vi vũ giả cũng đã đạt tới vũ phách ngũ trọng trung kỳ. Đột phá một trọng một cảnh giới, trên phương diện vũ giả thì đột phá nửa trọng, loại tốc độ đột phá này khiến cho Lục Lâm Thiên không khỏi sợ hãi than. Vũ phách ngũ trọng rồi. Cảm nhận chân khí tràn đầy trong cơ thể, khóe miệng Lục Lâm Thiên khẽ mỉm cười. Lúc này hắn có thể cảm nhận được cảm giác vui sướng khi thực lực được đề thăng ra sao. Ngay cả thương thế trên người lúc này cũng đã khỏi hẳn. Đồng thời Lục Lâm Thiên cũng thầm than một tiếng. Đoàn năng lượng này quả thực vô cùng kinh khủng, nếu như để vũ giả bình thường thôn phệ, chỉ sợ thực lực còn tăng tiến hơn nhiều. Mà bởi vì nguyên nhân đan điền của bản thân hắn lớn hơn vũ giả bình thường rất nhiều, năng lượng cần đột phá cũng nhiều hơn. Nếu như đan điền hắn giống vũ giả bình thường thì chỉ sợ sau khi thôn phệ đoàn năng lượng này sẽ đột phá tới vũ phách lục trọng. Đồng thời trong đoàn năng lượng này còn có linh lực, nếu như toàn bộ bọn chúng hóa thành chân khí thì chỉ sợ lúc này hắn đã là vũ phách bát trọng. Năng lượng thể thật là khủng khiếp. Lục Lâm Thiên sợ hãi nói, đoàn năng lượng này không biết là do cường giả cấp độ nào lưu lại. Thế nhưng ít nhất cũng phải là một vũ giả và một linh giả. Bằng không trong đoàn năng lượng này cũng không có linh lực. Lâm Thiên, ngươi là linh vũ song tu sao? Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đột phá hoàn tất, lúc này Thúy Ngọc mở miệng hỏi, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Nàng nhớ giữ bí mật cho ta nhé. Lục Lâm Thiên quay đầu lại nhìn Thúy Ngọc nói. Vừa rồi đột phá cũng khó tránh khỏi việc bại lộ thân phận linh vũ song tu của bản thân. Được, ta sẽ không để cho người thứ hai biết được. Nghe thấy câu trả lời của Lục Lâm Thiên, trong mắt Thúy Ngọc càng thêm kinh ngạc rồi chậm rãi gật đầu. Cảm ơn nàng, thân phận linh vũ song tu tạm thời ta còn chưa muốn bại lộ. Lục Lâm Thiên nói, Thúy Ngọc đồng ý giữ bí mật, Lục Lâm Thiên không tin tưởng 100%, thế nhưng đã tin tới 90%. Bằng vào quan sát của hắn từ trước tới nay, chuyện mà Thúy Ngọc đã đáp ứng, hẳn sẽ không tới mức nuốt lời. Khi trước ở Địa Long Đỉnh, đối phó với Hoàng Hổ bài danh thứ 36 hẳn là thi triển linh kỹ, một chiêu đánh bại hắn đúng không? Kinh ngạc qua đi, Thúy Ngọc lập tức hỏi Lục Lâm Thiên. Khi trước ở trên Địa Long Đỉnh, Lục Lâm Thiên dùng một chiêu đánh bại Hoàng Hổ, nàng đã có cảm giác được trên người Lục Lâm Thiên có linh lực ba động. Chỉ là lúc đó nàng cũng không ngờ tới thực sự có linh vũ song tu, dù sao linh vũ song tu, coi như là nàng cho tới bây giờ cũng chưa từng gặp một ai. Đúng vậy. Lục Lâm Thiên gật đầu đáp, ngay trước khi đánh bại Hoàng Hổ hắn đã thi triển hư linh huyền ấn phối hợp với vũ kỹ cho nên mới có hiệu quả như vậy. Vậy trước đây ở Trấn Thanh Vân, đan dược mà ngươi bán ra đều do ngươi luyện chế sao? Thúy Ngọc lại hỏi, không sai, thật vất vả mới trả nợ xong cho các nàng nha. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói, khi trước 8.000 kim tệ đặt ở trên người, hắn đã cảm thấy như một tòa núi lớn. Mà hiện tại chỉ sợ là 8.000 vạn, thậm chí là 8 ức kim tệ chỉ sợ hắn cũng không có loại áp lực như vậy. Được rồi, chúng ta nhìn xem một chút, trong đại điện có chỗ nào đặc thù không? Đoàn năng lượng kia tụ tập trong này, nếu không có bất ngờ xảy ra, hẳn là chỗ này có một chút cổ quái. Thúy Ngọc nói, hai người lập tức tìm kiếm trong đại điện. Diện tích bên trong cũng không nhỏ, bốn phía lộn xộn, tường nứt nẻ, còn có không ít đá vụn trên mặt đất. Bốn phía đại điện lúc này còn có những gian phòng giống như nội đường. Hai người ở bên trong đại điện tìm kiếm hai lần thế nhưng cũng không có thu hoạch. Hai người nhìn nhau rồi lập tức phân ra tìm kiếm bên trong những căn phòng này. Gian phòng này cũng không ngoại lệ, bên trong phòng vách tường nứt nẻ, cây cối mọc tùm lum, giống như một căn phòng bỏ hoang vạn năm. Tổng cộng có 9 căn phòng, hai người tìm kiếm vài lần thế nhưng vẫn không có thu hoạch. Cái gì cũng không có. Hai người thất vọng về tới đại điện, bọn họ đã tìm kỹ vài lượt thế nhưng cũng không phát hiện ra thứ gì. Xem ra đây chỉ là tàn tích mà cường giả giao thủ tạo ra mà thôi, không có gì đặc biệt. Có thể chỗ này là nơi cường giả ở lại, thế nhưng lại bị một cường giả khác đánh chết, sau khi đánh loạn một hồi bảo vật đều bị cầm đi, chỉ lưu lại tàn tích mà thôi. Thúy Ngọc nói, Lục Lâm Thiên cũng khẽ thở dài, nơi này nhìn quanh đều là vết tích giao đấu, cũng có thể Thúy Ngọc nói không sai. Nơi này có bảo vật, thế nhưng đã bị người khác lấy đi rồi. Khắp nơi đều là một mảnh đổ nát, cái gì cũng không có, thế nhưng thực lực của hắn ở trong này cũng được đề thăng không ít, coi như cũng được kha khá chỗ tốt rồi. Chúng ta đi thôi, trước tiên tìm xem có lối ra nào không. Thúy Ngọc nói, đi thôi.
Lục Lâm Thiên đáp, hắn khẽ thở dài, chân khí dưới chân chợt lóe, chân vu vơ đá một khối đá vụn vào trong vách tường phía trước, mà lúc này Lục Lâm Thiên đã xoay người chuẩn bị đi ra khỏi đại điện. Gì? Đúng lúc này, Lục Lâm Thiên cũng cảm nhận được điều khác thường, không phải là tảng đá vụn kia dị thường mà là trong lúc vô ý Lục Lâm Thiên cảm giác được chân khí dưới chân hắn, hay chính xác hơn là năng lượng bằng chân khí đang dùng một tốc độ thong thả mà tụ tập tại một góc đại điện. Tinh thần thả ra, Lục Lâm Thiên có dự cảm rằng dường như mình đã phát hiện ra cái gì đó. Cảm nhận một tia năng lượng kia đang trôi về phía góc, ánh mắt Lục Lâm Thiên lập tức nhìn về phía mấy vết nứt trên vách tường, trên đó có một cái khe. Trong cái khe này có một vật to như ngón tay cái xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên, lập tức hắn thu lấy. Trên vật này có những tầng bụi dày đặc, không có năng lượng ba động, cho nên khi trước hai người bọn họ kiểm tra kỹ cũng không phát hiện ra nó. Vật thể này hình dạng như tiểu đao, trọng lượng cũng tầm như vậy. Phù! Lục Lâm Thiên thổi nhẹ một cái, tức thì bụi trên vật thể này nhanh chóng tán đi, một mảnh quang mang màu vàng hiện ra. Đây là một tiểu đao. Thân đao tuy rằng có màu vàng thế nhưng cũng đã rất mờ nhạt, mặt trên còn có không ít ký tự, dường như là một loại bí văn nào đó. Đây là cái gì? Thúy Ngọc lúc này cũng đã tới bên người Lục Lâm Thiên, nhìn tiểu đao trong tay hắn hỏi. Ta không biết, dường như không có gì là đặc biệt. Lục Lâm Thiên đáp, tinh thần tản ra, vật giống như tiểu đao này bên trong cũng không có không gian, cũng không có bất luận một tia ba động nào cả. Người mau lấy máu nhận chủ thử xem. Nhìn xem nó có phản ứng hay không. Thúy Ngọc nói. Lục Lâm Thiên nghe vậy lập tức trích một giọt máu nhỏ lên trên thân tiểu đao màu vàng này. Máu rơi vào bề mặt đao, một lát sau mới biến mất. Vẫn không có phản ứng nha. Nhìn tiểu đao màu vàng trong tay, máu dường như đã thấm vào bên trong. Ở trên bề mặt còn có vết máu nhàn nhạt, cũng không hoàn toàn biến mất. Mà tiểu đao màu vàng lúc này vẫn không có gì biến đổi. Xem ra chỉ là một vật bình thường mà thôi. Quả là địa phương không có gì đặc sắc. Lục Lâm Thiên cười khổ một chút, tiểu đao màu vàng này có lẽ cũng không phải là bảo vật gì. Cho nên cũng không có khí tức và năng lượng dao động, nhìn thế nào cũng không thấy sự liên quan của nó với bảo vật. Chúng ta đi thôi, nhanh tìm lối thoát, chỉ mong không bị nhốt chết ở nơi này. Thúy Ngọc nói, nhìn tiểu đao màu vàng trong tay, vốn Lục Lâm Thiên định ném đi, thế nhưng hắn lại nghĩ giữ làm kỷ niệm cũng không tồi. Cho nên hắn lập tức thu nó vào trong túi trữ vật. Lục Lâm Thiên cũng không bỏ nó vào nhẫn trữ vật, bởi vì sợ bại lộ với người khác. Cho nên thời điểm trước mặt có người khác mà thu đồ vào, hắn đều ném vào trong túi trữ vật. Mà trong nháy mắt này, Lục Lâm Thiên cũng không biết, máu của hắn trên tiểu đao màu vàng đã hoàn toàn biến mất. Hai người sau khi đi ra khỏi cung điện đổ nát lại tiếp tục đi một lát. Lúc này Lục Lâm Thiên dừng lại, nhìn bốn phía rồi nói. Vì sao ta có cảm giác dường như không giống là ở trong trận, lẽ nào trận pháp này bị phá rồi? Trong bầu trời lúc này một mảnh mông lung, Lục Lâm Thiên cảm giác không gian trước mặt hắn so với không gian trong mật địa không khác gì nhau. Nơi này hình như chỉ có một chỗ hướng ra ngoài, chúng ta đi xem thử. Thúy Ngọc nói, chung quanh bọn họ lúc này núi non vây quanh, chỉ có một cái khe hẹp kéo ra đi ra ngoài. Mà bức tường đổ khi nãy chính là nơi trung tâm của thâm cốc này. Đi thôi, nhìn xem một chút cũng tốt, dù sao đi nữa chúng ta cũng không còn biện pháp nào khác. Lục Lâm Thiên đáp, hai người lập tức đi về phía trước. Hai người cẩn thận đi về phía trước, không dám có chút sơ ý nào, thế nhưng từ lúc đó tới giờ lại không gặp bất luận một sự nguy hiểm nào. Gì, chúng ta đi ra rồi. Nửa canh giờ sau, hai người nhìn bốn phía chung quanh, thấp thỏm rời khỏi khe hẹp, cũng phát hiện ra một địa phương quen thuộc trước mặt hai người. Đây hình như là cánh rừng rậm chúng ta đã đi vào. Thúy Ngọc nhìn cảnh tượng xuất hiện trước mặt lúc này mà không khỏi vui mừng. Đây chính là cánh rừng rậm mà khi trước hai người vì trốn đầu thủy hỏa yêu giao mà tiến vào trong đó. Cấm địa. Lục Lâm Thiên lúc này cũng đã nhìn thấy hai chữ cấm địa trên thân cây đại thụ che trời. Tông chủ Vân Khiếu Thiên đã từng nói qua, địa phương được ghi chú rõ ràng là cấm địa không thể đi vào. Hai người bọn hắn trốn tránh đầu thủy hỏa yêu giao kia không ngờ trong lúc sơ ý lại chạy vào trong đó. Lâm Thiên, khe hẹp kia không thấy đâu nữa. Thanh âm kinh ngạc của Thúy Ngọc vang lên bên tai Lục Lâm Thiên. Lúc Lục Lâm Thiên quay đầu lại thì thấy khe hẹp mà hai người bọn hắn vừa đi trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu, giống như là tiêu thất trong hư không vậy. Lão đại,
rốt cuộc huynh cũng đi ra rồi, huynh làm đệ lo lắng muốn chết. Ngay khi Lục Lâm Thiên còn đang kinh ngạc vì khe hẹp kia biến mất thì thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu. Siêu siêu. Một đạo quanh mang màu vàng bắn tới, lập tức rơi vào trên vai Lục Lâm Thiên, chính là Tiểu Long. Tiểu Long, đệ không sao chứ? Lục Lâm Thiên nhanh chóng hỏi, hắn cũng rất lo lắng cho Tiểu Long nha. Đệ có thể làm sao được chứ? Tiểu Long chớp mắt, dùng lưỡi vô cùng thân thiết liếm mặt Lục Lâm Thiên. Phì. Nhưng vào lúc này có một đầu yêu thú cả người màu đỏ, có vô số lân phiến bao trùm trên cơ thể, hai cái đầu trên người mỗi cái có một con mắt đang nhìn về phía hai người Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc. Là thủy hỏa yêu giao. Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc nhanh chóng thối lui, đầu yêu thú nhỏ nhắn trước mặt bọn họ chính là đầu thủy hỏa yêu giao mà khi trước bọn họ phải chạy trối chết nha. Lão đại, không cần lo lắng, đầu thủy hỏa yêu giao này đã bị đệ thu phục rồi. Thanh âm có chút đắc ý của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Bị đệ thu phục sao? Lục Lâm Thiên ngạc nhiên hỏi Tiểu Long. Không sai, nó đáp ứng theo đệ. Tiểu Long trả lời, trong đôi mắt còn mang theo một chút đắc ý. Làm sao đệ có thể thu phục nó? Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi Tiểu Long. Nó nói trên người đệ có yêu hoàng khí, cho nên khi đệ phóng xuất ra bên ngoài nó liền thần phục với đệ. Tiểu Long trả lời. Đệ không sợ nó lừa đệ sao? Lục Lâm Thiên lại hỏi. Lão đại, yên tâm đi. Yêu thú không lật lọng giống như nhân loại. Chuyện mà yêu thú chúng ta đáp ứng nhất định sẽ không nuốt lời. Sau khi thần phục sẽ không phản bội, bây giờ lão đại có thể đem nó thu vào trong thú nang là được. Tiểu Long nói. Phì. Tiểu Long quay đầu, lưỡi không ngừng phun ra nuốt vào. Dường như đang nói với đầu thủy hỏa yêu giao cái gì đó. Bái kiến lão đại của yêu vương. Lúc này trong miệng đầu thủy hỏa yêu giao phát ra ngôn ngữ nhân loại nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại của yêu vương sao? Lục Lâm Thiên nhướng mày, cách xưng hô này quả thực rất đặc biệt. Ngươi thực sự thuần phục sao? Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào đầu thủy hỏa yêu giao trước mặt hỏi. Yêu thú chúng ta nói một là một, hai là hai, tuyệt đối không giống nhân loại. Ta đã thuần phục với yêu vương sẽ không phản bội. Chỉ cần sau này lão đại mang ta rời khỏi địa phương quỷ quái này là được. Thủy hỏa yêu giao nói. Lục Lâm Thiên cũng biết sự phân chia đẳng cấp cho yêu thú. Giống như ở trong sơn mạch Vũ Đô, cửu đầu yêu giao chính là yêu vương, toàn bộ yêu thú trong sơn mạch đều nghe lệnh hiệu triệu của nó. Yêu thú thực lực mạnh hơn, cộng thêm huyết mạch cao hơn sẽ được những yêu thú khác tôn làm yêu vương. Ngươi ở trong này bao lâu rồi? Lục Lâm Thiên hỏi. Không nhớ rõ nữa. Địa phương này đã bị nhân loại phong ấn, không có ngày đêm. Thế nhưng từ lúc ta sinh ra cho tới bây giờ đã tới 3.000 năm rồi. Thủy hỏa yêu giao nói. 3.000 năm sao? Lục Lâm Thiên hít sâu một hơi. Không phải là 300 năm nha, mà là 3.000 năm. 3.000 năm tại sao thực lực của ngươi vẫn chỉ là ngũ giai sơ kỳ? Kinh ngạc qua đi, Lục Lâm Thiên lại nghi hoặc hỏi. Yêu thú sống 3.000 năm đều kinh khủng tới mức nào? Thế nhưng đầu thủy hỏa yêu giao này mới là ngũ giai sơ giai, tuy rằng thực lực không tồi, thế nhưng so với thời gian 3.000 năm lại quá kém, khiến cho Lục Lâm Thiên nghi hoặc không thôi. Lâm Thiên, mật địa này bị phong ấn cho nên yêu thú không thể hấp thu linh khí thiên địa tu luyện, vì vậy tốc độ tu luyện cực kỳ chậm chạp, thậm chí có thể nói là không thể tu luyện. Thúy Ngọc không nghe được Lục Lâm Thiên và Tiểu Long nói chuyện, thế nhưng lại nghe được hắn và thủy hỏa yêu giao này nói. Không sai. Địa phương quỷ quái này không có năng lượng thiên địa cho nên chúng ta không thể tu luyện cho nên tiến cảnh vô cùng chậm chạp. Thế nhưng đồng thời có thể kéo dài thọ mệnh của chúng ta. Nếu không phải mỗi 3 năm thánh quả phát ra năng lượng cho chúng ta tu luyện thì những yêu thú ở đây đều không thể tu luyện được. Thủy hỏa yêu giao nói. Thánh quả, ngươi nói là vũ linh thánh quả sao? Lục Lâm Thiên hỏi. Nhân loại gọi là vũ linh thánh quả sao? Thủy hỏa yêu giao nói. Nơi này yêu thú tổng cộng có bao nhiêu? Đẳng cấp ngũ giai là bao nhiêu? Lục Lâm Thiên hỏi thủy hỏa yêu giao. Bởi vì nguyên do không thể tu luyện cho nên yêu thú nơi này không ít, chừng vạn đầu, thế nhưng tốc độ tu luyện chậm chạp, yêu thú tới tứ giai đỉnh nhiều nhất chỉ có 100 đầu. Tới ngũ giai, ngoài ta ra còn có 3 đầu khác. Một tên sơ giai giống như ta, một đầu trung giai và một đầu hậu kỳ mà thôi. Thủy hỏa yêu giao trả lời. Chỉ có 3 đầu thôi sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày.
ba đầu khác chỉ có một đầu ngũ giai hậu kỳ, một ngũ giai trung giai, một sơ giai. Trong mật địa này cũng chỉ có 4 dầu yêu thú đạt tới ngũ giai mà thôi. Lục Lâm Thiên suy nghĩ một lát cũng lập tức hiểu rõ. Nếu như trong mật địa này có nhiều yêu thú ngũ giai, Vân Dương Tông cũng sẽ không để cho những đệ tử có thiên phú cao tuyệt này đi chịu chết. 4 đầu yêu thú ngũ giai, tuy rằng thực lực cường hãn, thế nhưng 20 đệ tử đi vào cũng không sợ bọn chúng. Chỉ là, ở bên trong này còn có một yêu vương. Nhân loại không biết tới hắn, nhân loại chỉ biết sự tồn tại của 4 đầu yêu thú ngũ giai chúng ta mà thôi. Cũng không phát hiện ra trong này còn có một yêu vương. Do dự một chút, Thủy Hỏa Yêu Giao nói. Còn có một đầu yêu vương sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày. Lão đại, yêu vương kia đệ đã thấy, là một tỷ tỷ xinh đẹp, hóa ra nàng lại là yêu vương. Tiểu đệ này là nàng tặng cho ta, nàng còn muốn gặp lão đại. Thanh âm của Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, yêu vương kia có đẳng cấp gì? Lục Lâm Thiên nhanh chóng hỏi. Yêu vương trong mật địa này có thể khiến cho yêu thú ngũ giai tôn sùng, xem ra ít nhất phải tới lục giai nha. Hẳn là lục giai, tỷ tỷ kia vô cùng tốt, nàng nói có chuyện muốn thương lượng với huynh, nàng biết hai người bọn huynh ở nơi này cho nên mới bảo chúng ta tới đây chờ. Tiểu Long nói, Lục Lâm Thiên ngẩn ra, hắn và Thúy Ngọc ở trong trận pháp, không nghĩ tới đầu yêu thú này cũng biết. Lục Lâm Thiên có chút do dự, yêu thú lục giai, không biết có thiện ý hay ác ý với hắn. Đi thôi, mang ta tới đó. Lục Lâm Thiên nói, đầu yêu thú lục giai này nếu như quả thực có ác ý với hắn, chỉ sợ hắn sẽ không thể chạy trốn, cho dù là yêu thú lục giai sơ giai cũng tương đương với vũ giả nhị trọng tới tam trọng vũ tướng. Loại thực lực này không kém, trong mật địa này lại là địa bàn của yêu thú, hắn căn bản không thể chạy trốn. Nếu yêu thú kia muốn gặp hắn, không bằng đi gặp nó một lần xem sao. Một đầu yêu vương ngay cả Vân Dương Tông cũng không biết tới, Lục Lâm Thiên cũng vô cùng hiếu kỳ. Nếu như cường giả Vân Dương Tông biết trong mật địa này có yêu thú lục giai, chỉ sợ nếu không thu phục được sẽ trực tiếp đánh chết. Đương nhiên bọn họ sẽ không để cho đệ tử thân truyền mạo hiểm ở bên trong. Lão đại yêu vương trước đó của ta muốn gặp lão đại, mau đi theo ta. Lúc này đầu Thủy Hỏa Yêu Giao nói với Lục Lâm Thiên. Chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên nói, Lâm Thiên, yêu vương nào, chúng ta, Thúy Ngọc biến sắc, Lục Lâm Thiên và Tiểu Long đối thoại nàng không nghe thấy, đương nhiên là không biết được chuyện yêu vương khi trước. Không sao, chúng ta đi một chuyến là được. Lục Lâm Thiên mỉm cười, ánh mắt nhìn Thúy Ngọc trấn an. Lão đại yêu vương, các người đi theo ta. Thủy Hỏa Yêu Giao nói xong liền xoay người đi về phía trước. Tuy rằng trong mắt Thúy Ngọc có chút nghi hoặc. Thế nhưng vẫn đi theo sau Lục Lâm Thiên. Hành tẩu trong rừng rậm một lát, Lục Lâm Thiên đang muốn thi triển chân khí vượt qua đầu Thủy Hỏa Yêu Giao này, đi qua một mảnh rừng rậm lúc này có một khe hẹp xuất hiện trước mặt hai người. Cửa vào không lớn, hai bên có tảng đá lớn đứng đó, tảng đá này cao chừng nghìn thước, giống như một cái trụ thông thiên bị người khác dựng lên. Lọt vào trong tầm mắt của Lục Lâm Thiên hiện tại chính là đá và nước. Bên trong cũng không phải quá rộng rãi cho lắm. Cấm địa. Trên cự thạch, Lục Lâm Thiên nhanh chóng nhìn thấy hai chữ cấm địa. Hẳn cũng do cường giả Vân Dương Tông lưu lại, hắn khẽ nhíu mày. Chỗ này có một trận pháp, thật lâu trước đây đã có nhân loại tới, thế nhưng căn bản cũng không vào được, yêu vương luôn ở chỗ này, vì vậy vô số năm qua không có ai biết tới sự tồn tại của yêu vương. Nhìn thấy Lục Lâm Thiên đang chăm chú nhìn vào hai chữ cấm địa trên đá, Thủy Hỏa Yêu Giao lập tức nói. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, xem ra phương diện này yêu vương kia vô cùng nhạy bén. Địa phương này ngay cả cường giả Vân Dương Tông cũng không vào được mà đầu yêu vương này có thể nào, nơi này hẳn cũng là một trận pháp thượng cổ. Lục Lâm Thiên nhanh chóng theo Thủy Hỏa Yêu Giao tiến vào trong khép hẹp, sau khi đi vào bên trong, lúc này trước mặt Lục Lâm Thiên là vô số thác nước, còn có không ít cảnh đẹp khác. Trong khe hẹp này có thể nói là biến đổi bất ngờ, muôn hình vạn trạng. Khe sâu thăm thẳm. Tạo thành một bức họa tuyệt mỹ chấn nhiếp nhân tâm. Chỉ là, trên bầu trời vẫn là một mảnh mông lung như trước. Đi vào trong hạp gốc, Lục Lâm Thiên lập tức cảm nhận được không ít khí tức của yêu thú, lập tức một đầu yêu thú xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Yêu thú tứ giai. Trong khe hẹp, có vô số yêu thú khổng lồ đang đứng hai bên, từ khí tức có thể phán đoán chúng đều đã tới tứ giai, còn có mấy đầu đã tới tứ giai hậu kỳ.
Lúc này yêu thú hai bên lập tức hiện ra thêm, yêu thú tam giai, thậm chí là nhị giai cũng có. Số lượng không ít, quả thực có thể coi là thú vương quốc a. Phì phì. Đầu thủy hỏa yêu giao lập tức gầm nhẹ một tiếng, yêu thú bốn phía lập tức yên tĩnh. Lão đại yêu vương, các người đi theo ta, không nên sơ ý, nếu như đi nhầm một bước sẽ bị đại trận vây khốn, ngay cả yêu vương trước đó của ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Trận pháp nơi này rất lợi hại, không ít cường giả nhân loại cũng không dám tiến vào. Thủy hỏa yêu giao nói, Lục Lâm Thiên đương nhiên biết sự lợi hại của trận pháp, đương nhiên sẽ không dám xông loạn. Lập tức đi theo phía sau đầu thủy hỏa yêu giao này. Đi qua khe hẹp một lát lập tức một cung điện xuất hiện trước mặt Lục Lâm Thiên. Ở giữa khe hẹp này ba mặt là núi vây quanh, phía sau có một hồ nước nhỏ, một tòa cung điện đột ngột xuất hiện trên mặt đất có vẻ vô cùng thần bí. Từ phía xa nhìn lại, tòa cung điện này giống như đang nổi trên mặt hồ nước nhỏ vậy. Trên cung điện có một cỗ khí tức cổ xưa, cung điện được hồ nước nhỏ bao bọc, lục bình trôi nổi gần đó. Lại thêm khí tức cổ xưa từ trong cung điện phát ra khiến cho Lục Lâm Thiên có cảm giác trước mặt hắn hiện tại là một bức họa vô cùng đẹp đẽ và cổ xưa. Lúc này Thúy Ngọc không kiềm được lên tiếng. Chỗ đó đẹp thật. Thủy hỏa song đầu yêu giao nói. Đi theo ta. Thủy hỏa song đầu yêu giao chui vào mặt nước, người nó lấp lánh ánh sáng đỏ xanh bơi trong làn nước. Bốn phía không có đường để đi, Lục Thiếu Du đành thúc giục phong chi dực ôm Thúy Ngọc, đập cánh bay hướng cung điện chính giữa. Giờ phút này, hai người ôm nhau, không khí muốn không mập mờ cũng không được. Lục Thiếu Du đáp xuống cung điện, giờ mới thấy rõ diện tích cung điện khá lớn. Đằng trước là một quảng trường nhỏ, trong quảng trường có từng khối đá lót lịch sử trên vạn năm, cho người cảm giác cổ xưa. Xung quanh cung điện, có mấy cây cột đá phải ít nhất ba người ôm mới hết. Những cây cột đá đứng thẳng chống đỡ cả tòa cung điện. Đến trước cung điện này có dao động năng lượng nhẹ khuếch tán. Sương mù mỏng bao phủ quanh cung điện, khiến không gian càng mờ tối hơn. Cung điện này toát ra sự cổ kính tang thương, bốn bề yên lặng không có chút âm thanh nào, xem hình dạng như đã sừng sững tại đây mấy vạn năm. Xoẹt! Ngay lúc này, cổng lớn cung điện đột nhiên mở ra, dòng không khí bốn phía khuếch tán, không gian như vặn vẹo. Cùng với cánh cửa mở là một thanh âm lạnh nhạt nói. Tất cả vào đây! Nghe thanh âm này làm Lục Thiếu Du sừng sốt. Đây là giọng nữ, thanh âm rất hay, như vàng anh hót véo von, uyển chuyển du dương hoặc như là nỉ non mềm giọng, tựa như ảo mộng. Trong thanh âm có ma lực nào đó làm người ta không kiềm được muốn nghe nhiều thêm. Vù vù vù, thủy hỏa song đầu yêu giao vào trong cung điện, Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc vào theo. Mọi thứ trong cung điện đều rất cổ xưa, sạch sẽ gọn gàng, bao gồm vách tường cũng không dính nhiều cho bụi. Thủy hỏa song đầu yêu giao nằm dạp trong đại điện. Kính chào yêu vương. Giờ phút này trên đỉnh đại điện, một người ngồi trên ghế lớn trắng tinh. Lục Thiếu Du ngạc nhiên khi thấy người đó, hắn thật sự kinh ngạc. Đây là một nữ nhân tuyệt đẹp. Nhìn sơ nữ nhân có làn da rất mềm, dường như chỉ cần chạm vào là sẽ vỡ, mịn tựa lụa, co giãn như cỏ lau. Đôi mắt trong suốt dịu dàng ướt nước khảm trên khuôn mặt hoàn mỹ. Khuôn mặt quá hoàn mỹ, ngũ quan tinh xảo, sắc đẹp tuyệt trần. Vẻ đẹp này so với Thúy Ngọc trên mặt không có bớt đỏ cũng chẳng kém cạnh gì. Quan trọng hơn là khuôn mặt xinh đẹp này có phần yêu khí, cái khí chất quyến rũ yêu diễm. Trong đôi mắt dịu dàng kia tuy không nhìn chăm chú lại khiến người khác nhìn một cái sẽ chìm đắm linh hồn vào đó. Đây là sự yêu mị không phóng đãng mà lại phong tình vạn trùng. Nếu nói khuôn mặt mỹ diễm làm Lục Thiếu Du ngạc nhiên thì toàn thân nữ nhân xinh đẹp khiến hắn giật mình. Thân dưới của nữ nhân xinh đẹp là thân yêu thú, ngồi ngay ngắn trên ghế cũng khoảng một thước bảy. Toàn thân nữ nhân có lớp lông trắng như tuyết, tỏa sáng mềm mịn, nhìn thoáng qua là biết thân hổ yêu. Có sáu cái đuôi trắng mềm xoay quanh trên ghế. Lục Thiếu Du cảm thán rằng, đây là cửu vĩ yêu hồ sao? Lục Thiếu Du không ngờ trong mật địa này còn có yêu thú như vậy. Trong đầu Lục Thiếu Du nhanh chóng hiện ra tư liệu về cửu vĩ yêu hồ. Cửu vĩ yêu hồ cũng có thể gọi là cửu vĩ thiên hồ, huyết mạch rất cao, là vương giả số một trong yêu thú. Sau khi đột phá thất giai thì cửu vĩ yêu hồ có thể biến hình người, là nam dáng như hoa xuân hiểu, mày như bút vẽ, mặt như hoa đào, mắt tựa làn thu ba. Là nữ thì uyển phong lưu chuyển, xinh đẹp lay động phàm trần, mỹ diễm không gì sánh bằng, diễm quan quần phương.
Quan trọng nhất huyết mạch cửu vĩ yêu hồ là vương giả tuyệt đối trong yêu thú, nếu bàn về huyết mạch thì Thiên Sí Tuyết Sư cũng không bằng. Giờ cửu vĩ yêu hồ này có 6 cái đuôi đại biểu đã đến đẳng cấp lục giai. Mỗi khi cửu vĩ yêu hồ đột phá một giai sẽ mọc thêm một cái đuôi, tầng cao nhất là cửu vĩ thiên hồ. Truyền thuyết cửu vĩ yêu hồ khi đến đẳng cấp cao nhất là 9 đuôi thì có thể sánh bằng vũ đế trong truyền thuyết. Thúy Ngọc nhìn chăm chú vào cửu vĩ yêu hồ, cũng lộ vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nói. Cửu vĩ yêu hồ. Thấy biểu tình ngạc nhiên của Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc, cửu vĩ yêu hồ mặt người thân yêu khẽ nói. Các ngươi là nhân loại nên ta biến thành hình dạng nhân loại, hy vọng các ngươi sẽ dễ chấp nhận hơn. Hàm răng hé mở, khí tức như mùi lan tỏa ra. Tiểu Long từ trên vai Lục Thiếu Du bay nhanh đến trên người cửu vĩ yêu hồ, thân thiết co duỗi lưỡi. Xèo xèo. Lục Thiếu Du mở miệng nói. Kính chào yêu vương. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Lục Thiếu Du. Hiện tại ta đã không phải yêu vương, tại đây yêu vương là Tiểu Long. Nghe Tiểu Long nói các ngươi kết thành huyết khế, ngươi là lão đại của Tiểu Long. Sau này ngươi có thể gọi ta là Bạch Linh. Trong đôi mắt kia vô hình trung toát ra quyến rũ tự nhiên. Lục Thiếu Du hơi không dám nhìn thẳng vào mắt cửu vĩ yêu hồ. Ta nghe Tiểu Long nói Bạch Linh tiểu thư muốn gặp ta. Sự quyến rũ tự nhiên đó làm Lục Thiếu Du vô tình bị dụ dỗ, ánh mắt kia như có ma lực. Cửu vĩ yêu hồ liếc Lục Thiếu Du và Thúy Ngọc. Đúng vậy. Cửu vĩ yêu hồ tiếp tục bảo. Thủy hỏa song đầu yêu giao, người hãy mang vị tiểu thư này ra ngoài chờ, ta muốn nói chuyện riêng với đại ca của Tiểu Long. Thủy hỏa song đầu yêu giao đáp. Tuân lệnh. Thủy hỏa song đầu yêu giao ngoái đầu nhìn Thúy Ngọc chằm chằm ra hiệu nàng đi với nó. Thúy Ngọc biến sắc mặt nói. Thiếu Du. Thúy Ngọc lo lắng Lục Thiếu Du ở lại một mình. Lục Thiếu Du nói. Không sao, nàng hãy ra bên ngoài chờ ta trước đi. Ngươi nhớ cẩn thận. Thúy Ngọc do dự một lúc rồi cùng Thủy Hỏa song đầu yêu giao đi ra đại điện. Một cái đuôi của cửu vĩ yêu hồ vẫy nhẹ, dao động năng lượng vô hình truyền ra, không gian chấn động, cửa đại điện khép lại. Cửu vĩ yêu hồ nhìn Lục Lâm Thiên. Vị tiểu thư kia dường như rất quan tâm ngươi. Lục Lâm Thiên mỉm cười đáp. Chúng ta là bằng hữu. Ta thấy không giống, mấy hôm trước các người bị nhốt trong trận hình như có chút mập mờ. Cửu vĩ yêu hồ cười trêu. Vị tiểu thư kia không tệ, người đừng phụ lòng nàng. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Người biết chúng ta bị nhốt trong trận đó. Cửu vĩ yêu hồ đáp. Ta vô tình biết, trong đó có mấy trận pháp ta vào được nhưng không cách nào phá trận. Trận pháp trong đó không đơn giản. Các ngươi có thể đi vào trong đó là rất giỏi, khiến ta bất ngờ. Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Bạch Linh tiểu thư ở trong này đã rất lâu rồi sao? Cửu vĩ yêu hồ nói. Đúng vậy, từ lúc ta sinh ra cho đến bây giờ chắc cũng 5.000 hoặc 6.000 năm. Mắt cửu vĩ yêu hồ đượm buồn, lộ ra chút oán trách. Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Lâu thế cơ à? Thủy hỏa song đầu yêu giao ở trong này 3.000 năm đã làm Lục Lâm Thiên kinh thán, không ngờ cửu vĩ yêu hồ ở đây 5-6.000 năm. Cửu vĩ yêu hồ khẽ thở dài. Kỳ lạ lắm sao, bên trong không có thiên địa linh khí, yêu thú chúng ta không cách nào tu luyện nhưng có thể kéo dài tuổi thọ. Có điều chỉ kéo dài, nếu không tu luyện đến cuối cùng vẫn sẽ có ngày chết đi. Ta ở trong này mấy ngàn năm, thấy vô số yêu thú vì không thể tu luyện đành phải nghênh đón đại hạn, chết đi. Lục Lâm Thiên hỏi. Chỗ này rốt cuộc phong ấn bao lâu rồi? Cửu vĩ yêu hồ đáp. Từ khi ta còn nhỏ đã từng nghe một số yêu thú cổ xưa nói trong này bị phong ấn trên vạn năm. Trên vạn năm, Lục Lâm Thiên không thấy lạ, tàn tích kiến trúc trong trận pháp đó có lịch sử ít nhất trên vạn năm. Cửu vĩ yêu hồ hỏi. Tên ngươi là gì? Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên lại bảo. Không biết Bạch Linh tiểu thư tìm ta có chuyện gì, chắc không phải chỉ để nói những điều này với ta đi. Cửu vĩ yêu hồ nói. Đúng rồi. Ta tìm ngươi vì có việc muốn xin nhờ, mong ngươi hỗ trợ. Lục Lâm Thiên hỏi. Bạch Linh tiểu thư là đẳng cấp lục giai, thực lực mạnh hơn ta, còn có gì cần ta hỗ trợ? Thực lực mạnh sao, nếu không phải ở trong chỗ quỷ quái này thì trong mấy ngàn năm ta cũng dễ dàng đặt chân vào cảnh giới cửu vĩ cao nhất rồi. Nhưng tại nơi chết tiệt này, ta trốn tránh ở đây mấy ngàn năm, dựa vào năng lượng lúc thánh quả chín tỏa ra mới miễn cưỡng tu luyện, nên chỉ đột phá đến đẳng cấp lục giai.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của Cửu Vĩ Yêu Hồ giờ lạnh lùng, nhiệt độ không khí bất chợt giảm xuống. Mắt Cửu Vĩ Yêu Hồ lóe tia ai oán, tiếp tục nói. Hiện tại ta là đẳng cấp lục giai, nếu ở bên ngoài thì tuổi thọ còn ngàn năm, trong này thì có lẽ còn chống đỡ được mấy trăm năm. Tức là nếu ta không rời khỏi đây hoặc là không tiếp tục đột phá thì tối đa mấy trăm năm sau ta sẽ như các yêu thú giả khác sẽ chết tự nhiên. Nhưng trong này không cách nào tu luyện được, nói muốn đột phá là việc gần như không thể. Lục Lâm Thiên rung động, hắn rất hiểu điều Cửu Vĩ Yêu Hồ nói. Trong yêu thú, tuổi thọ của yêu thú nhất giai khoảng 100 năm, đột phá đến nhị giai thì sống hơn 200 năm. Yêu thú lục giai bình thường sống thọ chỉ từ hơn 1.000 năm đến 2.000 năm. Vũ giả, linh giả cũng vậy, nhưng so sánh thì không sống lâu bằng yêu thú. Nhân loại bình thường thọ vài chục năm, tối đa trăm năm. Trở thành vũ đồ sống đến hơn 100 tuổi, đẳng cấp vũ tướng không bệnh nặng không tai nạn thì sống 3, 400 năm không thành vấn đề. Đến trình độ vũ xuất thì tối đa 7, 800 năm, chỉ khi tới vũ tôn, linh tôn mới sống trên mấy ngàn năm. Lục Lâm Thiên còn nhớ sư phụ tiện nghi của mình. Đẳng cấp đỉnh linh tôn khi đến đại hạn vẫn sẽ có ngày chết đi. Chỉ khi tới đỉnh vũ đạo, cực độ linh đạo trong truyền thuyết mới có thể đạp phá hư không, truy cầu con đường bất tử. Tiểu Long nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, ý của Bạch Linh tỷ tỷ là kêu lão đại mang tỷ tỷ rời khỏi mật điện này. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói với Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, chắc ngươi hiểu ý của ta đúng không? Lục Lâm Thiên hỏi. Nghĩa là Bạch Linh tiểu thư muốn ta mang tiểu thư ra ngoài. Đúng vậy, chỉ khi ta ra ngoài mới có thể tu luyện và đột phá. Ở trong này mấy ngàn năm, ta cũng muốn đi ra thế giới bên ngoài nhìn xem. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói. Nhân loại các ngươi làm việc đều thích giao dịch công bằng, cho nên ngươi có thể nêu yêu cầu với ta, miễn là điều ta có thể làm được. Lục Lâm Thiên đáp. Bây giờ ta chưa biết chắc có thể mang các người ra ngoài được không. Ngươi có thể mang Tiểu Long vào thì chắc có thể mang chúng ta ra ngoài, ngươi cứ nêu bất cứ yêu cầu nào mà ta có thể làm được. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói. Các ngươi vào đây chắc đều vì muốn có thánh quả vũ linh mà các ngươi nói đúng không? Nếu ngươi cần, ta có thể cho ngươi lấy cả 9 trái. Ngươi có vừa lòng điều kiện này không? Lục Lâm Thiên nhẹ nhàng nói. 9 trái thánh quả vũ linh, nhưng ta chỉ dùng được 1 trái, nhiều hơn nữa ta có lấy cũng vô dụng. Hơn nữa nếu ta cần thánh quả vũ linh thì có thể tự mình lấy. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói. Nếu ta ra tay ngăn cản thì không ai trong các ngươi lấy được. Biểu tình của Cửu Vĩ Yêu Hồ hơi lạnh lùng. Lục Lâm Thiên rắn giọng. Nếu làm vậy thì Bạch Linh tiểu thư sẽ bị cường giả trong Vân Dương Tông biết đến, sẽ có cường giả Vân Dương Tông đi vào. Chắc Bạch Linh tiểu thư sẽ không tìm rắc rối cho mình đúng không? Cửu Vĩ Yêu Hồ bật cười. Ha ha ha. Lạnh lùng tan biến, khi Cửu Vĩ Yêu Hồ cười thì khuynh thành. Xem ra ngươi có điều kiện khác. Bây giờ ta chưa biết chắc có thể mang Bạch Linh tiểu thư ra ngoài không, nhưng ta có thể thử xem. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Nếu ta thuận lợi Bạch Linh tiểu thư ra ngoài, Bạch Linh tiểu thư chỉ cần đồng ý hai điều kiện của ta là được. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, đôi mắt dịu dàng giờ tràn ngập khí thế khiếp người. Ngươi chỉ là vũ phách. Hay muốn dựa vào tầng quan hệ giữa Tiểu Long và ta mà dám đưa ra điều kiện? Tiểu Long vội vàng co rũi lưỡi như đang nói gì với Cửu Vĩ Yêu Hồ. Xèo xèo. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Vừa rồi chính miệng Bạch Linh Tiểu Thư nói ta có thể yêu cầu bất cứ điều gì. Trước mặt Cửu Vĩ Yêu Hồ nhưng Lục Lâm Thiên không hề sợ hãi, thật ra trong bụng hắn hơi lo. Lỡ như Cửu Vĩ Yêu Hồ thật sự muốn đánh, Lục Lâm Thiên đấu không lại. Ngoài hiệp cốc có một đống yêu thú đủ làm hắn lên trời không đường, xuống đất không cửa. Nhưng Lục Lâm Thiên biết Cửu Vĩ Yêu Hồ cần dựa vào hắn mang nàng ra ngoài, nên sẽ không làm gì hắn. Cửu Vĩ Yêu Hồ cất tiếng cười chuông bạc. Ha ha ha! Cửu Vĩ Yêu Hồ cúi đầu nói với Tiểu Long bám trên người mình. Tiểu Long, tỷ tỷ sẽ không giết hắn, xem bộ dáng sốt ruột của ngươi kìa. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói với Tiểu Long xong lại bảo cùng Lục Lâm Thiên. Được rồi, người có thể nói ra hai điều kiện mà ta có thể làm được. Lục Lâm Thiên hỏi. Xin hỏi Bạch Linh tiểu thư, có thể cất chứa thánh quả vũ linh không? Lục Lâm Thiên thầm thở phào nhẹ nhõm. Cửu Vĩ Yêu Hồ đáp. Nếu dùng hộp ngọc lưu trữ thì có thể giữ lại, nhưng sẽ mất đi chút năng lượng, hiệu quả không tốt bằng dùng ngay.
khóe môi Lục Lâm Thiên cong lên mỉm cười nói. Vậy tốt, hai điều kiện của ta là, một, đến lúc đó Bạch Linh tiểu thư giúp ta lấy 6 trái thánh quả vũ linh là được. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cửu vĩ yêu hồ chất chứa khó hiểu hỏi. Có 9 thánh quả tại sao chỉ lấy 6 trái? Nếu Bạch Linh tiểu thư lấy đi 9 trái thánh quả vũ linh, ta sợ là cường giả Vân Dương Tông sẽ vào mật địa thanh tẩy quy mô lớn. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Chắc Bạch Linh tiểu thư cũng không muốn điều đó xảy ra đúng không? Cửu vĩ yêu hồ đồng ý. Đúng vậy, mấy năm nay vì bảo vệ tất cả yêu thú, ta ra lệnh cho bọn chúng không được hái thánh quả vũ linh vì không để cường giả nhân loại giết các yêu thú cao giai. Dù sao yêu thú từ ngũ giai trở lên đã dùng qua thánh quả vũ linh. Còn lại 3 trái, đến lúc đó Bạch Linh tiểu thư tìm cách khiến 2 trái rơi vào tay vị tiểu thư vừa rồi đi cùng ta. Còn 1 trái. Lục Lâm Thiên tạm dừng một lúc. Ta sẽ nói cho Bạch Linh tiểu thư sau. Trong lòng Lục Lâm Thiên suy tính giúp Vân Hồng Lăng có được 1 trái. Không cần biết vì mục đích gì, nếu cửu vĩ yêu hồ lấy đi hết thánh quả vũ linh thì cường giả Vân Dương Tông sẽ không bỏ qua. Cửu vĩ yêu hồ hỏi. Còn điều kiện thứ 2? Lục Lâm Thiên đáp. Điều kiện thứ 2 là ta hy vọng sau khi Bạch Linh tiểu thư thuận lợi ra ngoài sẽ đi theo bên cạnh Tiểu Long 5 năm. Hiện tại thực lực của Tiểu Long rất thấp nên ta hy vọng Bạch Linh tiểu thư sẽ bảo vệ Tiểu Long 5 năm. Nói vậy nhưng trong lòng Lục Lâm Thiên nghĩ khác, khiến cửu vĩ yêu hồ ở lại bên cạnh Tiểu Long tức là theo bên hắn. Có yêu thú lục giai bên cạnh mình tương đương có cường giả vũ xuất siêu phàm bảo vệ, được bảo tiêu miễn phí như thế Lục Lâm Thiên ngu gì bỏ qua. Tiểu tử gian xảo. Cửu vĩ yêu hồ xinh đẹp lườm Lục Lâm Thiên. Sao ngươi không nói thẳng là bởi vì thực lực của ngươi chưa đủ mạnh, kêu ta bảo vệ ngươi 5 năm. Lục Lâm Thiên nhe răng cười. Hi hi. Bị cửu vĩ yêu hồ nhìn thấu trong bụng quanh có khúc khuỷu làm Lục Lâm Thiên ngại ngùng. Đúng là cũng có ý này, ta nghĩ 5 năm không quá dài với Bạch Linh tiểu thư đúng không? Cửu vĩ yêu hồ không chút do dự nói. Ta bị nhốt tại đây mấy ngàn năm, cho nên 5 năm chẳng đáng gì, ta đồng ý với ngươi. Cửu vĩ yêu hồ ở trong này mấy ngàn năm huống chi là 5 năm ngắn ngủi, đối với nàng không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Một lời đã định. 5 năm, thực lực của Lục Lâm Thiên chắc sẽ lên đến cấp độ khác, đủ sức đặt chân vào vũ xuất. Cửu vĩ yêu hồ gật đầu, nói. Ta đã hứa với ngươi thì đương nhiên sẽ không đổi ý. Lục Lâm Thiên cười tủm tỉm, khóe môi nhếch lên. Lục Lâm Thiên không ngờ đến mật địa sẽ gặp chuyện tốt như vậy, hắn đi mật địa không uổng công. Tiểu Long co duỗi lưỡi, bộ dạng rất là vui vẻ. Xèo xèo. Lục Lâm Thiên nói. Bạch Linh tiểu thư, thánh quả vũ linh ở chỗ nào? Gần đây ta bỏ lỡ nhiều thời gian, không biết còn đến kịp lúc không? Trong trận pháp làm Lục Lâm Thiên mất nhiều thời gian, hắn hơi lo. Yên tâm, khoảng 20 mấy ngày nữa thánh quả mới chín, ta cũng cần tới đó một chuyến. Mỗi khi thánh quả chín muồi phát ra năng lượng giúp ta tu luyện được nhiều ích lợi, có lẽ lần này ta sẽ đột phá đến trung kỳ lục giai. Cửu vĩ yêu hồ nói. Ta mang ngươi đi vậy. Dưới cung điện này có một đường hầm, trong một ngày là chúng ta sẽ đến lòng đất chỗ thánh quả ngay. Ngươi đi chung với ta tu luyện trong đó, tốc độ nhanh hơn bên ngoài gấp 3 lần. Chỗ đó rất bí ẩn, mấy ngàn năm trước có nhiều cường giả nhân loại từng đến điều tra, sau này lục tục có cường giả cũng đến nhưng không tìm được chỗ kia. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Một ngày là đến nơi. Lục Lâm Thiên càng ngạc nhiên là tu luyện trong mật địa này linh lực bình thường được lợi nhanh gấp 5 lần bên ngoài. Cửu vĩ yêu hồ nói tu luyện trong thánh chỉ nhanh hơn mật địa bên ngoài gấp 3 lần, tính ra là mau hơn bên ngoài gấp 15 lần. Tu luyện gấp 15 lần là khái niệm gì? Người ta tu luyện 1 năm ngươi thì có hiệu quả 15 năm, chênh lệch rất kinh khủng. Không chỉ thế, nếu linh lực song hệ sẽ là từ gấp 20 mấy gần 30, linh lực tam hệ càng dữ dội. Nghĩ đến đây Lục Lâm Thiên trợn mắt há hốc mồm, thánh chỉ này rốt cuộc là cái gì? Nếu bị Vân Dương Tông phát hiện sẽ là chuyện ghê gớm. Cửu vĩ yêu hồ nói. Đúng rồi, bên dưới cung điện này có đường hầm, chỉ một ngày là chúng ta sẽ tới đó, nó là dễ thánh quả, chúng ta gọi là thánh trì. Mấy ngàn năm nay cách mỗi 3 năm là ta đến đó tu luyện 1 tháng mới đột phá tới đẳng cấp lục giai như bây giờ. Bên ngoài cung điện, Thúy Ngọc nhíu mày, phập phồng lo lắng cho Lục Lâm Thiên ở bên trong. Thủy hỏa song đầu yêu giao thấy Thúy Ngọc sốt ruột thì nói. Nhân loại,
Người đừng lo, Tiền Yêu Vương sẽ không tổn thương Yêu Vương lão đại. Két két két. Cửa mở ra, một người áo xanh mỉm cười đi ra cung điện. Thấy Lục Lâm Thiên đi ra, Thúy Ngọc mới mất vẻ lo lắng. Lâm Thiên, ngươi có sao không? Cửu Vĩ Yêu Hồ nói chuyện gì với ngươi? Sau lưng Lục Lâm Thiên, Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh thướt tha đi ra. Sau này hãy gọi tên ta đi, ta thích người ta gọi tên mình, Bạch Linh. Cửu Vĩ Yêu Hồ đã giấu đi khuôn mặt đẹp tuyệt trần, tứ chi nhẹ nhàng chấm đất, cả người trắng tinh lóe sáng, lưng có 6 cái đuôi nhưng lúc này chỉ có 1 cái. Lục Lâm Thiên nói, Thúy Ngọc, Bạch Linh tiểu thư có thể giúp chúng ta trong một ngày là đến chỗ thánh quả Vũ Linh, và tu luyện trong thánh trì, có hiệu quả lớn. Thúy Ngọc kinh ngạc hỏi, trong vòng 1 ngày là đến. Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh nói, đúng vậy. Nhưng các người hãy hứa với ta rằng không được cho ai biết chỗ thánh chỉ đó. Lục Lâm Thiên gật đầu, nói. Tất nhiên rồi. Đi theo ta, nếu không phải chờ ngươi mấy ngày thì ta đã sớm đến thánh chỉ tu luyện rồi. Mỗi 3 năm thánh chỉ có khoảng 1 tháng là có hiệu quả tăng tốc độ tu luyện. Hai người đi theo sau lưng Cửu Vĩ Yêu Hồ lại đi vào đại điện. Tiểu Long leo lên vai Lục Lâm Thiên, thủy hỏa song đầu yêu giao vào đại điện theo. Trong đại điện. Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh dẫn đường đoàn người vào nội đường, có một gian nhà đá ẩn khuất khác. Trên người Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh toát ra dao động nhẹ, trong nhà đá đột nhiên hiện ra một cái lỗ đường kính 2 thước chậm rãi xoay tròn, từng đợt lực lượng không gian kinh người tràn ra. Thúy Ngọc thấy lỗ tròn lối vào thì kinh ngạc nói. Trùng động, chỗ này có trùng động. Lục Lâm Thiên cũng ngạc nhiên. Trùng động. Kiếp trước Lục Lâm Thiên đã nghe nói đến từ này. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói. Đây là trùng động, có người gọi nó là đường hầm không gian. Là một cường giả yêu thú tới số chết cho ta biết về nơi này, nó nói trước kia chốn này là lãnh địa của một cường giả nhân loại, trùng động dưới lòng đất này do cường giả đó bày ra. Trùng động này vừa lúc nối với bên dưới thánh quả. Thúy Ngọc nhìn chằm chằm vào trùng động. Dường như trùng động này có chút dấu hiệu hỗn loạn, chắc bị tổn hại đôi chút nhưng vấn đề không lớn. Tuy nhiên bên trong sẽ bị ảnh hưởng tốc độ đôi chút. Lục Lâm Thiên kinh thán. Đây chính là trùng động sao? Trùng động này tối đen, cái lỗ đen thui trống trơn tựa như lỗ đen, toát ra lực hút kỳ dị nhẹ nhẹ. Tập trung nhìn vào có thể thấy một vầng sáng trắng nhạt, luồng năng lượng khuếch tán kèm theo tiếng gào khóc quái dị khiếp hồn người. Thúy Ngọc nói. Trùng động là 2 điểm không gian ở 2 nơi, mở ra đường hầm không gian nối 2 chỗ đó lại. Dường như cường giả Vũ Tôn cũng không tạo ra trùng động được. Chỉ có cường giả đẳng cấp vũ đế trong truyền thuyết mới có thể. Cường giả Vũ Tôn có thể phá không gian để đi nhưng không cách nào đả thông trùng động. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Vũ đế, trên đời này thật sự có vũ đế sao? Không ngờ vũ đế trong truyền thuyết có thực lực cường đại như vậy, trực tiếp tạo ra trùng động không gian, cái này cần bao nhiêu lực lượng cường đại. Rời núi lấp biển đã không đủ để hình dung. Lục Lâm Thiên lại thầm than. Chỗ này có trùng động tức là mật địa Vân Dương Tông này trước kia là chỗ một cường giả vũ đế cư ngụ. Tuy nhiên trong di tích kiến trúc đó không có báu vật nào để lại, cường giả vũ đế trong truyền thuyết để lại báu vật tùy tiện một món cũng đã vô cùng cường đại rồi. Lục Lâm Thiên thầm nhủ. Không biết có ngày nào ta có thể đạt đến cảnh giới vũ đế trong truyền thuyết kia không? Cửu Vĩ Yêu Hồ nói. Chúng ta vào đi. Cửu Vĩ Yêu Hồ nhảy vào trùng động trước, thủy hỏa song đầu yêu giao nhảy theo. Lục Lâm Thiên không chút do dự, mang theo hưng phấn cùng Tiểu Long, Thúy Ngọc bước vào trùng động. Khoảnh khắc Lục Lâm Thiên bước vào trùng động, dòng không khí đậm đặc như dòng nước phất qua người hắn. Trước mắt Lục Lâm Thiên bỗng tối sầm, thân thể mất thăng bằng, nhưng cảm giác mất trọng lực này chỉ giây lát đã tan biến. Khi trước mắt lại sáng lên, đập vào mắt Lục Lâm Thiên là một con đường thần dị, đường kính 2 thước, 4 phía là dòng không khí cuồn cuộn. Con đường này nhìn không thấy cuối. Xuyên qua dòng không khí xung quanh, trong tầm mắt là một mảnh hắc ám bát ngát không giới hạn, tối đen khiến tim người đập nhanh, cảm giác sâu thẳm. Giờ phút này, trong con đường này không có thanh âm gì, hoàn toàn tĩnh lặng. Mặc dù con đường rất yên lặng nhưng Lục Lâm Thiên cảm giác được bên ngoài trùng động, năng lượng cuồng bạo đang dao động chẳng qua đã bị trùng động chặn lại hết. Có thể mở một con đường trong không gian, thực lực siêu khủng. Lần đầu tiên thấy trùng động này. Dù Lục Lâm Thiên giỏi giữ bình tĩnh nhưng lúc này cũng rất kinh ngạc, tất cả vượt qua sức tưởng tượng của hắn. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói. Chúng ta đi.
Người cửu vĩ yêu hồ phát ra một tia sáng, nàng lao nhanh tới trước, tốc độ này bảo là nhanh như sao xẹt cũng không khoa trương. Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Tốc độ khủng khiếp thật. Thúy Ngọc thấy Lục Lâm Thiên ngạc nhiên thì bảo. Trong trùng động không có sức hút, hơi vận dụng chút chân khí là tốc độ sẽ rất nhanh. Vậy sao? Hiện tại Lục Lâm Thiên càng tò mò thân pháp của Thúy Ngọc hơn. Một nữ nhân tuyệt đẹp lại cố ý hóa trang xấu đi, ăn mặc thành nha hoàn, biết nhiều chuyện bí ẩn, lai lịch của Thúy Ngọc tuyệt đối không đơn giản. Vận chuyển chân khí dưới chân, Lục Lâm Thiên lao nhanh tới trước. Lục Lâm Thiên cảm giác mình như tia chớp xẹt qua không gian, thoáng chốc vọt tới trước. Lục Lâm Thiên cảm thán thốt lên. Nhanh quá! Tốc độ này mau hơn lúc Lục Lâm Thiên ở bên ngoài gấp mấy chục lần. Tiểu Long cũng trợn to mắt nói. Lão đại, trong này thật kỳ dị. Thúy Ngọc theo sau Lục Lâm Thiên, nhắc nhở. Cẩn thận chút, dùng sức quá sẽ bị lực lượng không gian bài xích. Lục Lâm Thiên giảm bớt chút tốc độ, thân hình lao nhanh qua trùng động. Trong một sơn mạch, không gian lờ mờ, đỉnh núi chập trùng uốn lượn. Trong một hiệp cốc giờ chất đống xác bốn con yêu thú khổng lồ, toàn là đẳng cấp tứ giai. Bụng xác yêu thú khổng lồ bị dao nhọn xẹt qua, yêu đan đã bị lấy đi. Có 9 bóng người xuất hiện trong hiệp cốc, chính là Vân Hồng Lăng, Hàn Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Bá Đao Long Tam, Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần. Hàn Phong bề ngoài bất phàm, tuấn tú nói với Vân Hồng Lăng. Sư muội, chúng ta hãy mau đến chỗ Thánh Quả Vũ Linh đi. Trong Nguyên Vân Dương Tông, mọi người đều biết tông chủ Vân Thiếu Thiên luôn muốn chọn một trong hai đồ đệ Hàn Phong, Đổng Phàn làm nữ tế. Hàn Phong có cơ hội cao hơn sư đệ Đổng Phàn một ít. Nên mấy năm nay Hàn Phong xem sư muội này là chuẩn tức phụ của mình. Giữa hai huynh đệ vẫn âm thầm đấu đá nhau, nhưng Vân Hồng Lăng không thèm quan tâm hai người này làm Vân Thiếu Thiên cũng đành chịu thua. Vân Hồng Lăng khẽ nói. Chúng ta đi tiếp, chỉ có 9 thánh quả vũ linh, mọi người hãy chú ý. Vân Hồng Lăng vào mật địa đã thay bộ đồ màu lục, đường cong nhấp nhô rất là anh tư hiên ngang. Bá Đao Long Tam lên tiếng. Dọc đường đi chúng ta gặp nhiều trắc trở, hình như không thấy ai khác. Phi Ưng Lăng Phong mỉm cười nói. Chắc bọn họ gặp càng nhiều khó khăn hơn, tốt nhất là bọn họ không đến kịp, 9 người chúng ta mỗi người một trái thánh quả vũ linh, khỏi cần tranh giành. Quỷ thủ Đỗ Tử Thuần luôn âm trầm mở miệng nói. Đây là điều không thể, thực lực của bọn họ không yếu. Vân Hồng Lăng nói. Mặc kệ bọn họ, tới lúc đó ai giành với chúng ta thì dùng thực lực nói chuyện. Bá Đao Long Tam nói. Trong mật địa này thật là thần dị, tốc độ tu luyện nhanh hơn gấp 5 lần. Gần đây ta cảm thấy lại sắp đột phá. Phi Ưng Lăng Phong đả kích Bá Đao Long Tam. Đúng là thần dị nhưng ngươi không khủng bố bằng Vân Hồng Lăng. Mới vào 2 tháng Vân Hồng Lăng đã là vũ phách lục trọng đột phá đến bát trọng, thế mới gọi là khủng bố. Ai mà so với Vân Hồng Lăng, nàng ấy là vũ giả tam hệ tương đương với tu luyện gấp 15 lần bên ngoài, 2 tháng bằng tu luyện 2 năm rưỡi, nàng là yêu nghiệt. Bá Đao Long Tam chuyển sang ngạc nhiên nhìn Vân Hồng Lăng. Trong toàn Vân Dương Tông không ai có thể so sánh với yêu nghiệt tu luyện này. Đặc biệt sau khi đột phá vũ phách thì tốc độ của Vân Hồng Lăng nhanh hơn vũ giả bình thường gấp 2, 3 lần, đây là chỗ khủng bố của vũ giả tam hệ. Phi Ưng Lăng Phong nói, sợ là trong thời gian này Lục Lâm Thiên cũng có đột phá, hắn cùng là vũ giả tam hệ. Vân Hồng Lăng hầm hừ, không cho phép ai nhắc đến tiểu tặc kia trước mặt ta, ai nhắc tới là ta không tha cho người đó, hừ. Vân Hồng Lăng sải bước đi tới trước, mọi người nhìn nhau. Cười khổ đi theo sau Vân Hồng Lăng. Xoẹt xoẹt xoẹt. Không gian dao động sóng gợn, mấy bóng người xẹt qua. Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc, Cửu Vĩ Yêu Hồ, Thủy Hỏa Song Đầu Yêu Dao, Tiểu Long đã phá không bay ra, nhảy khỏi trùng động đường kính 2 thước kèm theo dao động năng lượng không gian. Đã ra rồi sao? Trùng động này làm Lục Lâm Thiên vô cùng rung động, giờ hắn đi ra vẫn còn rất giật mình. Trùng động kỳ lạ nối liền 2 chỗ khiến người ngạc nhiên. Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh biến thân cỡ một thước ngước đầu nói với Lục Lâm Thiên. Chúng ta đã đến nơi rồi. Lục Lâm Thiên đã quan sát 4 phía từ trước. Đây là lòng đất sao? Đây là một chỗ như cái hang ngầm, 4 phương có nhiều thạch nhũ treo ngược. Các thạch nhũ có đủ màu sắc, hình dạng khác nhau, ánh sáng 7 sắc khép thành các bức tranh xinh đẹp làm người suy nghĩ vẩn vơ. Xung quanh hang là nham thạch đen bóng loáng,
vách đá có các vần nước dao động, tiếng nước nhỏ giọt. Thúy Ngọc nói, khí tức năng lượng chỗ này thật đậm. Bốn phía tràn ngập khí tức năng lượng đặc quánh. Lục Lâm Thiên kinh ngạc kêu lên. Đây là, trong cái hang này có khí tức năng lượng giống như mật địa bên ngoài, nhưng đậm đặc hơn nhiều. Đây chỉ là ngoài rìa thánh trì, bên trong thánh trì năng lượng càng thêm khủng bố. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, đừng để năng lượng làm bị thương. Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh nói. Đi theo ta, nếu các ngươi có thể tu luyện một tháng trong thánh trì thì tốc độ đột phá sẽ rất kinh người. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Thánh trì. Lục Lâm Thiên ôm nỗi mong chờ đi theo sau Cửu Vĩ Yêu Hồ dọc theo con đường lát đá. Dưới con đường đá là mạch nước ngầm chảy róc rách, trong veo thấy đáy. Tiếng nước chảy êm đềm là thanh âm duy nhất trong cái hang yên tĩnh. Cốp! Lục Lâm Thiên đá trúng một khối đá vụn, viên đá lăn lông lốc vang lên tiếng kêu làm người sợ hãi. Một lát sau, lại có một cửa hang xuất hiện trước mắt Lục Lâm Thiên. Hắn dừng bước, khí lạnh rét run ập vào mặt. Chúng ta đã đến. Lục Lâm Thiên bị cảnh tượng trước mắt làm hết hồn. Bên dưới cái hang là một khe nứt hiệp cốc bề rộng khoảng trăm thước, khe nứt như bị ai chém từ chính giữa ra. Trên tảng đá đen bóng nhô ra ở vách hang đối diện toát ra dòng khí đậm đặc từ trên cao chảy xuống như thác nước trắng 70, trăm thước đổ xuống. Bùm bùm bùm. Trong khe nứt bên dưới phát ra tiếng nổ tựa sấm đánh, núi lở kinh tâm động phách. Nhìn xuống dưới thì thấy sương mù đen âm u không biết sâu bao nhiêu, sâu không thấy đáy. Năng lượng này thật khủng khiếp. Điều làm Lục Lâm Thiên giật mình nhất là tảng đá đen bóng nhô ra ở vách hang đối diện toát ra dòng khí đậm đặc, trong dòng khí tỏa ra khí tức năng lượng cực kỳ cường đại. Khí tức này giống y như năng lượng trong mật địa nhưng mức độ đậm đặc thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói. Mỗi 3 năm khi thánh quả chín chỉ có 1 tháng dẫn đến năng lượng khổng lồ này, bình thường thì biến mất không có chút năng lượng. Ta từng xuống dưới tìm nhưng không thu hoạch được gì. Cửu Vĩ Yêu Hồ tiếp tục bảo. Đi theo ta, các ngươi sắp được thấy thánh chỉ ngay. Người Cửu Vĩ Yêu Hồ phát ra ánh sáng nhẹ bao bọc thủy hỏa song đầu yêu giao hóa thành luồng sáng vượt qua khe nứt lòng đất to trăm thước này đến vách đá đối diện. Lục Lâm Thiên mang theo Thúy Ngọc và Tiểu Long thi triển phong chi dực nhảy lên vách đá theo sau Cửu Vĩ Yêu Hồ. Lục Lâm Thiên đáp xuống đất, ngạc nhiên nhìn. Ủa, ra là vậy. Trên tảng đá đen bóng nhô ra ở vách hang đối diện toát ra dòng khí đậm đặc từ trên cao chảy xuống như thác nước trăm thước lơ lửng, nhìn gần mới biết không phải dòng khí đổ xuống dưới. Dòng khí này xoay tròn ồ ạt chảy vào một cái lỗ to mấy thước trong tảng đá đen bóng. Năng lượng dòng khí khổng lồ này bắn vọt lên trên tuôn ra từ khe nứt sâu không thấy đáy. Khí tức năng lượng cuồng bạo khuếch tán, năng lượng bàng bạc đè ép làm tim Lục Lâm Thiên đập nhanh. Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh nói. Qua đây, đây chính là thánh trì. Cửu Vĩ Yêu Hồ chậm rãi đi hướng vách đá có một cái hang nếu không nhìn kỹ sẽ rất khó thấy. Bước vào hang, Lục Lâm Thiên biến sắc mặt bật thốt. Trời ạ! Mọi thứ trong hang càng khiến người ngạc nhiên hơn. Trong hang là một không gian to lớn, diện tích trên ngàn thước, cao khoảng trăm thước, toát ra sương khói đậm đặc, không thấy vách đá. Bên trên có nhiều thạch nhũ treo ngược tỏa ánh sáng bảy sắc. Trong hang đá có cái hang sâu khoảng chừng mấy thước, dòng khí năng lượng màu trắng bàng bạc tuôn ra ồ ạt làm sóng gợn không gian dao động kịch liệt. Từng đợt khí năng lượng trắng tựa như thất luyện liên miên rót vào ao nước màu trắng kích cỡ 500 thước. Giờ ao nước lượn lờ khói trắng, chính giữa có một vật như dây leo to chừng trăm thước lan tràn lên nóc hang. Trên dây leo toát ra khí tức năng lượng đậm đặc, không khí cổ xưa trường tồn tràn ngập. Vù vù vù. Năng lượng cuồng bạo tàn phá không gian kêu lên vù vù, năng lượng trùng kích, Lục Lâm Thiên cảm giác toàn thân đau nhức. Chân khí phát ra từ người Lục Lâm Thiên dựng cương khí hộ thân mỏng ngoài người hắn ngăn cản kình khí đâm đau từ năng lượng bạo ngược này. Thúy Ngọc cũng dựng vầng sáng trong suốt trước mặt, trong mắt nàng tràn ngập kinh sợ, nàng cũng bị cảnh tượng rung động. Giọng Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Lão đại, năng lượng trong này mạnh quá. Đệ cảm giác nếu hấp thu năng lượng này là đệ sẽ đột phá. Trong lúc Lục Lâm Thiên kinh sợ thì ao nước dao động, ba con yêu thú to cỡ hai thước xuất hiện trong không gian. Kính chào hai vị yêu vương. Lục Lâm Thiên nhìn ba con yêu thú to cỡ hai thước xuất hiện trong ao nước, hắn kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Trời, còn có những yêu thú thế này. Con yêu thú thứ nhất toàn thân tỏa sáng như ngọc chứa chút tơ máu, miệng thở ra khí lưu tựa như gầm giống,
đôi mắt như ngọn đèn rực cháy bắn ra tia sáng. Mặt mèo có râu dài, miệng to như bồn máu thấp thoáng răng nanh như kiếm sắc bén. Móng vuốt sắc nhọn, cái đuôi dài như cây chổi nhìn là biết rất hung mãnh. Quanh thân nó toát ra uy hiếp mạnh mẽ làm người không dám nhìn thẳng. Con yêu thú thứ hai lông toàn thân màu lam, có đôi tai vừa dài vừa mỏng thậm chí thấy rõ tơ máu. Đôi mắt đỏ tựa hai viên chân châu đỏ, chân trước ngắn chân sau dài. Bề ngoài yêu thú đáng yêu nhưng phát ra khí thế làm Lục Lâm Thiên thấy áp lực. Con yêu thú thứ ba quanh mắt có vảy phản chiếu, mặt như chim ưng, người đen thui, đầu to rộng, móng vuốt sắc bén. Yêu thú có đôi cánh nhưng trên người không có lông chim mà là vảy đen như mực phủ trùm toàn thân. Kỳ lạ là trên cái đầu nhọn có cái vảy to cỡ bàn tay là nghịch lân, xòe ra như hoa sen. Cả ba yêu thú đều có khí thế rất cường đại. Lục Lâm Thiên chưa từng thấy qua ba con yêu thú này nhưng trong Thiên Linh Lục lại có ghi chép huyết mạch ba loài yêu thú này tuy không bằng Thiên Sĩ Tuyết Sư nhưng chỉ kém cỡ một tờ giấy mỏng, xứng là vương giả trong yêu thú. Lục Lâm Thiên cảm nhận khí thế từ người ba con yêu thú này, con thứ nhất huyết ngọc yêu hổ ngũ giai sơ kỳ, khí thế giống y con thủy hỏa song đầu yêu giao. Yêu thú thứ hai thái âm yêu thỏ khí thế càng mạnh, ngũ giai trung kỳ. Con thứ ba nghịch lân yêu bằng càng kinh khủng hơn. Lục Lâm Thiên đoán chắc đây là yêu thú ngũ giai hậu kỳ mà thủy hỏa song đầu yêu giao đã nói. Vương giả yêu thú như vậy, đẳng cấp ngũ giai hậu kỳ đối kháng với vũ xuất nhất trọng trong vũ giả chắc không thành vấn đề. Giọng Tiểu Long lại vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên. Lão đại, ba con yêu thú kia giờ đã thần phục đệ, chờ lát nữa lão đại hãy mang chúng nó cùng ra ngoài. Sau này mang theo chúng, ai dám chọc vào lão đại là đệ cho kẻ đó biết tay. Lục Lâm Thiên quay đầu. Ngạc nhiên nhìn Tiểu Long chằm chằm. Đều thần phục đệ hết. Cộng với thủy hỏa song đầu yêu giao tức là bốn con yêu thú ngũ giai, thực lực khủng bố biết bao. Tiểu Long nói. Đương nhiên rồi, Bạch Linh tỷ tỷ cũng đồng ý, về sau chúng nó sẽ theo bên cạnh đệ. Cửu Vĩ yêu hồ nói với ba con yêu thú huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, nghịch lân yêu bằng. Được rồi, các ngươi tiếp tục tu luyện đi, chỉ còn gần một tháng, hãy cố gắng đột phá. Ba con yêu thú tò mò nhìn Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc rồi nhảy vào trong ao nước. Thủy hỏa song đầu yêu giao cũng chui vào trong ao. Lục Lâm Thiên, đây chính là thánh trì. Mỗi ba năm chỉ có một tháng cho yêu thú chúng ta tu luyện. Ngươi thấy không, trong thánh trì có thánh đằng kết ra thánh quả, dài đến trên mặt đất. Còn hai mươi mấy ngày thánh quả mới chín, hiện tại ngươi có thể vào thánh trì tu luyện, ta sẽ đưa ngươi ra ngoài cướp thánh quả. Cửu Vĩ yêu hồ Bạch Linh nói xong quay sang kêu Tiểu Long. Tiểu Long, mau theo ta vào tu luyện, chờ khi ngươi đi ra chắc đủ sức đột phá đến tứ giai. Tiểu Long co duỗi lưỡi. Xèo xèo. Tiểu Long ngước đầu nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại, đệ đi tu luyện, năng lượng này chắc sẽ giúp ích nhiều cho đệ. Tiểu Long nói xong nhảy lên người Cửu Vĩ yêu hồ. Xoẹt xoẹt. Cửu Vĩ yêu hồ, Tiểu Long nhảy vào trong ao nước. Sóng năng lượng khuếch tán dao động trong không gian. Thúy Ngọc kinh ngạc qua đi khẽ nói. Lâm Thiên, đây là nơi tụ tập năng lượng thượng cổ, chắc ngày xưa cũng là chỗ một vị cường giả tu luyện, sau này không hiểu sao vô tình bị Vân Dương Tông có được nhưng Vân Dương Tông không biết bí mật trong đó. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Nơi tụ tập năng lượng thượng cổ. Lục Lâm Thiên chưa từng nghe nói về chỗ như vậy. Thúy Ngọc giải thích rằng. Vũ giả, linh giả, yêu thú. Linh thú tu luyện toàn nương dựa vào năng lượng thiên địa. Năng lượng thần dị nơi này đến từ lòng đất, là chỗ đặc biệt tụ tập trong thiên nhiên. Nghe nói thời thượng cổ có nhiều chỗ giống vậy, thông thường chỗ nào bất phàm thì sẽ sinh ra vật siêu phàm, thánh quả vũ linh cũng nhờ năng lượng này nên mới xuất hiện. Năng lượng này có ích rất lớn cho chúng ta tu luyện. Hãy mau tu luyện đi. Lục Lâm Thiên nhẹ gật gù. Ân. Trong thiên nhiên rất là huyền diệu không thể tả. Có lẽ lai lịch năng lượng này khó tìm hiểu được nhưng chắc chắn rằng nó giúp ích rất lớn cho vũ giả, linh giả, thậm chí là yêu thú. Mắt Thúy Ngọc hiện ý cười. Sau khi đi vào cố gắng hấp thu đi, đây là cơ duyên hiếm có. Tuy thôn phệ quá nhiều năng lượng có ảnh hưởng khá lớn đối với căn cơ tu vi nhưng chỉ có một tháng, ảnh hưởng phụ đó không đáng gì. Bởi vậy trong khoảng thời gian này cứ thỏa thích hấp thu luyện hóa, chúng ta so tài xem thử lúc đó ai tiến bộ nhiều hơn. Thúy Ngọc lắc người chui vào trong ao nước. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm cái ao. Dòng khí năng lượng bàng bạc liên tục rót vào trong ao nước nhưng không thấy ao đầy thêm phần nào, đúng là vô cùng thần dị.
Giờ phút này, Lục Lâm Thiên có thể dễ dàng cảm giác được trong ao nước có năng lượng đậm đặc làm người giật mình đang dao động. Năng lượng đậm đặc đó từ từ khuếch tán ra tựa như sương khói. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Năng lượng đậm như vậy dù là ta bình thường tu luyện cũng được đến nhiều ích lợi. Năng lượng này đậm hơn mật địa bên ngoài gấp 3 lần, Lục Lâm Thiên tu luyện bình thường có lẽ sẽ được hiệu quả không nhỏ. Lục Lâm Thiên nhìn ao nước, nhếch môi cười. Chân khí vận chuyển dưới chân, Lục Lâm Thiên nhún mũi chân chạm đất nhảy vào trong ao nước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Lục Lâm Thiên càng đến gần ao nước, ánh sáng nhạt bao bọc quanh thân hắn ngăn cách nước ao dính người. Lục Lâm Thiên biến sắc mặt, năng lượng tinh thuần khiến người khó tin ồ ạt quay quanh hắn. Cũng vào lúc này, trong ao nước có lực cản cực lớn đè ép đẩy hắn ra ngoài, như muốn xua đuổi hắn khỏi ao nước. Càng tiến vào ao Lục Lâm Thiên càng cảm nhận năng lượng đậm hơn. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Đi vào trong thêm chút nữa, khi tu luyện sẽ có hiệu quả càng lớn hơn. Dù Lục Lâm Thiên cảm nhận lực cản rất lớn nhưng vẫn cố gắng chìm xuống. 10 thước, 20 thước, 30 thước, mãi đến 50 thước thì lực cản lớn đến kinh khủng, Lục Lâm Thiên cảm giác hắn không cách nào tiến sâu hơn được. Lục Lâm Thiên nhìn xuyên qua vầng sáng vàng nhạt trước mặt đánh giá cẩn thận. Ao nước màu trắng sữa, chất chứa năng lượng to lớn. Tu luyện thôi. Trong ao nước màu trắng sữa này, Lục Lâm Thiên ngồi xếp bằng trong nước, vầng sáng vàng nhạt quanh thân hắn ngăn cách nước. Từng đợt năng lượng to lớn trong ao nước xuyên qua vòng sáng quay quanh Lục Lâm Thiên. Mức độ năng lượng đậm đặc chưa đến mức có thể trực tiếp nuốt nhưng Lục Lâm Thiên cảm giác không kém hơn bao nhiêu, năng lượng đậm đặc kèm theo lực lượng cuồng bạo đang đè ép hướng hắn. Lục Lâm Thiên kết ấn, nhắm mắt lại, người vận chuyển âm dương linh vũ quyết tiến vào tu luyện. Cùng với Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết, lực hút mạnh mẽ dần tràn ra từ người hắn. Lỗ chân lông toàn thân Lục Lâm Thiên giãn ra trong trạng thái cực kỳ huyền ảo, hóa thành vô số vòng xoáy nhỏ bắt đầu thôn phệ năng lượng xung quanh. Lục Lâm Thiên tu luyện, năng lượng dao động kịch liệt trong vầng sáng. Vô số năng lượng tựa như các sợi tóc chui vào lỗ chân lông toàn thân Lục Lâm Thiên. Năng lượng như ngàn vạn sợi tóc tiến vào thân thể, cả người Lục Lâm Thiên rung mạnh. Năng lượng quá lớn, lớn hơn hắn dự tính. Luyện hóa. Lục Lâm Thiên tập trung tinh thần khống chế những năng lượng rót vào thân thể, vận chuyển nhanh dựa theo âm dương linh vũ quyết chạy dọc kinh mạch trong người. Lúc này Lục Lâm Thiên cảm giác rõ ràng kinh mạch trong người Lục Lâm Thiên đang luyện hóa các dòng năng lượng liên tục chui vào nhanh như chớp rồi chuyển hóa thành chân khí tinh thuần rót vào đan điền. Lục Lâm Thiên cảm giác khoảng một nửa năng lượng bị luyện hóa thành linh lực chui vào đầu hắn. Năng lượng thần dị trong ao nước này vừa có thể biến thành chân khí vừa có thể thành linh lực. Lần đầu tiên Lục Lâm Thiên cảm giác biến đổi đáng ngạc nhiên trong người mình. Mau quá! Lục Lâm Thiên tu luyện bình thường, ngũ sắc phũ đan trong người hắn xoay tròn cực nhanh, dường như toát ra năng lượng to lớn. Phũ đan càng xoay càng nhanh, hấp thu chân khí tẩm bổ, tạo vòng xoáy lớn trong đan điền khí hải. Vòng xoáy trong đan điền khí hải xoay nhanh theo vũ đan là trung tâm trục quay. Chỉ mấy giây ngắn ngủi cả đan điền khí hải đều xoay tít. Xoay nhanh sinh ra lực hút lớn, chân khí nào đến gần đan điền khí hải là sẽ bị nuốt ngay lập tức. Lục Lâm Thiên chợt cảm giác tốc độ tu luyện của mình mau kinh khủng, nhanh hơn tốc độ tu luyện lúc bình thường gấp mấy chục lần. Lục Lâm Thiên kinh ngạc thầm nghĩ. Thì ra ta cũng có thể, chắc đây là điểm khủng bố của vũ giả đa hệ. Lục Lâm Thiên cứ tưởng hắn chỉ có một viên vũ đan. Tuy là vũ giả ngũ hệ nhưng tốc độ tu luyện bình thường không nhanh. Nay xem ra không phải thế, Lục Lâm Thiên có một viên vũ đan mà tốc độ tu luyện hiện tại đã rất kinh khủng. Nếu Lục Lâm Thiên không cảm nhận sai, trong trạng thái tu luyện bình thường, vũ giả tam hệ nhanh hơn vũ giả đơn hệ gấp 2 lần, vũ giả tam hệ nhanh gấp 3 thì vũ giả toàn hệ là gấp 5 lần. Tu luyện trong mật địa, vũ giả đơn hệ tăng tốc độ lên gấp 5 lần, vũ giả song hệ là gấp 10 lần, vũ giả tam hệ là gấp 15 lần. Nếu là vũ giả ngũ hệ tương đương với gấp 25 lần, rất là khủng khiếp. Trong ao nước này nhanh hơn bên ngoài mật địa gấp 3 lần tức là vũ giả tam hệ gấp 45 lần, vũ giả ngũ hệ gấp 75 lần. Lục Lâm Thiên tu luyện âm dương linh vũ quyết trong trạng thái tu luyện bình thường rất là chậm, trong mật địa hắn đã nếm thử. Nếu là trạng thái tu luyện bình thường thì vũ giả đơn hệ tăng gấp 5 lần, Lục Lâm Thiên thì có tốc độ tu luyện giống vũ giả đơn hệ trước lúc vào mật địa. Hiện giờ Lục Lâm Thiên tu luyện trong ao nước nhanh hơn mật địa gấp 3 lần, tức là hắn mau hơn vũ giả đơn hệ bình thường gấp 3 lần, tương đương tốc độ tu luyện bên ngoài của một vũ giả tam hệ.
nhanh gấp 3 lần làm Lục Lâm Thiên ngạc nhiên, vì lúc tu luyện bình thường âm dương linh vũ quyết rất chậm. Loại tốc độ tu luyện thế này mau hơn Lục Lâm Thiên tu luyện bình thường gấp mấy chục lần đã không dễ dàng. Cùng với thôn phệ, luyện hóa năng lượng này, Lục Lâm Thiên cảm giác trong cơ thể hắn có sự biến đổi. Những năng lượng này dường như có thần hiệu rất đặc biệt, đem lại chút tác dụng cho gân xương cơ bắp, nội tạng, không ngừng rèn tạo thân hình Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên rất vừa lòng tốc độ tu luyện như thế, nhưng hắn cũng thầm lo âu. Hiện tại hắn là vũ phách ngũ trọng trung kỳ, muốn đột phá lục trọng với tốc độ tu luyện thế này trong một tháng e rằng khó lên đến vũ phách lục trọng. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Hy vọng lúc đó đột phá được linh lực là tốt rồi. Lục Lâm Thiên nghĩ đến lúc trong tam hệ ngũ hợp trận, trong tiên cảnh có ảo cảnh vũ linh, khi Lục Lâm Thiên đột phá nơi có năng lượng thiên địa sẽ tụ tập năng lượng thiên địa lại cho hắn điên cuồng thôn phệ mãi khi nào hắn không dám nuốt nữa thì thôi. Năng lượng như thế đủ đạt yêu cầu. Hiện giờ đẳng cấp linh lực của Lục Lâm Thiên là đỉnh linh phách ngũ trọng, tuy hiện tại tốc độ tu luyện linh lực không bằng chân khí có tốc độ tu luyện vũ giả ngũ hệ hỗ trợ nhanh hơn vũ giả bình thường gấp 3 lần. Nhưng trong ao nước này, tốc độ tu luyện linh lực của Lục Lâm Thiên ngang ngửa linh giả bình thường, có lẽ sẽ mau hơn một chút. Tức là hiện tại Lục Lâm Thiên tùy thời đột phá linh lực. Chờ khi đột phá linh lực là Lục Lâm Thiên có thể nhờ vào lúc đột phá tụ tập năng lượng lại để điên cuồng thôn phệ. Khi đó sẽ đột phá đến chừng nào hắn không muốn nữa. Nhưng Lục Lâm Thiên biết rõ tuy linh lực đến đỉnh linh phách ngũ trọng mà muốn đột phá lục trọng không phải chuyện đơn giản gì, nhưng nhờ năng lượng trong ao nước trợ giúp, dù khi đột phá cần năng lượng như cái hang không đáy thì Lục Lâm Thiên có tự tin tại đây sẽ lấp đầy hết. Trong gần một tháng Lục Lâm Thiên chắc chắn có hy vọng đột phá đến linh phách lục trọng, chỉ cần linh lực đột phá là hắn sẽ đủ điều kiện tụ tập năng lượng bàng bạc lại điên cuồng thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Lâm Thiên vẫn chìm trong tu luyện. Lục Lâm Thiên ngồi khoanh chân trong ao nước, vầng sáng màu vàng nhạt bao phủ quanh thân hắn. Bên ngoài vầng sáng có các tia năng lượng mỏng manh nhỏ xíu liên tục xuyên qua vầng sáng cuối cùng chui vào người Lục Lâm Thiên. Sau khi vào trạng thái tu luyện huyền diệu, Lục Lâm Thiên không có khái niệm về thời gian. Khí thế tràn ra từ người Lục Lâm Thiên đang chậm rãi tăng lên, thoạt trông tốc độ khá chậm đang lặng lẽ bỏ lên. Khí thế đẳng cấp linh lực cũng vậy, đang dần tràn đầy. Cứ theo tốc độ tu luyện thế này muốn đột phá đến linh phách lục trọng chỉ là vấn đề về thời gian. Nhưng không biết trong vòng hơn 20 ngày này có thể làm được không? Chờ khi linh lực đột phá trước, Lục Lâm Thiên sẽ nhờ vào năng lượng tụ tập để điên cuồng thôn phệ, đột phá. Thời gian chậm rãi trôi, mọi thứ trong không gian chìm vào yên lặng, chỉ có dòng khí năng lượng bàng bạc kia là luôn rót vào trong ao nước như vĩnh hằng không thay đổi. Trong một rừng núi có 9 bóng người đứng trên mặt đất, là đám 9 người Vân Hồng Lăng, Hàn Phong, Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt. Lúc này Đổng Phàn đang kích động nhìn chằm chằm không khí đằng trước, nói với Vân Hồng Lăng. Sư muội mau nhìn kìa, chúng ta tới nơi rồi, chắc đó là chỗ của Thánh Quả Vũ Linh. Mọi người cùng đưa mắt nhìn tới, trong không gian phía xa trước mặt có một bình nguyên rộng thênh thang. Bình nguyên vô cùng bao la, chính giữa bình nguyên sừng sững một ngọn núi không quá lớn. Núi này cô độc đứng trên bình nguyên rộng lớn, khí tức năng lượng đặc biệt đậm đặc toát ra từ ngọn núi, khuếch tán trên bầu trời. Khí tức này khiến người ngửi tinh thần rung động, nhìn từ xa mỗi người cảm giác có lực lượng to lớn triệu hoán mình, trái tim đập nhanh theo. Đúng rồi, chúng ta đã đến đúng chỗ, đây chính là nơi có Thánh Quả Vũ Linh. Vân Hồng Lăng theo ánh mắt Đổng Phàn nhìn hướng ngọn núi kia thì đám người Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt, Phi Ưng Lăng Phong cũng thấy ngọn núi. Bọn họ lần lượt kêu lên, trong mắt tràn ngập rung động. Dọc đường đi đám người đã trải qua các thử thách rèn luyện, mỗi người giờ đây tràn ngập phong sương, rốt cuộc đã đến nơi. Vân Hồng Lăng cảm nhận khí tức phấn chấn tâm hồn, hưng phấn hét lên. Rốt cuộc chúng ta đến nơi, mau đi nhìn xem. Chân khí vận chuyển dưới chân, Vân Hồng Lăng nhảy vọt lên trước. Đám người Bá Đao Long Tam, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần vội vàng vận sức lao nhanh đuổi theo, cả nhóm rất hưng phấn. Chúng ta đi. Tốc độ của đám người rất nhanh, chỉ chốc lát sau đã đến dưới chân núi. Nơi này khí tức bàng bạc lan tràn, trong khí tức có áp lực ức chế linh hồn, làm người ta thấy bị áp chế. Ngọn núi không cao, chỉ khoảng ngàn thước, đường kính mấy trăm thước. Quanh ngọn núi là bình nguyên to lớn bao la, bốn phía trống rỗng, lặng yên không thanh âm như tĩnh lặng vạn năm. Giờ phút này, mọi người thấy cảnh quan khiến người rung động. Trên ngọn núi cao ngàn thước,
một cái dây leo to đường kính trăm thước tràn ngập ánh sáng màu xanh tựa cây cột trống trời nối liền thiên địa từ dưới lòng đất vươn lên, vòng quanh ngọn núi mấy vòng. Trên dây leo xanh toát ra khí thức cổ xưa, lá xanh to trăm thước vươn ra bốn phía bao bọc nguyên ngọn núi lại, nên nhìn từ xa khó thể thấy dây leo màu xanh khổng lồ này. Trên dây leo xanh lúc này ngay vị trí gần đỉnh núi treo chín trái cây màu đỏ xanh to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. Chín trái cây nhỏ bên dưới dây leo và lá cây khổng lồ không chút bắt mắt. Nhưng lúc này từng đợt năng lượng cực kỳ đậm đặc toát ra từ trái cây nhỏ màu xanh đỏ kia khuếch tán trong không gian, khiến không gian rộng lớn này tràn ngập năng lượng đậm đặc. Lúc này mọi người mới phát hiện năng lượng nguyên mật địa dường như phát ra từ chín trái cây nhỏ này. Năng lượng dồi dào quanh chín trái cây thậm chí làm không gian gợn sóng. Hàn Phong ngạc nhiên hưng phấn nói. Là thánh quả vũ linh. Đây chính là thánh quả vũ linh. Chiến đao khuất đao tuyệt nhìn chằm chằm chín trái cây nhỏ, nói. Có vẻ phải mấy ngày nữa thánh quả vũ linh mới chín, chúng ta đến sớm mấy ngày. Vân Hồng Lăng nói. Năng lượng đậm quá, chúng ta tu luyện tại đây chờ vài ngày đi. Năng lượng chỗ này mạnh hơn những chỗ khác nhiều, chúng ta đừng bỏ lỡ cơ hội tốt này. Mọi người đều phát hiện năng lượng trong không gian này đậm đặc hơn chỗ khác nhiều. Năng lượng bàng bạc tràn ngập khiếp hồn người. Trong 9 người, một trong hai thanh niên tham gia cuối cùng lên tiếng. Xem ra chúng ta tới chỗ này sớm nhất, nếu lúc thánh quả vũ linh chín mà người khác chưa tới là chúng ta sẽ thuận lợi hái được thánh quả vũ linh. Một giọng nói âm trầm vang lên. Hừ, suy nghĩ rất khôn nhưng tiếc rằng không như ý muốn của các ngươi. Vù vù vù, tiếng nói dứt, một bóng người đáp xuống trước ngọn núi, ánh mắt âm trầm. Thân mặc trường bào, chính là Triệu Kình Hải, đứng đầu xếp hạng Long Bảng. Triệu Kình Hải. Chín người biến sắc mặt, trong lòng mỗi người nghĩ rằng nếu người khác không tới kịp thì chín người sẽ thuận lợi mỗi người một trái thánh quả vũ linh nhưng bây giờ ước muốn đó không thực hiện được. Vù vù vù. Vài tiếng xé gió bay nhanh đến, nhảy vọt đáp xuống bên cạnh Triệu Kình Hải, là đoàn 8 người Triệu Kình Thiên, Tằng Sở Hùng. Đoàn người nhìn chằm chằm ngọn núi, rất rung động, giật mình. Là thánh quả vũ linh, đúng là thánh quả vũ linh. Vân Hồng Lăng hờ hững liếc Triệu Kình Hải. Đến thì đến, muốn có được thánh quả vũ linh phải xem bản lĩnh của mình. Hồng Lăng tiểu thư nói đúng, muốn có được thánh quả vũ linh thì phải dựa vào bản lĩnh của mình. Triệu Kình Hải lên tiếng. Nhưng không ngờ mới 3 tháng mà Hồng Lăng tiểu thư đã đột phá đến vũ phách bát trọng. Ánh mắt Vân Hồng Lăng xa xầm. Không bao lâu sau sẽ đột phá đến vũ phách cửu trọng, tin tưởng sắp tới đây ta sẽ đuổi kịp ngươi. Triệu Kình Hải lộ biểu tình giật mình. Linh lực tam hệ đúng là đáng sợ. Triệu Kình Hải bất giác nhớ đến Lục Lâm Thiên, lần trước gã không giết hắn, dựa vào tốc độ tu luyện vũ giả tam hệ của đối phương sau này sẽ càng khó đối phó hơn. Hàn Phong mở miệng nói. Thánh quả vũ linh chưa chín, theo ta thấy mọi người ai nấy lo tu luyện đi, đừng lãng phí thời gian. Tu luyện ở chỗ này có lẽ tăng tốc gấp 6, 7 lần. Triệu Kình Hải cười nói. Cũng tốt, vậy mọi người hãy tu luyện đi. Tất cả là đồng môn, không cần lo có người thừa dịp tu luyện xuống tay. Chờ khi thánh quả vũ linh chín sẽ phân cao thấp. Chiến đao khuất đao tuyệt cười phá lên. Ha ha ha, vậy đi tu luyện. Nụ cười này rõ ràng là ngoài cười nhưng trong không cười. Nghe Triệu Kình Hải nói, đám người chiến đao khuất đao tuyệt. Hàn Phong, Đổng Phàn, Phi Ưng Lăng Phong chỉ cười cười. Ai đều biết người đến được đây không khờ, hai huynh đệ Triệu Kình Hải sống như thế nào trong Vân Dương Tông thì mọi người đều hiểu rõ. Tất cả mặc dù là đồng môn nhưng hai huynh đệ Triệu Kình Hải mặt ngoài thân thiện, trong xương thì rất độc ác. Rất có thể hai huynh đệ sẽ làm chuyện lén xuống tay với đồng môn. Mặt ngoài mọi người không lộ vẻ gì, toàn là đệ tử trên Long Bảng, thực lực cách biệt không quá xa, bản thân bọn họ cũng không dễ chọc. Triệu Kình Hải không để bụng trước phản ứng của mọi người. Hai đoàn người tự ngồi xếp bằng trong góc riêng bắt đầu tu luyện. Trước năng lượng dồi dào này không ai muốn bỏ qua cơ hội tốt để tu luyện. Vân Hồng Lăng nhìn mọi người chằm chằm, từ từ ngồi xếp bằng, mắt nhìn phía xa đăm đăm. Vân Hồng Lăng lẩm bẩm. Sao biểu tỷ và tiểu tặc kia còn chưa đến? Chắc không phải đã gặp nguy hiểm gì chứ? Vân Hồng Lăng tiếp tục nhìn phương xa và thì thào. Tiểu tặc thối. Ta tức giận vậy mà ngươi cũng mặc kệ ta luôn, không chịu dỗ dành ta, có gặp nguy hiểm gì cũng đáng đời. Thôi đừng gặp nguy hiểm gì, ta còn phải tự tay dạy ngươi một bài học.
Một lát sau mọi người chìm trong trạng thái tu luyện. Trên ngọn núi, chín trái thánh quả vũ linh liên tục khuếch tán năng lượng bằng bạc. Vù vù vù. Một ngày sau, trước ngọn núi, trong đoàn người Triệu Kình Hải, một thanh niên áo trắng toàn thân phủ trong ánh sáng lam nhạt, khí thế nhanh chóng tăng vọt. Bùm. Trong đan điền khí hải của thanh niên áo trắng phát ra tiếng trầm đỡ upsilon, c, khí thế tăng vùn vụt. Thanh niên từ vũ phách bát trọng đột phá đến cửu trọng. Thanh niên áo trắng đột phá gây nhiều chú ý, thế nên tiếp theo mọi người càng cố gắng tu luyện hơn. Trong mật địa này đột phá không phải chuyện đáng để ngạc nhiên. Thời gian lại chậm rãi trôi, lúc này không ai biết lòng đất ngay bên dưới bọn họ còn có nhiều yêu thú ngũ giai và lục lâm thiên cũng đang chăm chỉ tu luyện. Năng lượng trong lòng đất đậm đặc hơn không gian bọn họ ở nhiều. Trong cái hang dưới lòng đất, một luồng dao động cuộn trào trong ao nước. Hiện tại trong cái ao màu trắng ngà, vầng sáng lấp lánh, khí thế của Thúy Ngọc đang tăng nhanh, xung quanh không gian bao phủ trong linh lực đậm đặc cường đại. Khí thế đó thật lâu về sau mới ngừng tăng lên, lúc này Thúy Ngọc còn tiếp tục tu luyện. Trên ngọn núi bên ngoài từ bao giờ màu sắc chín trái thánh quả vũ linh bắt đầu thay đổi, sắc xanh trong màu xanh đỏ tan dần, khí tức càng đậm đặc. Luồng năng lượng khổng lồ lan tràn nguyên mật địa. Cùng với năng lượng khuếch tán, yêu thú trong mật địa tham lam tu luyện. Đối với vô số yêu thú trong mật địa thì thời gian có thể tu luyện đếm trên đầu ngón tay, nên chúng rất chăm chỉ tu luyện. Không biết từ bao giờ vầng sáng màu lục bao phủ quanh người Vân Hồng Lăng dần rực sáng, khí thế tăng lên. Trong thiên địa đang điên cuồng tụ tập năng lượng lại. Năng lượng tụ tập nhanh ảnh hưởng người xung quanh. Giờ phút này, ánh sáng màu lục trên người Vân Hồng Lăng đã đến mức độ rực rỡ. Năng lượng khổng lồ quanh thân nàng tụ thành lốc xoáy quay xung quanh, chân khí thẩm thấu ra chấn không gian lan tràn sóng gợn. Nhiều đệ tử cảm nhận khí tức từ người Vân Hồng Lăng, tặc lưỡi than. Lại sắp đột phá, đúng là yêu nghiệt. Trong 3 tháng, đây là lần thứ 3 Vân Hồng Lăng đột phá. Bùm! Trong đan điền khí hải của Vân Hồng Lăng vang tiếng trầm đỡ upsilon, c, khí tức như vòi rồng rít gào dâng cao. Chân khí quanh thân Vân Hồng Lăng xen lẫn năng lượng thiên địa bị hút nhanh vào người nàng, khí thế đã đến vũ phách cửu trọng. Mọi người tặc lưỡi than. Yêu nghiệt. So với yêu nghiệt tu luyện này, với người bình thường thì bọn họ đã là rồng phượng trong cõi người. Nhưng trước mặt Vân Hồng Lăng thì cả đám đành mặc cảm. Bọn họ tu luyện trong mật địa tăng tốc gấp 5 lần, còn Vân Hồng Lăng vì là vũ giả tam hệ nên nhanh hơn gấp 15 lần. Đây là khái niệm gì? Tức là chỉ mới gần 3 tháng nhưng tính ra Vân Hồng Lăng đã tu luyện qua 45 tháng, gần 4 năm. Mọi người cảm thán Vân Hồng Lăng đột phá nhanh, rồi tiếp tục tĩnh tâm tu luyện. Năng lượng dồi dào nơi này mang đến ích lợi cho việc tu luyện nên ai cũng muốn cố gắng tu luyện nhiều hơn một chút, để mình tiến bộ hơn. Trong hang ngầm dưới đất, bên trong ao nước năng lượng chợt cuồn cuộn kịch liệt, dòng khí năng lượng tác động từ bên ngoài ồ ạt rót vào trong ao nước, cuồng bạo đổ ập vào trong ao. Hiện tượng này kéo dài khoảng mấy canh giờ, ao nước sôi sục càng lúc càng dữ dội, từ trong ao bắn ra mấy cột sáng. Cột sáng bắn lên nóc hang, một luồng sáng màu vàng từ trong ao nước bắn lên cao, bay ra khỏi ao nước. Growl! Tiểu long to lớn nhảy ra khỏi ao nước trước, cái đầu to mấy thước xoay quanh trên thánh đằng kết ra thánh quả vũ linh trong ao nước. Khí thế khiếp người rít gào trong không gian mang theo uy hiếp khủng bố. Thân hình tiểu long không ngừng phồng to ra. Thân hình nó chỉ thò ra ngoài khoảng 100 thước, cái đuôi to và phần eo còn chìm trong nước. Vảy lóe ánh sáng, mỗi khối vảy đều hấp thu năng lượng khổng lồ này. Ao nước cuồn cuộn không dứt, từng đợt sóng gợn tuôn ra. Một lát sau thân thể tiểu long đã to cỡ 5 thước, chắc chiều dài cũng đến mức khổng lồ. Ánh sáng trên người tiểu long càng lúc càng bóng loáng, khí thế ngày càng khủng bố. Con mắt to thứ 3 dựng đứng trên đầu tiểu long đã dần mở ra từ bao giờ. Có ánh sáng thần dị quay quanh người tiểu long, trong con mắt to thứ 3 như có lực thôn phệ vô cùng. Dòng năng lượng rót vào ao nước giờ bị tiểu long tách ra một phần nhỏ bị con mắt thứ 3 liên tục hấp thu. Xoẹt xoẹt xoẹt. 4 luồng sáng bắn ra từ trong ao nước, đó là 4 con yêu thú ngũ giai thủy hỏa song đầu yêu dao, huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, nghịch lân yêu bằng biến to 2 thước. 4 con yêu thú vẻ mặt nghi hoặc nhìn ánh sáng bao bọc toàn thân tiểu long. Yêu vương đang đột phá, lực uy hiếp mạnh quá, ta còn tưởng là bạch linh yêu vương đang đột phá. Trong người 4 con yêu thú bất giác cảm nhận uy hiếp đến từ linh hồn và huyết mạch. Thủy hỏa song đầu yêu dao kinh ngạc nói.
khí tức yêu hoàng, đây là khí tức của yêu hoàng. Người thủy hỏa song đầu yêu giao run rẩy, khí thế này làm chúng nó dù có thực lực mạnh hơn nữa cũng bị ức chế. Thái âm yêu thỏ kinh sợ nói. Không đúng, hình như đây là khí linh hoàng. Nghịch lân yêu bằng nói. Yêu vương đang ngưng tụ yêu đan, chúng ta không được quấy rầy, tu luyện tiếp đi. Bốn con yêu thú tiếp tục chui vào ao nước. Khí thế của tiểu long càng lúc càng mạnh, con mắt thứ ba trên đầu ngày càng sáng như có ánh sao bắn vào. Mấy canh giờ sau, tiểu long chợt mở mắt ra, ba con mắt cùng mở, tiếng gầm giống vang vọng. Growl. Tiếng giống như rồng ngâm, thanh âm biến thành sóng khuếch tán. Trên mặt đất, 18 đệ tử Vân Dương Tông chợt mở mắt ra căng thẳng nhìn bốn phía nhưng không thấy yêu thú nào. Ủa, có yêu thú? Đồng Phàn cảnh giác nhìn xung quanh, nói. Tiếng giống của yêu thú vừa rồi mạnh thật. Vân Hồng Lăng nói. Có lẽ phía xa có yêu thú đang đột phá, tất cả tiếp tục tu luyện đi. Vân Hồng Lăng nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt chất chứa lo lắng. Trong ao nước, thế giới màu trắng ngà, một vầng sáng vàng nhạt bao bọc, có bóng người đang hấp thu năng lượng trong ao nước kéo dài mãi không dứt. Trong lúc tu luyện thời gian qua rất nhanh, Lục Lâm Thiên hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện, hắn đã quên đi thời gian. Đây là lần đầu tiên Lục Lâm Thiên tu luyện với trạng thái bình thường. Mục tiêu hiện tại của Lục Lâm Thiên là đột phá đẳng cấp linh phách lục trọng, mượn cơ hội lúc đột phá tụ tập lại năng lượng là hắn có thể liên tục thôn phệ cho đến khi nào không muốn nữa thì thôi. Đột phá linh phách lục trọng là Lục Lâm Thiên định trực tiếp nuốt lực lượng lại lên đến thất trọng, có thể thừa dịp đột phá luôn chân khí. Chờ khi tu vi của Lục Lâm Thiên lên đến vũ phách lục trọng, linh phách lục trọng thì thực lực sẽ cường đại hơn nhiều. Cao hơn nữa thì không thể quá tham lam, nếu sinh ra ảnh hưởng cho việc tu luyện về sau là mất nhiều hơn được. Thời gian trôi qua, mọi thứ bên ngoài bị khí tức đột phá của Tiểu Long, Thúy Ngọc bao phủ nên không ảnh hưởng đến Lục Lâm Thiên. Lúc này hắn đã tiến vào trạng thái hoàn toàn tập trung tu luyện. Một phút nào đó, trong không gian ao nước trắng sữa tĩnh lặng, xung quanh Lục Lâm Thiên có một chút động tĩnh. Vù vù vù. Trong ao nước năng lượng lại sôi trào, sóng năng lượng kịch liệt lên. Xung quanh Lục Lâm Thiên nổi lên vầng sáng màu vàng đất, sau có vòng sáng trong suốt màu trắng bao bọc. Năng lượng trong ao nước như bị lôi kéo điên cuồng tụ tập vào vòng sáng, các tia năng lượng xuyên qua vòng sáng đặc đến mức mắt thường trông thấy. Hồn đan trong đầu Lục Lâm Thiên đang xoay nhanh, hấp thu linh lực tẩm bổ bản thân hắn và có lực lượng vô hình đang tăng lên. Khí thế quanh người Lục Lâm Thiên còn đang tăng vọt, lỗ chân lông toàn thân hắn điên cuồng thôn phệ năng lượng. Dao động năng lượng trong vòng sáng càng lúc càng kịch liệt. Từng đợt năng lượng đậm đặc không ngừng toát ra từ ao nước rồi liên tục ùa vào Lục Lâm Thiên trong vòng sáng, năng lượng ngày càng đậm đặc thoáng chốc tụ lại bên cạnh hắn, đến mức độ hắn không kịp hấp thu. Giờ phút này, năng lượng cuồng bạo vẫn còn tiếp tục tụ tập. Quanh Lục Lâm Thiên, trong năng lượng đậm đặc cuồng bạo vòng sáng cũng tràn ngập, chướng to ra. Bùm! Đầu Lục Lâm Thiên chợt vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, khí thế quanh thân hắn tăng vọt. Chớp mắt khí thế quanh người Lục Lâm Thiên đã đến mức linh phách lục trọng, năng lượng cuồng bạo phua vào người hắn. Năng lượng hùng dũng tụ tập lại, ao nước năng lượng dao động dữ dội, trông rất đồ sộ. Năng lượng to lớn tụ tập lại hóa thành vòng xoáy quanh thân Lục Lâm Thiên, vòng xoáy xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh kèm theo sóng năng lượng đỡ upsilon.ng mạnh vào người hắn phát ra tiếng ầm ầm. Thôn phệ. Lục Lâm Thiên chợt mở mắt ra, thủ ấn thay đổi, nhếch môi lộ nụ cười. Từng đợt năng lượng tụ tập lại quanh người Lục Lâm Thiên, hắn trực tiếp thôn phệ nó. Ngũ sắc phủ đan xoay nhanh trong người Lục Lâm Thiên, không ngừng thôn phệ năng lượng cuồng bạo vọt tới. Hơi luyện hóa năng lượng này là có thể hóa thành chân khí, linh lực cùng ùa vào đan điền khí hải và đầu óc Lục Lâm Thiên. Chân khí bàng bạc chảy trong kinh mạch của Lục Lâm Thiên vốn rộng và dẻo dai nhưng lúc này nó phồng to căng cứng đau nhức đủ thấy năng lượng này cuồng bạo cỡ nào. Trong đan điền khí hải, chân khí tăng nhanh chóng mặt trong sự cuồng bạo tuôn trào, chỉ giây lát đã đến bờ đột phá. Tuy về đẳng cấp chân khí thì Lục Lâm Thiên chỉ là vũ phách ngũ trọng trung kỳ nhưng trong thời gian này tốc độ tu luyện chân khí nhanh hơn linh lực gấp 3 lần. Khi linh lực đột phá linh phách lục trọng thì đẳng cấp vũ giả của Lục Lâm Thiên cũng đến vũ phách ngũ trọng. Chân khí rồi rào luyện hóa từ lực thôn phệ làm đột phá gần ngay trước mắt. Điên cuồng thôn phệ, điên cuồng luyện hóa. Giờ Lục Lâm Thiên ở trong ao nước, phát huy tác dụng nghịch thiên của âm dương linh vũ quyết đến cực độ.
tốc độ thôn phệ tu luyện làm sao người bình thường có thể sánh bằng. Bùm! Trong đan điền khí hải vang tiếng nổ trầm đỡ Upsilon, C, khí thế đột nhiên lại tăng vọt. Lục Lâm Thiên một lần nữa đột phá vũ giả lục trọng, nhờ vào sức bật này càng điên cuồng thôn phệ. Thời gian chậm rãi trôi, trong mật địa không biết từ bao giờ sắc trời mờ tối càng tối tăm hơn. Đặc biệt là chỗ thánh quả vũ linh, có lẽ vì năng lượng dao động khiến sóng không gian trên ngọn núi lung lay. Mùi năng lượng đậm đặc khuếch tán, trên ngọn núi, chín trái nhỏ từ màu xanh đỏ biến thành màu hồng. Ầm ầm ầm, mặt đất phát ra các tiếng nổ, động đất rung mạnh, ngọn núi khổng lồ run rẩy. Vù vù vù, 18 người cùng mở mắt ra, lập tức nhìn hướng thánh quả vũ linh trên ngọn núi giờ đã đổi màu hồng. Cả đám thì thào, sắp chín rồi. 18 người đứng dậy chia ra hai đội tụ tập lại với nhau. 18 người trừ nhìn chằm chằm thánh quả vũ linh trên ngọn núi ra ánh mắt cảnh giác quan sát 9 người đối phương. Triệu Kình Hải mỉm cười nói. Ha ha ha, thánh quả vũ linh sắp chín. Đôi mắt Triệu Kình Hải hơi âm trầm nhìn 9 người đội khác. Phi Ưng Lăng Phong lên tiếng. Vậy hãy tựa dựa vào bản lĩnh đi, 9 trái thánh quả vũ linh đã định trước trong chúng ta nơi đây có một nửa người không thể chiếm được. Triệu Kình Thiên lạnh nhạt nói. Mọi chuyện bằng vào bản lĩnh đi. Chân khí bắt đầu chuyển động trong người Triệu Kình Hải, gã quyết tâm có được thánh quả vũ linh. Vân Hồng Lăng nhìn chằm chằm phía xa, trong mắt ngày càng lo âu. Sắp đến lúc rồi, sao vẫn chưa tới? Trên núi, chín trái thánh quả vũ linh tiếp tục tỏa ra sóng dao động, màu sắc đang chậm chạp biến thành đỏ rực. 18 người chờ dưới chân núi, không ai nói chuyện nhưng có khí thế đang âm thầm lên cao. Chân khí vận chuyển trong thân thể mỗi người, chỉ chờ đến phút cuối thì tất cả sẽ bộc phát ngay. Tại đây không ai là kẻ yếu, toàn là đại biểu trong người trẻ tuổi, có thể tưởng tượng khí thế dữ dội cỡ nào. Trong hang, một bóng dáng yêu kiều và 5 con yêu thú đã ở bên ngoài ao nước năng lượng. Đó là Thúy Ngọc, Tiểu Long, Thủy Hỏa Song Đầu Yêu Giao, Huyết Ngọc Yêu Hổ, Thái Âm Yêu Thỏ, Nghịch Lân Yêu Bằng. Trong ao nước, năng lượng cuồng bạo đang sôi trào. Sóng nước dập dềnh như nước sôi. Nghịch Lân Yêu Bằng nhìn chăm chú vào ao nước, cường đại. Yêu Vương, lão đại của Yêu Vương thật khủng bố, liên tục đột phá 3 ngày. Lúc này Tiểu Long nói tiếng người. Hừ, đó là đương nhiên. Tiểu Long xoay quanh trên vai Thúy Ngọc, người nó lóe ánh sáng vàng lấp lánh, vô hình trung khí thế xen lẫn lực uy hiếp. Thúy Ngọc nhìn đăm đăm ao nước, trong mắt tràn ngập kinh ngạc kêu lên. Chẳng lẽ thực sự là linh vũ song tu, còn có loại hiệu quả này, tốc độ đột phá này thật là khủng bố. Xoẹt xoẹt xoẹt, trong ao năng lượng, trên dây leo khổng lồ có vầng sáng dọc theo dây leo bắn vọt lên, nguyên dây leo lắc lư. Ầm ầm ầm, lúc này nguyên lòng núi lắc mạnh một cái. Nghịch Lân Yêu Bằng nhìn dây leo. Thánh quả sắp chín. Tiểu Long chớp mắt, hơi lo lắng. Sao lão đại còn chưa ra? Lão đại đến cũng vì thánh quả vũ linh. Thúy Ngọc nhìn cái ao. Chắc sắp ra rồi. Trong cảm ứng tinh thần, năng lượng trong ao nước đã đến đỉnh cao, mặt nước sôi trào giờ đã lặng lại. Huyết Ngọc Yêu Hổ trầm giọng nói. Khí thế thật mạnh. Huyết Ngọc Yêu Hổ cảm giác trong thánh chỉ như có năng lượng khổng lồ sắp phun trào ra. Tiểu Long ngước đầu nhỏ, mắt nhìn chằm chằm ao nước. Rốt cuộc lão đại đi ra. Bùm. Tiểu Long mới nói xong thì mặt nước mới rồi còn tĩnh lặng chợt như có tảng đá nặng ngàn cân bắn ra vô số cột nước trắng sữa thẳng lên nóc thạch nhũ. Cột nước bắn tung rồi đổ ập xuống, Thúy Ngọc và lũ yêu thú lập tức dựng vòng sáng mới không bị lan đến. Khi cột nước bắn ra thì kèm theo tiếng hú dài. Growl. Sóng âm làm cột nước bắn tung tóe va chạm vào nóc hang đá, tảng đá đen bóng nứt vết rạn cạn. Vù vù vù. Một bóng áo xanh lao ra khỏi ao nước. Quanh thân bao bọc chân khí bàng bạc phá tan mặt nước. Người áo xanh đứng lơ lửng trên ao nước giây lát rồi đáp xuống đất. Thúy Ngọc chân chân nhìn. Vũ phách thất trọng. Thúy Ngọc cảm nhận khí thế phát ra từ người áo xanh, biểu tình cực kỳ giật mình. Mới gần một tháng mà tiểu tử này đột phá quá nhanh, vũ phách ngũ trọng trực tiếp lên thất trọng. Lục Lâm Thiên nhếch môi vừa lòng cười. Rốt cuộc đột phá. Mọi thứ đúng như Lục Lâm Thiên dự đoán, linh lực đột phá trước. Nhờ vào năng lượng tụ tập lúc đột phá rồi hắn vận dụng lực thôn phệ cứ đột phá liền tù tì. Vũ phách thất trọng đỉnh phong, linh phách thất trọng đỉnh phong. Lục Lâm Thiên cảm giác chân khí,
linh lực tràn đầy trong cơ thể, hồn đan không ngừng lớn hơn. Nhờ năng lượng này nên linh hồn được nhiều ích lợi, mọi thứ khiến Lục Lâm Thiên rất vừa lòng. Lúc này nếu lần thứ hai gặp Triệu Kình Thiên kia, Lục Lâm Thiên tự tin 100% có thể đánh lại gã. Lần trước đấu với Triệu Kình Hải thì Lục Lâm Thiên mới là vũ phách tứ trọng, hiện tại hắn là đỉnh vũ phách thất trọng, thực lực tăng lên gấp mấy lần. Nếu lại đỡ Upsilon.ng độ, chắc Lục Lâm Thiên không tệ đến mức không đánh lại đi. Tiểu Long thốt tiếng người. Lão đại. Tiểu Long nhanh chóng bò lên vai Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm Tiểu Long hiện tại. Tiểu Long, đệ đột phá tứ giai ngưng tụ yêu đan rồi hả? Thân hình thu nhỏ như cũ nhưng vảy của Tiểu Long lóe ánh sáng, vô hình trung toát ra lực uy hiếp. Cộng với lúc này Tiểu Long nói tiếng người, Lục Lâm Thiên biết ngay nó đã đến đẳng cấp tứ giai. Giọng Tiểu Long vang lên trong đầu Lục Lâm Thiên như không muốn ai nghe thấy. Lão đại, đệ đột phá tứ giai nhưng không phải ngưng tụ yêu đan mà là linh đan. Lục Lâm Thiên kinh ngạc hỏi. Sao lại vậy, đệ là linh thú? Tiểu Long nói. Đệ cũng không biết, đệ cảm giác mình vừa là yêu thú vừa là linh thú. Xoẹt xoẹt xoẹt. Trong ao nước lại có dải sáng dọc theo dây leo bắn lên nóc hang, cả lòng núi lần nữa rung rinh. Áp lực năng lượng to lớn càng đậm hơn. Thủy hỏa song đầu yêu giao nói. Yêu vương, thánh quả sắp chín rồi. Lục Lâm Thiên nhìn dây leo trong ao. Thánh quả vũ linh. Trong ao nước, năng lượng vô tận đang bị dây leo liên tục hấp thu thế nên mới xuất hiện loại báu vật thánh quả vũ linh thế này. Lục Lâm Thiên nhíu mày hỏi. Bạch Linh tiểu thư đâu? Vẫn còn chưa ra sao? Lục Lâm Thiên còn phải chờ Bạch Linh ra tay giúp hắn giành hết thánh quả vũ linh. Nghịch Lân yêu bằng nói với Lục Lâm Thiên. Lão đại của yêu vương, Bạch Linh yêu vương đang trong phút đột phá then chốt, trước đó đã dặn dò chúng ta hỗ trợ tranh cướp thánh quả vũ linh rồi. Tiểu Long chớp mắt nhỏ nói. Cái gì mà lão đại của yêu vương? Lão đại của ta tất nhiên là lão đại của các ngươi, sau này các ngươi gọi là. Tiểu Long nói với bốn yêu thú ngũ giai Nghịch Lân yêu bằng. Về sau hãy gọi là chủ nhân. Bốn con yêu thú ngũ giai gật đầu, nói. Tuân lệnh yêu vương. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Thôi chúng ta ra ngoài đi. Có bốn con yêu thú ngũ giai Nghịch Lân yêu bằng ra tay, đặc biệt là Thái Âm yêu thỏ, Nghịch Lân yêu bằng, một con là yêu thú ngũ giai trung kỳ, một con là ngũ giai hậu kỳ, thực lực đủ để tranh cướp thánh quả vũ linh. Nghịch Lân yêu bằng lên tiếng. Chủ nhân, đằng trước có một cửa hang có thể đi thẳng ra bên ngoài, mời đi theo ta. Thúy Ngọc truyền âm vào tai Lục Lâm Thiên. Lâm Thiên, người định mang theo những yêu thú này đi tranh giành thánh quả vũ linh sao? Lục Lâm Thiên truyền âm đáp. Đúng vậy. Đến đẳng cấp vũ phách là Lục Lâm Thiên làm được thuật truyền âm, cái này không phải thủ đoạn cao siêu gì, cứ đến đẳng cấp thực lực vũ phách là cơ bản có thể truyền âm. Thúy Ngọc kinh ngạc hỏi. Hay người định chiếm hết thánh quả vũ linh? Xem trận thế bốn con yêu thú ngũ giai thì 18 đệ tử Vân Dương Tông có hợp tác lại cũng không đối kháng nổi. Lục Lâm Thiên nhìn Thúy Ngọc mỉm cười. Sẽ không chiếm hết, vừa lại một trái cho nàng và Hồng Lăng là được, ta chỉ lấy 7 trái. Lục Lâm Thiên lại truyền âm. Nhớ là giữ kín tất cả, đến lúc đó đừng để người phát hiện chúng ta và yêu thú hợp tác. Thúy Ngọc ngây người, nàng không ngờ Lục Lâm Thiên thật sự định chiếm hết thánh quả vũ linh. Đám người trong Vân Dương Tông lần này sẽ phải thất vọng, e rằng lúc ra mật địa thì cường giả nguyên Vân Dương Tông sẽ trợn tròn mắt. Ầm ầm ầm. Trên mặt đất, ngọn núi lung lay. Trên dây leo khổng lồ, bao gồm lá cây cũng có ánh sáng lóe qua. Trong không gian lại tăng thêm năng lượng đậm đặc đè ép dòng không khí từ từ lắc lư. Trên ngọn núi, chín trái nhỏ gần đỏ rực, năng lượng đậm đặc phát hiện như có ma lực hấp dẫn mọi người, khiến người nhìn thấy nó không kiềm được muốn cắn một miếng. Thánh quả vũ linh sắp chín rồi. Mọi người đều nhìn chằm chằm chín trái thánh quả vũ linh trên ngọn núi, trong mắt tất cả rực cháy ngọn lửa ngày càng lớn. Lúc này mọi người tập trung tinh thần vào thánh quả vũ linh trên ngọn núi, trực chờ ra tay trước, bởi vậy không ai phát hiện có hai bóng người xuất hiện cách trăm thước. Một thanh âm lạnh nhạt vang lên. Xem ra ta đến vừa lúc. 18 người nghe tiếng cùng ngoái đầu lại nhìn phía sau, các cặp mắt thay đổi cảm xúc. Người biến đổi lớn nhất là bốn người Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, Tằng Sở Hùng, Vân Hồng Lăng. Đương nhiên lý do Vân Hồng Lăng biến sắc mặt khác với đám người Triệu Kình Hải. Chiến đao khuất đao tuyệt nhìn Lục Lâm Thiên, cười to bảo.
Ha ha ha, Lục Lâm Thiên, ta cứ tưởng ngươi không đến kịp, xem ra ta lại có thêm hai suất phải đối phó cạnh tranh rồi. Trong mắt Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt rực cháy chiến ý. Thúy Ngọc nhìn Khuất Đao Tuyệt, cười bất đắc dĩ. Chỉ có thêm hai suất phải đối phó cạnh tranh sao? Còn năm con yêu thú ngũ giai chưa ra tay nữa, Thánh Quả Vũ Linh đã có chủ rồi. Lục Lâm Thiên quét mắt qua mọi người, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Đến sớm không bằng đúng lúc, xem ra các vị đợi đã rất lâu rồi. Trong 18 người này những người dưới đẳng cấp Vũ Phách hầu như đều đột phá, từ Vũ Tướng trở lên xem khí tức thì cũng tinh tiến khá nhiều. Khi Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm vào Vân Hồng Lăng, hắn lộ tia mắt giật mình. Nhà đầu này đúng là yêu nghiệt tu luyện. Vân Hồng Lăng đến Vũ Phách cửu trọng, 3 tháng mà đột phá đến tam trọng, tốc độ tu luyện này không uổng là có tiếng yêu nghiệt. Lục Lâm Thiên ngẫm lại bản thân trong 3 tháng này tuy hắn cũng đột phá tam trọng nhưng đẳng cấp càng cao thì khi đột phá càng khó khăn, so sánh thì tốc độ đột phá của Vân Hồng Lăng dường như mạnh hơn Lục Lâm Thiên một chút. Lục Lâm Thiên nhướng mày sau đó nghĩ thông, nếu tính nghiêm khắc thì Lục Lâm Thiên chỉ nuốt năng lượng 2 lần trong kiến trúc di tích cung điện khổng lồ, và hang ngầm rồi đột phá, toàn là chuyện trong vòng 1 tháng nay. Cộng với khí hải đan điền trong cơ thể Lục Lâm Thiên khổng lồ. Nên tính ra tốc độ tu luyện yêu nghiệt của Vân Hồng Lăng không thể sánh bằng tốc độ âm dương linh vũ quyết thôn phệ và luyện hóa. Cảm giác Lục Lâm Thiên nhìn mình, Vân Hồng Lăng hầm hừ. Hừ, lo lắng trong mắt Vân Hồng Lăng đã tan biến, lần nữa chỉ tràn đầy ai oán Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên, áp lực đến rất đúng lúc, chờ chuyến đi mật địa qua đi chúng ta lại so đấu một trận được không? Bá Đao Long Tam nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nói. Nếu người bị thua thì hãy cách xa Vô Song sư muội đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Tùy thời theo đến cùng. Lục Lâm Thiên hỏi lại. Còn nếu ta thắng thì sao? Cái này. Dường như Bá Đao Long Tam không ngờ Lục Lâm Thiên thật sự đồng ý, gã do dự một chút, nói. Nếu ngươi thắng thì sau này Long Tam ta đi theo làm tùy tùng hầu hạ ngươi. Ta muốn nhìn xem người lọt vào mắt Vô Song sư muội rốt cuộc mạnh đến mức nào. Lục Lâm Thiên nhếch môi cười. Ta chờ. Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt nhìn Lục Lâm Thiên đăm đăm, mắt hấp háy tia sáng. Lục Lâm Thiên, đã đến lúc, đừng quên ước hẹn của chúng ta. Đáy mắt Lục Lâm Thiên lóe chiến ý. Chờ sau khi ra ngoài tùy thời đến. Lúc ở Vạn Vũ Lâu hai người đã ước hẹn, chờ khi rời khỏi mật địa có lẽ Lục Lâm Thiên đã đến trình độ có thể đối kháng hạng ba long bảng. Chiến Đao Khuất Đao Tuyệt mỉm cười nói. Một lời đã định, ta sẽ chờ. Ba người Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, Tăng Sở Hùng nhìn Lục Lâm Thiên đột nhiên đến, nét mặt xa sầm. Lần trước Lục Lâm Thiên trốn thoát, bọn họ phải sớm giải quyết người này. Năm người khác trong đội Phi Ưng Lăng Phong nhìn Lục Lâm Thiên, cũng thay đổi sắc mặt. Tuy nhiên bọn họ đã sớm quyết định sẽ không nhúng tay vào chuyện giữa ba người Triệu Kình Hải và Lục Lâm Thiên. Bọn họ đi chung với nhóm Triệu Kình Hải vì giành Thánh Quả Vũ Linh. Không muốn trêu vào bên nào. Lục Lâm Thiên hờ hững liếc qua đám người Triệu Kình Hải, khóe môi lạnh lùng cong lên. Lục Lâm Thiên đưa mắt nhìn dây leo khổng lồ trên ngọn núi trước mặt. Đây chính là Thánh Quả Vũ Linh sao? Trong dao động sóng năng lượng khiến người vô cùng rung động. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm chín trái cây nhỏ màu gần đỏ thắm trên đỉnh núi, năng lượng khuếch tán khiến người thoải mái vui vẻ như có ma lực vẫy tay mời gọi hắn. Linh lực trong đầu. Chân khí trong cơ thể Lục Lâm Thiên không tự chủ được bị lôi kéo chuyển động. Lục Lâm Thiên rất rung động. Năng lượng mạnh quá, nếu ta ăn nó sẽ được ích lợi rất nhiều. Lục Lâm Thiên cảm giác chín trái thánh quả vũ linh, mắt hắn nóng rực. Ầm ầm ầm, ngọn núi lại rung rinh, ánh sáng năng lượng dọc theo dây leo khổng lồ lan tràn lê y đi y hát núi rồi chui vào chín trái cây nhỏ, màu sắc trái cây thoáng chốc đỏ rực. Vù vù vù. Ngọn núi vừa mới ngừng rung thì lại có một luồng năng lượng dọc theo dây leo khổng lồ bò lên trên ngọn núi. Năng lượng khổng lồ hóa thành vòng sáng năng lượng to lớn đường kính trên trăm thước như núi lửa phun trào bắn vọt lên cao, xua tan dòng không khí trên bầu trời. Dòng năng lượng khổng lồ này tựa như pháo hoa khi đến không trung cao chót vót thì nổ cái bùm khuếch tán hình vòng cung. Như thể cả mật địa này hình thành màn sáng lơ lửng trên bầu trời, năng lượng bàng bạc đậm đặc đến mức khủng bố. Sắc cặp mắt rung động nhìn, chín trái thánh quả vũ linh trên ngọn núi có màu đỏ thắm, mùi thơm nồng nặc lan tỏa khiến người thèm thuồng. Không biết là ai kêu lên. Thánh quả vũ linh chín.
mọi người tập trung nhìn vào chín trái thánh quả vũ linh. Thánh quả vũ linh, mắt ai nấy cũng đỏ ngầu. Hành động, giật mình qua đi, từng đợt chân khí cường đại tuôn ra, đám người nhảy vọt lên trên. Vù vù vù, trong đám người có Phi Ưng Lăng Phong, Vân Hồng Lăng, Hàn Phong là nhanh nhất. Chân khí xoay tròn dưới chân ba người, tốc độ nhanh như tia chớp. Không có gì bất ngờ, toàn là vũ kỹ thân pháp huyền cấp sơ giai phù quang lược ảnh. Cũng vào lúc này, chân khí vận chuyển dưới chân Lục Lâm Thiên. Tiểu Long, chuẩn bị đi. Tiểu Long ở trên vai Lục Lâm Thiên chớp mắt hóa thành luồng sáng bắn ra. Vù vù vù. Hai người bóng người giờ nhanh như chớp lao lên, chín trái thánh quả vũ linh, chỉ chín người có được. Tốc độ của ai nhanh thì cơ hội lớn hơn rất nhiều. Phi Ưng Lăng Phong cười to bảo. Ha ha ha, thánh quả vũ linh là của ta. Phi Ưng Lăng Phong với áo trắng như tuyết lao lê y đi y hát núi trước, hướng tới trái thánh quả vũ linh gần nhất. Lúc này trên ngọn núi bỗng có bốn bóng yêu thú xuất hiện. Growl, tiếng thú gầm rung trời, bốn con yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi. Mỗi con yêu thú biến ra thân hình trăm thước. Phi Ưng Lăng Phong định thò tay hái xuống trái thánh quả vũ linh thứ nhất thì đột nhiên một thân hình khổng lồ tốc độ nhanh hơn xuất hiện. Đôi cánh vỗ, không gian như bị cắt đứt, dòng khí cuồng bạo chấn văng Phi Ưng Lăng Phong ra. Cẩn thận, có yêu thú. Năm con yêu thú, toàn là yêu thú ngũ giai. Nghịch Lân yêu bằng, Thái Âm yêu thỏ, Thủy Hỏa song đầu yêu dao, Huyết Ngọc yêu hổ, lùi lại nhanh. 18 người nhảy vọt lên giờ nhanh chóng đáp xuống sườn núi, nhìn chằm chằm bốn con yêu thú khổng lồ đột nhiên xuất hiện trên ngọn núi lớn. Đám người hút ngụm khí lạnh. Bốn con yêu thú khổng lồ, bốn khí thế cường đại đè xuống, toàn là đẳng cấp ngũ giai, trong đó cao nhất có ngũ giai hậu kỳ. Trên bầu trời, Nghịch Lân yêu bằng xoay quanh giữa không trung phát ra uy hiếp mạnh nhất mở miệng nói. Nhân loại, thánh quả này là của chúng ta, các ngươi hãy cút hết đi. Thân hình Nghịch Lân yêu bằng to trăm thước nhưng chưa phải bản thể lớn nhất, tuy nhiên uy thế nó phát ra đủ làm mọi người thấy áp lực. Vân Hồng Lăng hét lên. Mọi người cẩn thận, cùng chung tay đối phó yêu thú. Cương khí hộ thân đã bao phủ người Vân Hồng Lăng. Ha ha ha. Một bóng áo xanh bay vọt lên trời, chân khí vận chuyển dưới chân lao hướng ngọn núi. Vù vù vù. Thúy Ngọc cũng bay về Upsilon T lên. Trong đám người giờ chỉ có Thúy Ngọc là nhẹ nhàng nhất, vì mỗi mình nàng biết chín trái thánh quả vũ linh đã định sẵn hết, Lục Lâm Thiên đi ra tranh giành chỉ vì diễn màn kịch khiến người Vân Dương Tông tin tưởng. Triệu Kình Hải hét to một tiếng. Nhanh, cùng nhau lên, lấy được thánh quả vũ linh quan trọng hơn. Triệu Kình Hải thấy Lục Lâm Thiên lao lê y đi y hát núi trước tiên thế là gã cũng nhảy người lên theo. Chợt một thanh âm non nớt vang lên. Hừ, lùi xuống đi. Một luồng sáng vàng chớp mắt xuất hiện trước mặt Triệu Kình Hải, ánh sáng chợt lóe biến thành con rắn khổng lồ màu vàng mang theo uy hiếp không gì sánh bằng lao vào gã. Triệu Kình Hải biến sắc mặt hét lên. Lui ra cho ta. Triệu Kình Hải biết con yêu thú này, yêu thú kỳ dị bên cạnh Lục Lâm Thiên. Triệu Kình Hải thay đổi thủ ấn nhảy vọt lên, trường ấn quái dị che trước mặt gã ập đến. Chiến đao khuất đao tuyệt hét to một tiếng. Nhanh, cùng nhau lên, lấy thánh quả vũ linh trước đã. Vầng sáng bao phủ quanh thân chiến đao khuất đao tuyệt, gã nhảy vọt lên, chân khí tuôn ra dưới chân, mũi chân chấm đất lao hướng thánh quả vũ linh gần đó. Một tiếng gầm vang lên. Lui xuống cho ta. Thủy hỏa song đầu yêu dao nhanh như tia chớp bay ra. Cái đầu bên phải phun lửa nóng cháy vào chiến đao khuất đao tuyệt. Vù vù vù. Hàn Phong, Long Tam, Đỗ Tử Thuần nhanh chóng nhảy lên, chân khí vận chuyển, mục tiêu toàn là thánh quả vũ linh. Huyết Ngọc yêu hổ gầm lên. Growl. Thái Âm yêu thỏ cũng xuất hiện, uy hiếp cường đại cùng với sức mạnh chặn trước mặt ba người. Ba người không chút do dự. Cùng nhau công kích. Trong tay quỷ thủ Đỗ Tử Thuần ngưng tụ chảo ấn chộp hướng Huyết Ngọc yêu hổ. Một cây đại đao xuất hiện trong tay Long Tam, nhát đao quang chém ra sóng không gian thẳng hướng Thái Âm yêu thỏ. Hàn Phong đánh ra thủ ấn, chân khí quanh thân cuồng bạo tuôn ra, trưởng ấn to lớn ngưng tụ ập về hướng Thái Âm yêu thỏ. Ba người là siêu cường giả trong Long Bảng, đẳng cấp phụ tướng, giờ hợp sức lại thì thực lực cực mạnh. Xông lên, phải giành được thánh quả vũ linh. Giờ đây đám đệ tử Vân Dương Tông khác quên mất nỗi sợ yêu thú ngũ giai. Bọn họ nhanh như tia chớp nhảy vọt lên ngọn núi.
Nghịch Lân Yêu Bằng lạnh lùng quát lớn. Lui xuống cho ta. Cơ thể khổng lồ trướng to ra 500 thước, đôi cánh Nghịch Lân Yêu Bằng vỗ, dòng khí cuồng bạo dâng lên. Khí lưu như vòi rồng cuồng bạo, gió mạnh rít gào đẩy mười mấy đệ tử Vân Dương Tông ra. Vù vù vù. Một bóng áo lục mảnh mai nhảy lên cao lao hướng thánh quả vũ linh kia, tay ngọc lóe ánh sáng thoáng chốc chộp được một trái. Vân Hồng Lăng lộ biểu tình ngạc nhiên. Ta lấy được một trái. Vân Hồng Lăng vốn chuẩn bị tâm lý sẽ đối kháng với yêu thú, ai ngờ nàng lấy thánh quả vũ linh mà các yêu thú chẳng hề ngăn cản, để nàng dễ dàng hái. Vù vù vù. Hai bóng người cùng một lúc lao tới, ánh sáng chợt lóe, mỗi người hái xuống một trái thánh quả vũ linh. Hai người này không hề thắc mắc hay bất ngờ gì, quay sang cười với nhau. Hai người này tất nhiên chính là Lục Lâm Thiên và Thúy Ngọc. Vù vù vù. Trong một giây lại có bóng người lao lên. Bóng người đó định vươn tay hái một trái thánh quả vũ linh thì trên bầu trời, một luồng kình khí bắn xuống. Đi xuống cho ta. Trên một miếng vải của Nghịch Lân Yêu Bằng bắn ra lực công kích như phong nhẫn xé gió giáng xuống. Triệu Kình Thiên hoảng hốt biến sắc mặt, không rảnh hái thánh quả vũ linh, gã vội vàng thụt lùi. Cùng lúc đó Nghịch Lân Yêu Bằng hét to. Nhân loại, các ngươi hãy mau cút đi, thánh quả không có phần của các ngươi. Trên đôi cánh khổng lồ chụp xuống ánh sáng to lớn, trên ngọn núi còn lại 6 trái thánh quả vũ linh đều bị bao lấy. Growl growl. Tiếng thú gầm rú cao vê upsilon tê xuyên thấu dòng không khí. Kinh khí vô tận tuôn ra quanh người Huyết Ngọc Yêu Hổ, chân trước to đùng phát ra chảo ấn xé rách không gian đẩy lùi quỷ thủ Đỗ Tử Thuần. Huyết Ngọc Yêu Hổ nhảy vọt lên biến thành luồng sáng mấy thước leo lên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng. Vù vù vù. Thân hình màu lam khổng lồ của Thái Âm Yêu Thỏ tựa luồng sáng đáp xuống người Nghịch Lân Yêu Bằng. Bùm bùm bùm. Mé bên vang lên năng lượng nổ điếc tai, kình phong tàn phá dữ dội. Chiến đao khuất đao tuyệt bị đẩy lùi mấy chục thước, cơ thể to lớn của thủy hỏa song đầu yêu dao quét đuôi to đập mạnh xuống một tảng đá to, chớp mắt đá nát thành bột phấn. Lục Lâm Thiên mới hái xong một trái thánh quả vũ linh thầm than. Thực lực quá mạnh. Không ngờ thực lực của chiến đao khuất đao tuyệt đối kháng lại thủy hỏa song đầu yêu dao được. Xoẹt xoẹt xoẹt. Cơ thể to lớn của thủy hỏa song đầu yêu dao nhảy lên. Nhưng nó không đối phó với chiến đao khuất đao tuyệt mà nhanh chóng thu nhỏ thân hình nhảy lên lưng Nghịch Lân Yêu Bằng. Vù vù vù. Thoáng chốc đôi cánh vỗ, Nghịch Lân Yêu Bằng tựa tia chớp biến mất trên ngọn núi. Vệt đen chỉ giây lát đã mất hút. Tất cả biến cố từ lúc Nghịch Lân Yêu Bằng lấy đi 6 thánh quả vũ linh đến lúc 5 con yêu thú ngũ giai khuất bóng tính ra chỉ chừng 2, 3 giây. Bùm bùm bùm. Trên sườn núi vang tiếng năng lượng nổ. Trong năng lượng hùng dũng tiểu long to lớn bị đẩy lùi, nơi cái đuôi đập xuống thủng một cái hố sâu to. Cộp cộp cộp, vòng sáng quanh thân Triệu Kình Hải tối đi, gã bị đẩy lùi. Dường như Triệu Kình Hải không chiếm được ưu thế trước tiểu long. Lục Lâm Thiên chạy ngay đến bên tiểu long. Tiểu long, đệ có sao không? Lục Lâm Thiên có biết chút ít thực lực của Triệu Kình Hải, linh tướng tam trọng, trong mật địa này chắc gã cũng tiến bộ nhiều. Rất có thể đã đến linh tướng tam trọng đỉnh phong. Giờ tiểu long đối kháng với Triệu Kình Hải dĩ nhiên Lục Lâm Thiên lo lắng. Giọng tiểu long vang trong đầu Lục Lâm Thiên. Lão đại, hiện tại đệ không sợ hắn nữa, chúng ta hợp sức lại rất có thể sẽ giết luôn hắn. Lục Lâm Thiên nói. Xem ra đệ đột phá đến tứ giai thì thực lực cũng mạnh hơn nhiều. Tiểu long xoe tròn mắt nhỏ, sát khí khuếch tán. Đương nhiên, Triệu Kình Hải là linh tướng tam trọng. Để chống lại được nhưng không thể làm gì hắn. Nếu cộng thêm lão đại chắc đủ sức chặn giết Triệu Kình Hải. Trên ngọn núi, đám đệ tử Vân Dương Tông nhìn đăm đăm hướng Nghịch Lân Yêu Bằng biến sắc mặt, rất là bất đắc dĩ. Thánh quả vũ linh đã bị yêu thú lấy, chúng ta nên làm sao? 4 con yêu thú ngũ giai lấy đi 6 trái thánh quả vũ linh. 4 con yêu thú ngũ giai, có một con yêu thú hậu kỳ ngũ giai, chúng nó không đến tìm bọn họ đã là may. Dù cả đám có đuổi theo cũng không làm được gì. Mới rồi ai lấy được thánh quả vũ linh? Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc và cả Lục Lâm Thiên, 3 người đó mỗi người được một trái thánh quả vũ linh. Tất cả đệ tử chưa có được thánh quả vũ linh tập trung nhìn Vân Hồng Lăng, Thúy Ngọc, Lục Lâm Thiên. 9 trái thánh quả vũ linh chỉ có 3 người này mỗi người lấy được một trái. Mắt mọi người đỏ ngầu nhìn Thúy Ngọc, Lục Lâm Thiên, Vân Hồng Lăng. Khi ánh mắt giao nhau, cuối cùng mọi người cùng nhìn Thúy Ngọc, Lục Lâm Thiên.
Hiển nhiên Vân Hồng Lăng có được một trái thánh quả vũ linh nhưng không ai dám chọc vào, cũng không trêu nổi. So với Vân Hồng Lăng thì Thúy Ngọc, Lục Lâm Thiên dễ xử hơn chút. Thúy Ngọc bước đến bên cạnh Lục Lâm Thiên, nhìn thẳng ánh mắt mọi người đang nóng bỏng nhìn nàng và hắn. Có vẻ chúng ta gặp chút rắc rối. Lục Lâm Thiên cười khẽ. Vậy sao? Lục Lâm Thiên ngước đầu lên, ánh mắt đảo qua mọi người, nói. Hiện tại các ngươi định cướp thánh quả vũ linh sao? Mọi người nhìn nhau. Chiến đao khuất đao tuyệt do dự một lúc, nói. Lục Lâm Thiên, chúng ta vào mật địa là vì thánh quả vũ linh, hiện tại chỉ có 3 người là được thánh quả vũ linh. Ta muốn cướp thật nhưng ta sẽ không hợp tác với người khác, chúng ta so tài một trận đi. Ta thắng thì thánh quả vũ linh thuộc về ta, nếu ngươi thắng thì ta sẽ bỏ thánh quả vũ linh. Bá Đao Long Tam nhìn Lục Lâm Thiên. Ta cũng có ý này, ta chưa vô sỉ đến mức liên minh cướp đồ của ngươi. Lục Lâm Thiên, chúng ta hãy so tài đi. Phi Ưng Lăng Phong, Quỷ Thủ Đỗ Tử Thuần, Hàn Phong, Đồng Phàn đều tỏ thái độ muốn như vậy. Các ngươi đều muốn thì chẳng lẽ ta sẽ chịu ý so tài với các ngươi sao? Lục Lâm Thiên nhìn thẳng đám người Phi Ưng Lăng Phong. Thánh quả vũ linh rơi vào tay ta rồi thì các ngươi không lấy đi được. Dù các ngươi có muốn hợp sức cướp, ta sẽ phá hủy thánh quả vũ linh. Đương nhiên ta tự tin các ngươi không có cách nào buộc ta đến nông nỗi phá hủy thánh quả vũ linh. Hơn nữa các ngươi có đông người, ai lấy được thánh quả vũ linh thì người khác sẽ còn giành tiếp. Ta đề nghị các ngươi bỏ đi, thừa dịp năng lượng trong mật địa chưa tan biến hãy tu luyện thêm 3 tháng. Đám người nhìn nhau rồi lại ngó Lục Lâm Thiên chân chân, cơ mặt co giật. Thánh quả vũ linh rơi vào tay người khác thì còn dễ cướp. Lỡ đối phương vào phút cuối thật sự hủy thánh quả vũ linh, khi đó chẳng ai chiếm được. Nghe Lục Lâm Thiên nói, mọi người nhanh chóng tập trung nhìn Thúy Ngọc, nàng cũng có một trái. Ánh mắt Thúy Ngọc âm trầm, trong mắt tràn ngập lạnh lùng. Hừ, chẳng lẽ các ngươi cảm thấy ta dễ bị cướp sao? Muốn cướp, qua đây thử xem. Nhìn Thúy Ngọc, chỉ có đám người Triệu Kình Hải là cơ mặt co giật. Bọn họ biết thực lực của Thúy Ngọc, có thể đối kháng trực diện với Triệu Kình Hải. Muốn cướp đồ từ tay Thúy Ngọc là chuyện rất khó khăn, so sánh thì Lục Lâm Thiên dễ cướp hơn một chút. Vân Hồng Lăng chạy ngay đến bên cạnh Thúy Ngọc. Ai dám cướp của Thúy Ngọc là đối đầu với ta, nhất định không tha cho hắn. Nhìn hai nữ nhân Vân Hồng Lăng và Thúy Ngọc, mọi người ngó nhau, cuối cùng thở dài thườn thượt. 3 người có được thánh quả vũ linh này không ai dễ chọc. Một thanh âm lạnh lùng vang lên. Lục Lâm Thiên, giao thánh quả vũ linh ra đây. Xóa bỏ ân oán giữa chúng ta chịu không? 3 người nhảy ra, ánh mắt âm trầm, là Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, Tằng Sở Hùng. Nhìn 3 người Triệu Kình Hải bước ra, tập thể lùi lại. Lục Lâm Thiên hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng vào các ngươi mà cũng muốn có thánh quả vũ linh. Các ngươi là thứ gì? Lục Lâm Thiên và Tiểu Long đều đột phá, mới rồi Tiểu Long có thể đối kháng với Triệu Kình Hải, cho nên hắn không cần để bụng 3 người này. Triệu Kình Thiên sắc mặt âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên. Tiểu tử, người muốn chết. Vẻ lạnh lùng trong mắt Triệu Kình Thiên ngày càng đậm, thanh âm tràn ngập sát ý vang lên. Triệu Kình Thiên không thèm che giấu bắn ra tia mắt đầy sát ý. Lục Lâm Thiên từ từ ngước đầu lên, ánh mắt lạnh băng nhìn Triệu Kình Thiên, lạnh lẽo lan tràn, sát khí bắt đầu vận chuyển. Triệu Kình Thiên bị Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm cảm thấy rợn tóc gáy, gã thầm lấy làm lạ, tiếp theo sắc mặt lại âm trầm. Triệu Kình Thiên nhìn thẳng Lục Lâm Thiên, ung dung nói. Giao thánh quả vũ linh ra thì tha cho ngươi một mạng, nếu không thì ngươi tự biết hậu quả. Lục Lâm Thiên cười khẽ, nụ cười lạnh lùng nói. Ta nói rồi, chỉ bằng vào 3 người, các ngươi quá xem trọng mình rồi. Cơ mặt Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên co giật, sát ý khó thể kiềm chế tuôn ra. Nhìn từ góc độ nào thì bọn họ phải đối phó với Lục Lâm Thiên. 3 người nhìn nhau. Chậm rãi bước lên trước bao vây Lục Lâm Thiên vào giữa. Thúy Ngọc bay ra, mắt chứa tia lạnh băng. Triệu Kình Hải, hôm nay chúng ta lại luận bàn đi. Khí thế trên người Thúy Ngọc không còn là nha đầu bình thường chẳng chút bắt mắt mà như một khối băng giá. Sóng gợn mờ nhạt khuếch tán quanh thân Thúy Ngọc làm đám người Hàn Phong, Khuất Đao Tuyệt nhíu chặt mày. Cơ mặt Triệu Kình Hải co giật. Thúy Ngọc, chuyện này không liên quan đến ngươi, cần gì nhất định phải xen vào. Triệu Kình Hải cảm nhận khí thế từ người Thúy Ngọc mạnh hơn trước nhiều, trong lòng rất giật mình. Triệu Kình Hải không bao giờ ngờ rằng một nha hoàn lại có thể trực tiếp đối kháng với gã, cực
cường giả xếp hạng nhất Long Bảng. Thúy Ngọc lạnh lùng nói. Hiện tại chuyện này đã liên quan đến ta, bao gồm Triệu gia các ngươi, ta tuyệt đối không buông tha. Không khí bỗng chốc lạnh băng, làm người rùng mình. Vân Hồng Lăng nghe Thúy Ngọc nói liền biến sắc mặt. Thúy Ngọc, cái này. Thúy Ngọc quay đầu lại nhẹ nhàng nói với Vân Hồng Lăng. Hồng Lăng, chuyện này đã liên quan đến ta, ngươi đừng nói nhiều. Hôm nay ta muốn xem ai dám đỡ Upsilon.ng vào Lục Lâm Thiên. Khí lạnh lại phát ra, Thúy Ngọc nhìn ba người Triệu Kình Hải đăm đăm. Thúy Ngọc dứt lời, các đệ tử cảm nhận khí thế vô hình. Cái này mà là nha hoàn gì, với khí thế này, trong tất cả mọi người e rằng không ai đuổi kịp nàng. Khí thế không liên quan thực lực cá nhân, đó là khí thế kẻ bề trên vô hình. Không khí thoáng chốc căng thẳng, áp lực bao phủ trong lòng mọi người. Sắc mặt Triệu Kình Hải hoàn toàn âm trầm. Hừ, các ngươi lo đối phó yêu thú kia và Lục Lâm Thiên, để ta giải quyết Thúy Ngọc. Triệu Kình Hải lại lao hướng Thúy Ngọc, gã đã quyết tâm sẽ đối phó Lục Lâm Thiên. Nếu cho Lục Lâm Thiên dùng thánh quả vũ linh thì về sau Triệu Kình Hải càng khó giải quyết hắn hơn. Lục Lâm Thiên truyền âm bên tai Thúy Ngọc. Thúy Ngọc, nàng cẩn thận một chút. Thúy Ngọc truyền âm đáp lại. Yên tâm, trong thánh chỉ ta có đột phá, Triệu Kình Hải bây giờ không còn đấu lại ta nữa. Xoẹt. Triệu Kình Hải hoàn toàn bộc phát ra linh lực, gã lắc người lao hướng Thúy Ngọc. Thấy Triệu Kình Hải tấn công, sắc mặt Thúy Ngọc dần lạnh băng. Thúy Ngọc tiến lên trước một bước, linh lực vận chuyển trong người. Ánh sáng lấp lóe quanh thân Thúy Ngọc, linh lực vô hình phô thiên cái địa tuôn ra từ người nàng. Sóng gợn không gian lan tràn quanh Thúy Ngọc, khí thế cường đại phát ra từ cơ thể nàng. Chiến đao khuất đao tuyệt, Hàn Phong, Đồng Phàn cảm nhận dao động từ người Thúy Ngọc thì rất ngạc nhiên. Khí thế đó không thua kém ai trong bọn họ, dường như còn mạnh hơn nhiều. Thực lực của Thúy Ngọc nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Thúy Ngọc vào được mật địa đã làm cả đám ngạc nhiên về thực lực của nàng, nhưng lúc này bọn họ mới biết nàng không chỉ cường đại, thực lực đó đã đến trình độ rất khủng bố. Triệu Kình Hải, hôm nay ta sẽ cho ngươi hối hận. Thúy Ngọc dứt lời người đã biến mất tại chỗ, khi nàng lại xuất hiện thì đã là đang đánh nhau với Triệu Kình Hải. Bùm bùm. Hai linh lực khổng lồ va chạm, linh lực hùng dũng tràn ngập trong không gian xen lẫn với công kích linh hồn, tiếng nổ vang lên. Tiểu Long nói, lão đại, vẫn như cũ, thực lực yếu cứ giao cho ta. Vảy trên thân thể to lớn dựng đứng, lực uy hiếp cường đại khuếch tán, Tiểu Long lao hướng Tằng Sở Hùng. Tiểu tử, lần này ta sẽ không cho ngươi có cơ hội trốn nữa. Triệu Kình Thiên mới lạnh lùng quát xong trong mắt tràn ngập sát ý, chân khí hùng hồn ngưng tụ thành quyền ấn nóng rực to lớn không chút khách sáo đập vào Lục Lâm Thiên. Mắt Vân Hồng Lăng lộ tia lo âu, hồi hộp theo dõi Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ hừ. Hừ. Nét mặt Lục Lâm Thiên xa sầm, ống tay áo xanh vung lên, hắn lao tới trước. Lúc Lục Lâm Thiên là vũ phách tứ trọng chỉ kém Triệu Kình Thiên một chút, giờ hắn là vũ phách thất trọng đỉnh phong, dù không thể giết gã nhưng đủ sức đối kháng. Có một Triệu Kình Thiên thì Lục Lâm Thiên không sợ gì. Lục Lâm Thiên vừa vung tay áo và trầm giọng quát. Thiên thủ liệt cương ấn, phá cho ta. Trưởng ấn bay ra từ ống tay áo Lục Lâm Thiên. Từng đợt trưởng ấn kéo một chuỗi tàn ảnh thoáng chốc tụ tập lại. Không gian đằng trước trưởng ấn cường đại dao động kịch liệt. Tiếp theo trưởng ấn và quyền ấn của Triệu Kình Thiên va chạm vào nhau. Tiếng nổ vang lên điếc tai, quyền trưởng va chạm, kình phong đáng sợ khiến đất đai dưới chân hai người rạn nứt. Vô số đá vụn và từng lớp đất bị xới tung như vòi rồng. Một bóng người chật vật lùi ra khỏi kình khí cuồng bạo, đó là Triệu Kình Thiên. Lúc này cả người Lục Lâm Thiên trùm thanh linh khải giáp. Hắn cũng thụt lùi nhưng sắc mặt thì bình thường. Một quyền bị Lục Lâm Thiên đẩy lùi, sắc mặt Triệu Kình Thiên âm trầm hơn và rất giật mình. Một tháng trước thực lực của Lục Lâm Thiên không đến trình độ có thể đối kháng chính diện với gã. Lục Lâm Thiên đã mạnh hơn trước gấp mấy lần. Lục Lâm Thiên hờ hững nhìn Triệu Kình Thiên rồi đưa mắt nhìn Thúy Ngọc, Tiểu Long ở phía xa, mắt hắn càng lạnh hơn. Lục Lâm Thiên lập tức vận chuyển chân khí dưới chân, từ trong kinh mạch to lớn tuôn ra chân khí hùng dũng. Thân mình kéo một chuỗi tàn ảnh xông lên. Lục Lâm Thiên thi triển thân pháp phù quang lược ảnh, tốc độ nhanh như quỷ mị. Phía xa, đám người Hàn Phong, chiến đao khuất đao tuyệt nét mặt xa sầm nói. Vũ phách thất trọng. Bọn họ còn nhớ lúc Lục Lâm Thiên đột phá vũ phách chỉ khoảng mấy tháng vậy mà bây giờ hắn đã đến vũ phách thất trọng,
tốc độ này khủng bố còn hơn yêu nghiệt tu luyện như Vân Hồng Lăng. Hỏa viêm bảo, phong quyển tàn vân. Khi Lục Lâm Thiên lại xuất hiện thì trong hai tay hắn tụ hai năng lượng thuộc tính khác nhau, hai lực lượng tuôn ra nhanh như tia chớp tụ tập lại. Một quả cầu lửa nóng cháy đốt không gian kêu xèo xèo, dòng không khí kinh khủng như bão tố vòi rồng rít gào cuồn cuộn mang theo vô số vết rạn nứt, lớp đất bị xới tốc lên cao rồi phô thiên cái địa rơi xuống. Hai luồng lực lượng cùng một lúc đổ ập vào Triệu Kình Thiên. Nhiều người nhìn cảnh tượng được mở rộng tầm mắt. Thi triển vũ kỹ hai thuộc tính cùng một lúc, sao hắn làm được? Triệu Kình Thiên quan sát kỹ lực công kích hiện tại của Lục Lâm Thiên, biểu tình trầm trọng. Sao bỗng mạnh nhiều như vậy? Lực công kích không giống vũ phách thất trọng mà đã đến đẳng cấp vũ xuất. Vù vù vù. Triệu Kình Thiên cầm thanh trường kiếm đỏ thẫm, kiếm quang xé gió cắt vỡ hư không khiến không gian chấn động, kình khí rít gào liên tục, không gian sinh ra tiếng nổ đi đùng. Kiếm quang kéo theo tàn ảnh lan tràn, mang theo uy thế kinh khủng. Mặt Triệu Kình Thiên lạnh băng lao về hướng Lục Lâm Thiên. Trong các cặp mắt theo dõi, đòn công kích của hai người lại va vào nhau. Lực lượng đỡ upsilon.ng chạm, vang tiếng nổ. Bùm bùm bùm. Không gian nổ xé một đường cong nóng cháy, như thể cả không gian bị chấn nát. Năng lượng khủng bố tràn ngập, trên sườn núi, mảng lớn lòng núi sụp xuống, gió bão khuếch tán mang theo kình khí khủng bố lật tung sóng gợn không gian. Đám người đứng phía xa kinh thán. Không ngờ thực lực của Lục Lâm Thiên đến mức này. Xoẹt. Trong kình khí cuồng bạo Lục Lâm Thiên thụt lùi lại, huyết khí sôi trào trong người hắn nhưng không đáng lo. Đôi mắt Lục Lâm Thiên ẩn dưới thanh linh khải giáp càng lạnh. Xoẹt. Triệu Kình Thiên cũng bị đẩy lùi, sắc mặt trắng bệch. Hai chiêu so tài, Triệu Kình Thiên hoàn toàn không chiếm chút ưu thế nào. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Hừ. Thì ra đây là hạng năm long bảng sao? Ánh mắt Triệu Kình Thiên vừa ngạc nhiên vừa lạnh lùng, gã không nói gì nhưng không thể che giấu vẻ giật mình của gã. Bên kia truyền đến tiếng quát của Triệu Kình Hải. Thúy Ngọc, là tự ngươi muốn xen vào dòng nước đỡ Upsilon, C này, đừng trách ta không khách sáo. Thủ ấn nhanh chóng biến đổi, linh lực tuôn ra, Triệu Kình Hải vỗ trưởng ấn như sấm sét ập hướng Thúy Ngọc. Tuy trưởng ấn không to, lấp lánh ánh sáng chớp tắt. Không khí nặng nề. Trong trường ấn xen lẫn công kích linh hồn. Đồng Phàn lộ biểu tình kinh thán. Triệu Kình Hải thi triển liệt linh trưởng, đây là vũ khí bí mật của hắn, linh kỹ huyền cấp sơ giai. Phi ưng Lăng Phong nhướng mày nói. Không biết Thúy Ngọc có chặn lại nổi không? Triệu Kình Hải hét to một tiếng. Liệt linh trưởng. Triệu Kình Hải mang theo trường ấn khủng bố đè xuống. Chợt có tiếng quát. Triệu Kình Hải, thực lực của ngươi còn chưa đủ. Thủ ấn thay đổi, khí thế của Thúy Ngọc tăng vọt, sóng gợn không gian khuếch tán bốn phía. Một trường ấn từ không trung vươn ra. Trường ấn ngưng tụ, linh hồn các đệ tử Vân Dương Tông gần đó thoáng chốc bị đè ép, ánh mắt kinh sợ nhìn Thúy Ngọc. Trường ấn ngưng tụ, mái tóc đen của Thúy Ngọc xõa ra. Nàng tiến lên một bước, trường ấn của nàng va chạm vào trường ấn Triệu Kình Hải ngưng tụ. Vèo vèo. Hai trường ấn cường đại đỡ upsilon.ng chạm nhưng không vang lên tiếng nổ điếc tai, tiếng nổ đinh tai như óc như mọi người dự đoán mà chỉ như là chạm nhẹ. Sóng gợn không gian mảng lớn khuếch tán ra xa. Hai trường ấn chồng lên nhau, rằng có khoảng một giây. Mọi người ngạc nhiên nhìn trên trường ấn của Thúy Ngọc chợt có từng đợt linh lực tuôn ra. Trường ấn do Triệu Kình Hải ngưng tụ bị đè bẹp, bị trường ấn của Thúy Ngọc đè xuống. Vù vù vù. Liệt linh trưởng của Triệu Kình Hải thoáng chốc nổ tung, cuối cùng biến thành hư vô. Cộp cộp cộp. Triệu Kình Hải lảo đảo bị đẩy lui hơn 10 bước. Triệu Kình Hải há mồm hộc máu. Phụt. Sắc mặt Triệu Kình Hải bỗng chốc tái nhợt, trong lòng gã dâng trào nỗi kinh sợ, khó tin nhìn Thúy Ngọc chằm chằm. Triệu Kình Hải biết rõ nhất uy lực của liệt linh trưởng, linh kỹ huyền cấp sơ giai, dù là linh tướng tứ trọng bình thường khi đối đầu với gã cũng khó thể trực tiếp đỡ đòn. Nhưng bây giờ liệt linh trưởng của Triệu Kình Hải bị nha hoàn Thúy Ngọc phá thẳng tay như không chịu nổi một kích, điều này khiến gã rất khó tin. Triệu Kình Hải nhìn Thúy Ngọc chằm chằm, gã không tin được. Sao ngươi phá liệt linh trưởng của ta được? Gã là đệ nhất long bảng, sao có thể bị một nha hoàn đánh bại? Liệt linh trưởng chỉ là linh kỹ huyền cấp sơ giai, tưởng ghê gớm lắm sao? Mới rồi ta thi triển là linh kỹ huyền cấp trung giai. Thúy Ngọc nét mặt xa sầm nói.
Nếu không phải vì không muốn tông chủ khó xử thì ta đã giết ngươi ngay bây giờ. Nhưng lần sau ta sẽ không khách sáo lấy đi mạng của ngươi. Nghe Thúy Ngọc nói, đám người ở phía xa kinh thán. Linh kỹ huyền cấp trung giai. Bản thân bọn họ là người nổi bật trong số thế hệ trẻ Vân Dương Tông nhưng không phải mỗi người đều có thể tu luyện vũ kỹ hay linh kỹ huyền cấp trung giai, cao nhất đến huyền cấp sơ giai là cùng. Không ngờ Thúy Ngọc lại thi triển ra linh kỹ huyền cấp trung giai. Tiểu Long tức giận gầm gừ. Xèo xèo. Lưỡi thè ra rụt vào, thân thể cao lớn ngẩng đầu tựa như ngọn núi nhỏ khoanh vòng lại. Vốn cơ thể Tiểu Long không đến 300 thước giờ thì đã dài 400 thước, kích cỡ to 7, 8 thước, phải hơi mở rộng tràn ngập lửa ánh vàng lập lòe. Tiểu Long toát ra uy hiếp khiến Tằng Sở Hùng kinh sợ. Tằng Sở Hùng nhìn thân thể khổng lồ của Tiểu Long, lúc này gã rất chật vật. Lần trước Tằng Sở Hùng còn đấu lại yêu thú này được nhưng bây giờ gã cảm giác không thể đánh lại. Tằng Sở Hùng cắn răng lại lao hướng Tiểu Long, tay cầm cây đại đao màu lam phủ lớp hơi nước. Xoẹt xoẹt xoẹt. Đao quang chém ra xuyên thấu không gian thẳng hướng Tiểu Long. Đao quang chém xuống thoáng chốc đến trước mặt Tiểu Long, thực lực vũ tướng nhất trọng, đòn công kích này của Tằng Sở Hùng xứng là siêu cường đại. Tiểu Long không nhúc nhích, mắt thấy đao của Tằng Sở Hùng chém tới. Tiểu Long co duỗi lưỡi. Khi còn cách nhau khoảng 50 thước, Tiểu Long đột phá mạnh bạo. Cơ thể to lớn cực kỳ nhanh nhẹn nhảy lên, nó dựa vào thân thể khổng lồ thế xé gió bay đi. Tiểu Long há mồm máu, lửa màu vàng cuồng bạo phun ra. Lửa màu vàng phun ra không trung, nơi đi qua sóng gợn thoáng chốc bị đốt thành xương khói rồi bị nhiệt độ cao bốc hơi. Cùng lúc đó, đao quang của Tằng Sở Hùng chém xuống lửa vàng Tiểu Long phun ra. Đao quang như sóng gợn không gian bị đốt thành làn khói, đó là do nhiệt độ cao khủng bố bốc hơi. Đối mặt ngọn lửa khủng bố thế này Tằng Sở Hùng muốn trốn ngay, nhưng tốc độ của gã làm sao bằng Tiểu Long. Tằng Sở Hùng đang định lùi nhanh thì ngọn lửa vàng kinh khủng kia đã đến đỉnh đầu của gã. Biểu tình Tằng Sở Hùng hoảng hốt, tim gã đập nhanh, tay cầm trường đao lại chém hướng Tiểu Long. Xèo xèo. Cơ thể to lớn của Tiểu Long đè xuống. Lửa màu vàng khủng bố phun ra từ miệng đỏ đổ ập xuống. Trường đao trong tay Tằng Sở Hùng hiện lên ánh hồng, sau đó bị đốt thành màu đỏ thẫm. Cũng trong khoảnh khắc này, ngọn lửa vàng khủng bố bao phủ mang theo kình phong nóng cháy cường đại không chỗ không ở xâm nhập vào người Tằng Sở Hùng. A! À, đối mặt ngọn lửa vàng cực độ khủng bố, chân khí trong người Tằng Sở Hùng cuối cùng tuôn ra ngưng tụ cương khí hộ thân trước mặt. Thoáng chốc lửa của Tiểu Long bao phủ cương khí hộ thân. Ngọn lửa này không có chỗ nào không vào được, chớp mắt phá hủy hộ thân cương khí hộ thân Tằng Sở Hùng bày ra chui vào người gã. Đau đớn làm Tằng Sở Hùng hét lên thảm thiết. Tằng Sở Hùng phun ngụm máu đỏ, cơ thể bay ngược ra cuối cùng nặng nề lăn xuống sườn núi. Đám người Hàn Phong, Khuất Đao tuyệt kinh thán. Yêu thú thật kinh khủng. Tằng Sở Hùng không phải kẻ yếu, gã là vũ tướng nhất trọng. Nhưng Tằng Sở Hùng bị yêu thú kỳ dị này công kích trọng thương. Ngọn lửa khủng bố làm bọn họ đứng từ xa nghĩ mà sợ. Khi Tiểu Long lại định tấn công tiếp thì Lục Lâm Thiên lên tiếng. Tiểu Long, chừa mạng hắn lại. Vù vù vù. Cơ thể to lớn rút nhỏ lại, Tiểu Long nhảy ngay lên vai Lục Lâm Thiên. Lão đại, sao không cho đệ giết hắn? Lục Lâm Thiên nói. Giết hắn có gì khó? Tùy thời đều được, nhưng nơi này là mật địa, nếu giết hắn sẽ có rắc rối lớn. Trong lòng Lục Lâm Thiên rất muốn giết mấy người kia nhưng còn trong mật địa, giết bọn họ trước mắt bao người thì không được. Vân Tiếu Thiên đã nói trước, nếu ai giết đồng môn, dù là người nào sẽ bị đánh chết, gia tộc cũng chịu liên lụy. Còn chưa lấy được xích đồng vạn năm, Lục Lâm Thiên còn cần ở lại Vân Dương Tông, dù hắn giết ba người này thì cũng nên hành động trong âm thầm, giờ chưa phải là lúc. Lục Lâm Thiên nói với Thúy Ngọc. Thúy Ngọc, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên phải nhanh chóng thôn phệ, luyện hóa thánh quả vũ linh không thì hiệu quả sẽ giảm mạnh. Thúy Ngọc thu về khí thế cất bước đến bên cạnh Lục Lâm Thiên. Hai huynh đệ Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên cơ mặt co giật nhìn Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc đăm đăm nhưng không tấn công tiếp. Lục Lâm Thiên lạnh nhạt nói. Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên, các ngươi không có bản lĩnh chiếm thánh quả vũ linh rồi. Ta đi trước đây, lần này tha cho các ngươi. Có lần sau thì các ngươi sẽ không may mắn như vậy đâu. Lục Lâm Thiên nhìn Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên chằm chằm, đôi cánh chân khí sau lưng hắn vỗ một cái, ôm eo Thúy Ngọc bay đi. Thấy Lục Lâm Thiên ôm Thúy Ngọc đi, Vân Hồng Lăng tức giận dậm chân, hét to.
Tiểu tặc, tên khốn kia, ngươi không thèm nói câu nào với ta sao? Hàn Phong tới gần Vân Hồng Lăng, nói. Sư muội mau ăn thánh quả vũ linh đi, càng ăn sớm chừng nào càng có hiệu quả cao chừng nấy, ta sẽ hộ pháp giúp nàng. Vân Hồng Lăng oán hận nhìn bóng lưng Lục Lâm Thiên khuất xa, nàng hầm hừ. Hừ. Vân Hồng Lăng cảm thấy rất uất ức, hai mắt đầy nước. Lúc này mọi người vẫn còn rất rung động, thực lực của Lục Lâm Thiên, Thúy Ngọc, và cả yêu thú kia thật khủng bố. Đệ nhất Long Bảng, từ nay Triệu Kình Hải có danh không thực. Người đứng đầu Long Bảng là Thúy Ngọc chứ không phải Triệu Kình Hải nữa. Lục Lâm Thiên thì đấu trực diện với Triệu Kình Thiên, thực lực của hắn chắc cũng lọt vào năm top đầu Long Bảng, giờ lại được một trái thánh quả vũ linh, đột phá gần ngay trước mắt, thực lực của hắn sẽ càng khủng bố nữa. Hai huynh đệ Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên lộ ánh mắt oán hận rồi lại vô cùng bất đắc dĩ. Đại thế đã mất, Lục Lâm Thiên đã sơ thành căn cơ cộng thêm Thúy Ngọc và yêu thú, bọn họ không đối phó hắn được nữa, chỉ đành ra ngoài mật địa rồi tìm cách khác. Mắt Triệu Kình Hải, Triệu Kình Thiên hấp hái, buộc lòng nuốt xuống lửa giận và lạnh lùng. Lục Lâm Thiên được một trái thánh quả vũ linh, sau khi ăn chắc chắn sẽ lại đột phá, rất có thể trực tiếp đến vũ tướng. Ước chừng còn 3 tháng trong mật địa, đến lượt bọn họ trốn tránh. Vẫn trong hang dưới lòng đất, Nghịch Lân Yêu Bằng hành lễ với Tiểu Long. Kính chào yêu vương. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm trong hang. Thần dị thật. Dòng khí năng lượng liên miên không ngừng vọt tới đã biến mất, cái hang vốn tràn ngập xương khói giờ trở nên rõ ràng hơn. Nóc nham thạch đen bóng treo nhiều thạch nhũ, các giọt nước trắng sữa chậm rãi nhỏ vào ao nước. Chất nước trong ao giờ đã trong veo hơn một chút. Dây leo khổng lồ chính giữa ao nước lúc này không còn tỏa sáng, loáng thoáng hơi khô vàng. Ban đầu cho người cảm giác năng lượng bàng bạc giờ đã phục hồi trở về tĩnh lặng. Thúy Ngọc khẽ nói. Năng lượng đã biến mất. Huyết Ngọc yêu hổ nói. Năng lượng bên trong chỉ có một tháng, 3 năm sau mới lại xuất hiện. Nghịch Lân Yêu Bằng dương đôi cánh. Chủ nhân, đây là thánh quả. Trên vảy cánh Nghịch Lân Yêu Bằng có 6 trái linh quả to nhỏ cỡ nắm tay trẻ sơ sinh. 6 trái thánh quả vũ linh xuất hiện, trong hang lại tràn ngập khí tức năng lượng đậm đặc. Lục Lâm Thiên cười gian. Hắc hắc, tay Lục Lâm Thiên cầm sẵn 5 cái hộp ngọc cất 5 trái thánh quả vũ linh, còn trái cuối thì giao cho Tiểu Long. Tiểu Long, hãy nuốt trái này vào đi. Thúy Ngọc nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, nàng cười khổ. Những chuyện này chắc chỉ có mình nàng biết. Người khác trong Vân Dương Tông còn tưởng 6 trái thánh quả vũ linh bị yêu thú cướp đi, ai mà ngờ tất cả do Lục Lâm Thiên âm thầm sắp đặt. Có 6 trái thánh quả vũ linh bị Lục Lâm Thiên thu vào túi. Vù vù vù. Lúc này ao nước dao động rồi một bóng trắng lao ra ngoài, chính là cửu vĩ yêu hồ. Lục Lâm Thiên quan sát khí tức trên người cửu vĩ yêu hồ, tinh thần cảm giác trong một tháng này nàng đã mạnh hơn nhiều. Bạch Linh tiểu thư, tu luyện ra sao rồi? Cửu vĩ yêu hồ Bạch Linh mở mắt ra, mắt bắn tia sáng. Cũng thu được lợi ích kha khá, năng lượng thánh chỉ đã khô, ta có tu luyện tiếp cũng vô dụng. Đã lấy được thánh quả rồi đúng không? Lục Lâm Thiên đáp. Đã lấy được rồi. Cửu vĩ yêu hồ trả lời. Vậy chúng ta mau trở về đi, các ngươi cần nhanh chóng nuốt thánh quả ngay đi, càng ăn sớm thì hiệu quả càng tốt. Ta cũng sẽ bế quan lần nữa, chắc chuẩn bị đột phá. Hai người và đàn thú rời khỏi hang, khi lại vào trùng động thì đám đệ tử Vân Dương Tông trên ngọn núi cũng bất đắc dĩ rời đi. Không ai ngờ 9 trái thánh quả vũ linh có 6 bị yêu thú cướp đi. Phi Ưng Lăng Phong nói. Tuy không lấy được thánh quả vũ linh nhưng năng lượng trong mật địa này cần 3 tháng nữa mới hoàn toàn biến mất. Mọi người hãy cố gắng tu luyện trong 3 tháng này đi. Cả đám cười khổ, giờ chỉ đành vậy. May mắn năng lượng trong mật địa còn đó. Nhưng đang từ từ tan biến. Thừa dịp này tu luyện nhanh hơn là tu luyện bên ngoài. Vân Hồng Lăng nói. Ta cần tìm một chỗ bế quan để luyện hóa thánh quả vũ linh đã. Trong đám người chỉ có mình Vân Hồng Lăng là được một trái thánh quả vũ linh. Hàn Phong nói. Dùng thánh quả vũ linh, hiện tại sư muội là đẳng cấp vũ phách cửu trọng, khi đó rất có thể sẽ đột phá vũ tướng nhị trọng. Trong mắt Hàn Phong tràn đầy hâm mộ nhưng không dám có suy nghĩ xấu xa gì. Mọi người gật gù, rất hâm mộ Vân Hồng Lăng. Bọn họ có nghe sư phụ của mình nói về tác dụng một trái thánh quả vũ linh, đủ để đột phá 2 tầng vũ tướng, năng lượng cực kỳ khổng lồ. Một ngày sau, trong cung điện trong hiệp cốc, hai người và đàn thú ra khỏi trùng động.
Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh nói. Lục Lâm Thiên, các ngươi hãy ăn thánh quả rồi luyện hóa đi, ta cũng phải bế quan chuẩn bị đột phá, thời gian sẽ không quá lâu. Đến lúc đó chắc kịp ra ngoài. Cửu Vĩ Yêu Hồ nói với Lục Lâm Thiên xong đã biến mất. Trong cung điện cổ xưa có khá nhiều gian phòng. Vì cần ăn thánh quả vũ linh ngay, Lục Lâm Thiên chọn đại một phòng xong chuẩn bị ăn thánh quả vũ linh để tu luyện. Lúc này Tiểu Long, Thúy Ngọc cũng tự tìm chỗ chuẩn bị luyện hóa thánh quả vũ linh. Ăn thánh quả vũ linh càng sớm thì hiệu quả càng tốt, lúc này Lục Lâm Thiên không dám tùy tiện lãng phí thánh quả vũ linh khó khăn lắm mới có được. Lục Lâm Thiên kết ấn, linh quả to cỡ nắm tay trẻ sơ sinh xuất hiện trong tay hắn. Thánh quả vũ linh tròn vo đỏ rực như quả cầu pha lê màu đỏ, trong suốt lấp lánh. Mùi thơm thoang thoảng xen lẫn năng lượng bàng bạc khuếch tán, trong căn phòng tràn đầy năng lượng hùng hồn này. Lục Lâm Thiên nhìn chằm chằm thánh quả vũ linh trong tay, hắn không khó cảm giác ra khí tức toát ra từ thánh quả vũ linh giống y như khí tức năng lượng trong ao bị hắn nuốt. Tuy thể tích thánh quả vũ linh này rất nhỏ nhưng nó ẩn chứa năng lượng toàn là áp xúc từ năng lượng ao nước, một năng lượng khổng lồ. Lục Lâm Thiên lẩm bẩm. Không biết ăn thánh quả vũ linh có thể đột phá đến đẳng cấp gì. Hiện giờ Lục Lâm Thiên càng tiếp xúc với cường giả mạnh thì hắn càng phải nhanh chóng nâng cao thực lực của mình lên. Hiện tại Lục Lâm Thiên không sợ gì Triệu Kình Thiên nhưng đối phó của hắn không phải gã mà là Triệu Vô Cực, nói đúng hơn thì Triệu Vô Cực cũng không là gì. Phi Linh Môn muốn phát triển, Lục Lâm Thiên muốn trở thành cường giả, tất cả đều cần có thực lực tuyệt đối. Ví dụ như hôm nay, nếu Lục Lâm Thiên có đủ thực lực hoàn toàn không nhìn Vân Dương Tông thì hắn có thể giết đám người Triệu Kình Thiên ngay. Nhưng hiện tại Lục Lâm Thiên không thể, hắn còn xa mới chống đối lại Vân Dương Tông được. Muốn đối phó với Triệu gia thì Lục Lâm Thiên chưa đủ khả năng lỗ mãng. Lần này Lục Lâm Thiên ra ngoài dù có Cửu Vĩ Yêu Hồ Bạch Linh đi theo bên cạnh 5 năm, có Đông Lão, Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh ở Phi Linh Môn nhưng thực lực này còn kém xa. Tóm lại nâng cao thực lực của chính mình là chuyện quan trọng nhất. Một lát sau, Lục Lâm Thiên gạt bỏ mọi tạp niệm, hắn ngồi xếp bằng, lại nhìn thánh quả vũ linh trong tay một lát rồi nuốt vào bụng. Hương vị mát lạnh, thánh quả vũ linh chui vào bụng hắn, vừa vào miệng liền tan ra. Lập tức hóa thành dòng năng lượng ấm áp chảy vào người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên cứ tưởng năng lượng thánh quả vũ linh sẽ cực kỳ cuồng bạo trùng kích thân thể nhưng hắn ngạc nhiên phát hiện năng lượng này không cuồng bạo tấn công cơ thể hắn, nó rất nhẹ nhàng lan tỏa trong người hắn. Năng lượng này rất dồi dào rồi lại dịu dàng hóa thành các dòng chảy nhỏ khuếch tán bốn phía, nhanh chóng chảy vào kinh mạch tựa như con thỏ trắng ngoan ngoãn. Mọi thứ vượt ngoài dự đoán của Lục Lâm Thiên, năng lượng chui vào kinh mạch, Lục Lâm Thiên vận chuyển âm dương linh vũ quyết ngay. Các tia năng lượng vận chuyển luyện hóa trong kinh mạch rồi hóa thành chân khí, linh lực tiến vào khí hải đan điền, đầu óc Lục Lâm Thiên. Tuy năng lượng khổng lồ này rất dịu nhẹ nhưng vì quá lớn, năng lượng lớn lao tràn ngập trong kinh mạch đã chướng căng. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ. Năng lượng quá mạnh. Lục Lâm Thiên mừng như điên cố gắng luyện hóa, năng lượng dồi dào này sẽ mang lại lợi ích lớn cho hắn tăng cao thực lực. Lục Lâm Thiên cảm giác năng lượng từ thánh quả vũ linh nhiều còn hơn hắn hấp thu năng lượng trong ao nước ở cái hang kia một tháng. Một lát sau năng lượng này với tốc độ làm Lục Lâm Thiên vô cùng vừa lòng hóa thành từng đợt chân khí, linh lực lao vào đan điền khí hải, não hắn. Trong đan điền khí hải to lớn, cùng với chân khí bên ngoài tiến vào làm đan điền khí hải hơi dao động. Một viên vũ đan ngũ sắc trong đan điền khí hải đang chậm rãi xoay tròn, ánh sáng ngũ sắc nhạt lấp lánh. Trong khí hải đan điền, vũ đan với tốc độ mắt thường khó thấy nhận được tầm bổ tăng cường, các tia chân khí bị hút vào trong khiến vũ đan càng sáng bóng. Trong đầu Lục Lâm Thiên giờ hồn đan nhờ có linh lực không ngừng ùa vào bắt đầu chậm rãi hấp thu linh lực tăng mạnh, mọi thứ diễn tiến với tốc độ chậm rãi. Trong lúc luyện hóa năng lượng thánh quả vũ linh, Lục Lâm Thiên cảm giác xương cốt, kinh mạch, thậm chí cơ bắp đều được năng lượng rèn lại. Trong lúc luyện hóa, Lục Lâm Thiên tiến vào cảnh giới vong ngã. Hắn điều khiển năng lượng từ thánh quả vũ linh trong người mình, các tia năng lượng bị luyện hóa thành chân khí nhập vào đan điền khí hải. Không gian trong đan điền khí hải, não Lục Lâm Thiên tựa như vô cùng tận, liên tục hấp thu những chân khí, linh lực được luyện hóa. Lục Lâm Thiên cảm giác được hiện tại đến đẳng cấp vũ phách, linh phách thất trọng rồi cần năng lượng đột phá lớn khủng khiếp. Rất khó để liên tục đột phá trong thời gian ngắn. Nhưng năng lượng từ thánh quả vũ linh trong người Lục Lâm Thiên cũng vô cùng khổng lồ đủ để hắn luyện hóa thời gian không ngắn. Còn về ích lợi từ việc hoàn toàn luyện hóa thánh quả vũ linh,
cuối cùng có thể đột phá đến tình trạng gì thì hiện tại Lục Lâm Thiên không biết, hắn cũng rất mong chờ. Trong phòng, người Lục Lâm Thiên phát ra năng lượng nhàn nhạt khuếch tán. Năng lượng đó lan tràn, không gian nổi gợn sóng, nhìn thoáng qua cảm giác hư ảo. Lục Lâm Thiên nhắm mắt lại, lát sau vầng sáng vàng đất nhạt bao phủ quanh thân hắn. Trong vòng sáng vàng đất còn có vầng sáng trắng vô hình ẩn hiện. Năng lượng khuếch tán rồi bị Lục Lâm Thiên hút vào người, cứ hít rồi thở, cực kỳ huyền ảo. Lục Lâm Thiên tiến vào trạng thái tu luyện tuyệt đối, sắc mặt hắn bình thường không chút gợn sóng, hắn không phát hiện biến đổi quanh thân. Giờ tinh thần Lục Lâm Thiên hoàn toàn chìm đắm trong năng lượng từ thánh quả vũ linh luyện hóa trong người. Khí thế trên người Lục Lâm Thiên chậm rãi tăng lên, dù là chân khí hay linh lực đều từ từ biến mạnh. Tốc độ tăng mạnh này trông thì không vượt trội nhưng thật ra đã nhanh kinh người. Vì có tác dụng thôn vệ của âm dương linh vũ quyết, Lục Lâm Thiên dùng thánh quả vũ linh có thể nói là được ích lợi nhiều hơn người ta, toàn nhờ công hiệu bía y thái của âm dương linh vũ quyết. Cùng với Lục Lâm Thiên luyện hóa, năng lượng trong phòng ngày càng đậm đặc hơn. Theo thời gian trôi qua, người Lục Lâm Thiên phát ra khí tức chậm rãi tăng mạnh lên. Chân khí mênh mông như gợn sóng khuếch tỏa ra từ người Lục Lâm Thiên. Năng lượng do thánh quả vũ linh biến ra trải qua luyện hóa thành chân khí, linh lực tinh khiết nhất rót vào đan điền khí hải, vào đầu Lục Lâm Thiên, làm khí thế của hắn chậm rãi tăng lên cao. Cứ thế thời gian qua đi rất nhanh, từng ngày chậm rãi đi qua. Trên dãy núi Vân Dương Tông lúc này đã vào đông, thời tiết lạnh dần. Trên ngọn núi hiếm có sắc xanh, lộ ra ngọn núi nguy nga vốn có. Trạng vạng, mặt trời lặn, những cây tùng cổ và những tảng đá to mờ ảo trong mây khói. Ánh chiều tà phản chiếu với nhau tôn lên ngọn núi cao về Upsilon T hùng vĩ, rực rỡ. Trong một đình viện yên tĩnh trên một ngọn núi, tuy lúc này là đầu đông nhưng chỗ này gieo trồng nhiều chậu cảnh, có nhiều khóm hoa đua nhau nở rộ. Trong hành lang đá trong đình viện có ba bóng dáng yêu kiều đang chơi đùa, rượt bắt nhau, tiếng cười trong như chuông ngân vang lên. Một lát sau ba người đứng ở hành lang đá ôm bụng cười. Một nữ nhân khuôn mặt quyến rũ dịu dàng nói. Vô song tỷ, đã lâu rồi ta không nhẹ nhàng như vậy, từ sau khi bọn họ vào mật địa thì ta cũng không cần liều mạng tu luyện như trước kia. Nữ nhân xinh đẹp mặc váy dài màu đỏ, người nhấp nhô đường cong mỹ miều, trong tinh nghịch có quyến rũ, chính là Dương Diệu. Lục Vô Song vén vài sợi tóc mai ra sau tai, vô tình toát ra sức hấp dẫn vô hạn. Nàng nhìn chăm chú dãy núi, thản nhiên nói. Chắc đã 4 tháng trôi qua rồi. Không biết trong bọn họ người nào lấy được thánh quả vũ linh. Độc Cô Băng Lan nói. Tóm lại không có phần của chúng ta, nên đừng lo nghĩ. Độc Cô Băng Lan cười khúc khích nói với Lục Vô Song. Vô Song tỷ lo lắng cho Lâm Thiên đúng không? Lục Vô Song lườm Độc Cô Băng Lan. Nhà đầu này, lại trêu ta. Rồi Lục Vô Song lộ ý cười khẽ nói. Ta lo cho Thúy Ngọc, Lâm Thiên không biết có bị nguy hiểm gì không? Độc Cô Băng Lan cười bí hiểm. Cái này thì Vô Song tỷ cứ yên tâm, bọn họ đi chung với nhau chắc không gặp nguy hiểm gì lớn. Lục Vô Song nói. Chỉ mong như vậy. Thời gian trôi đi như hạt cát rơi khỏi kẽ tay. Quanh cung điện trong hiệp cốc vẫn một màu xám vĩnh hằng. Không biết từ khi nào, một góc núi đằng sau cung điện có luồng khí đậm đặc dần lan tỏa. Cùng lúc đó, nhiều yêu thú hai bên hiệp cốc cảm nhận khí tức này thì bàng hoàng, luôn nhìn chằm chằm vào sau núi. Trong quảng trường bên ngoài cung điện, thủy hỏa song đầu yêu giao ngước hai cái đầu nhìn chằm chằm sau núi. Yêu vương lại sắp đột phá. Con mắt to như chuông đồng của huyết ngọc yêu hổ cũng nhìn sau núi không chớp mắt. Khi yêu vương đột phá đến tứ giai trung kỳ thì thực lực sẽ mạnh hơn cả ta. Nghịch Lân yêu bằng đập đôi cánh nói. Dùng thánh quả tất nhiên yêu vương phải đột phá thực lực, tiếc rằng chỉ được dùng một trái. Nếu không thì nhiều năm qua chúng ta dùng thánh quả là đã có sức đột phá phong ấn đi ra ngoài. Thái âm yêu thỏ thản nhiên nói. Bạch Linh yêu vương tu luyện 6.000 năm mới chỉ là sơ kỳ lục giai, nếu đến bên ngoài ít nhất là bát giai. Chờ khi chúng ta ra ngoài thì tốc độ tu luyện sẽ tăng nhanh. Thanh âm của thái âm yêu thỏ là giọng nữ, âm sắc khá đáng yêu. Trong khi 4 con yêu thú bàn tán thì sau núi vang tiếng xé gió như tiếng rồng ngâm. Growl. Thanh âm cao về Upsilon T kích động xuyên thấu không gian khuếch tán ra cùng khí tức uy hiếp hùng mạnh. Growl. Két. Hú hú. Trong hiệp cốc muôn thú gầm giống, khí thế vô hình khiến tất cả yêu thú run rẩy quỳ rạp. Giờ phút này,
huyết ngọc yêu hổ, thái âm yêu thỏ, nghịch lân yêu bằng, thủy hỏa song đầu yêu dao, bốn con yêu thú ngũ giai run lẩy bẩy. Áp lực uy hiếp tuyệt đối đến từ sâu trong huyết mạch, linh hồn của chúng nó, không thể ngăn cản áp lực này được. Thủy hỏa song đầu yêu dao run cầm cập, bị khí thế đè ép nghẹt thở. Khí thế yêu hoàng, đây là khí tức của yêu hoàng. Hú hú, grow grow, bốn con yêu thú ngũ giai gầm giống theo, phải giống ra thì áp lực trong linh hồn mới giảm bớt một chút. Một luồng sáng vàng khổng lồ từ sau núi bắn lên cao. Khí thế cuồng bạo khuếch tán, một cái đuôi to tựa đuôi rồng bay ra, lửa màu vàng xẹt qua không trung để lại hơi nóng cháy. Vù vù vù, một bóng dáng mảnh khảnh bay ra từ cung điện cổ xưa, chính là Thúy Ngọc. Nàng nhìn chằm chằm tình hình rầm rộ sau núi. Thúy Ngọc lộ ánh mắt ngạc nhiên. Khí thế rất giống nhưng tiểu long không giống tộc khủng bố kia, kỳ lạ thật. Không khí bạo ngược, tiếng muôn thú gầm giống trong hiệp cốc mãi không dứt. Nửa canh giờ sau khí thế sau núi mới thu về. Vù vù vù, một luồng sáng vàng bay ra từ sau núi, nhanh như tia chớp nhảy lên cao. Bốn con yêu thú ngũ giai quỳ rạp hành lễ. Kính chào yêu vương. Ánh sáng vàng thu nhỏ lại trên vai Thúy Ngọc, là tiểu long. Thúy Ngọc tỷ tỷ đã xuất quan. Thúy Ngọc rất thích tiểu long đáng yêu trên vai mình. Ta đột phá mấy ngày rồi, không ngờ ngươi lại đột phá tiếp, thực lực lần nữa tiến bước dài phải không? Tiểu long có duỗi lưỡi, ngóc đầu nhỏ, mắt nhỏ đen láy xoe tròn đắc ý nói. Ta đột phá trung kỳ tứ giai, sau này không sợ Triệu Kình Hải nữa. Lần sau ta mà gặp lại sẽ quất chết Triệu Kình Hải. Thúy Ngọc nói, ngươi muốn giết Triệu Kình Hải cũng đừng làm trong mật địa, sẽ gây rắc rối cho lão đại của ngươi. Thực lực Triệu gia rất mạnh, hiện tại lão đại của ngươi còn xa mới đối phó được, nên ngươi đừng lỗ mãng. Tiểu Long ngóc đầu nhỏ cố chấp hỏi. Triệu gia, chẳng lẽ Bạch Linh tỷ tỷ cũng không làm được sao? Thúy Ngọc lắc đầu, nói. Bạch Linh tỷ tỷ của ngươi cũng không thể. Triệu gia không chỉ có một Triệu Vô Cực, nên ngươi đừng gây phiền phức cho lão đại của ngươi. Tiểu Long co duỗi lưỡi, mắt bắn ra tia sáng lạnh. Hừ, có ngày ta và lão đại sẽ xử Triệu gia. Thời gian lặng lẽ trôi, trong mật địa một mảnh yên tĩnh. Trong cung điện cổ xưa, một bóng dáng mảnh mai ngồi thẫn thờ, xung quanh chỉ có yêu thú làm bạn, ngẫu nhiên mắt nhìn chằm chằm một góc cung điện. Bóng dáng mảnh mai thì thào. Ta nên làm sao đây? Trở về hay ở lại? Người đó tựa vào hành lang thạch đình. Eo nhỏ và thân thể giữa nghiêng đường cong mỹ miều, toát ra quyến rũ. Nếu không xem vết bớt đỏ trên mặt thì mọi người phải công nhận đây là một nữ nhân xinh đẹp. Tiểu Long đến bên cạnh Thúy Ngọc, hỏi. Thúy Ngọc tỷ tỷ đang nghĩ gì? Thúy Ngọc ngồi thẳng dậy, nâng Tiểu Long trong tay mỉm cười nói. Ta đang nghĩ tại sao lão đại của ngươi còn chưa xuất quan? Đã nửa tháng rồi. Tiểu Long thè lưỡi. Yên tâm. Ta cảm nhận được khí thế của lão đại luôn tăng mạnh, hơn nữa lão đại đã đột phá một lần, bây giờ là vũ phách bát trọng. Tiểu Long tiếp tục bảo. Thúy Ngọc tỷ tỷ, có phải tỷ tỷ thích lão đại của ta không? Thúy Ngọc xì cười lườm Tiểu Long. Tiểu quỷ, ngươi thì biết gì? Tiểu Long xoe tròn mắt nhỏ. Hừ, ta biết hết tất cả. Lão đại và ta có huyết khế, lão đại nghĩ cái gì là ta đều biết. Tiểu Long chớp mắt như đứa bé nghịch ngợm. Khiến người nhìn rất thích bộ dạng đáng yêu này.